Tạo hóa hai chữ này, từ trong miệng hắn nói ra có phần là không tiết tháo. Tiền bối, mau trở lại a, ngươi quê quán bị tịch thu. Triệu Bân trong lòng cầu nguyện không lo tiên tử mau mau trở về. Ném đi bảo bối có thể lại dẫy, đồ nhi không còn coi như thật không còn. Nói đến đồ nhi, Lăng Tuyệt đã khoanh chân nhắm mắt, cho dù được thu vào tử phủ, hắn cũng có thể liên hệ sư tôn, điều kiện tiên quyết là hắn cùng sư tôn khoảng cách không thể quá xa, vượt qua cực hạn nhất định, cũng kêu gọi không đến. Người cái lão bất tử, bắt bọn ta làm gì? Ta sư phó thế nhưng là tiên vương, hắn biết sẽ bão nổi. Lăng Tuyệt trầm tĩnh, Quỷ Tinh Nghịch cùng Khò Khè Oa lại mắng có phần hăng hái. Đáng tiếc, không có gì cái treo dùng, quỷ tiên lão đạo căn bản không để ý. Mở cho ta. Triệu Bân tiếng gầm không ngừng, một bên tâm pháp một bên lệnh Hạo Thiên Hạo Vũ oanh kích. Chỉ cần xé mở một góc, hắn liền có thể ra ngoài. Nhiên, vô luận như thế nào oanh kích, đều không lay động được. Còn có Tuyệt Thiên Đạo Pháp, tuy là có thể bình phục bản nguyên, có thể ở giờ phút quan trọng này có vẻ như cũng không dễ sử dụng. Hắn tới tới lui lui đã vận chuyển mấy trăm đại chu thiên, chính là không mở được vĩnh hằng không gian. Lão đại, có thể dùng thuấn thân cùng di thiên hoán địa thử xem. Tiên Lôi nhảy lên một chút. Đầu óc ngươi nước vào, tứ phương có không gian bình chướng tại cái này. Long Uyên ông run lên. Đầu óc ngươi mới nước vào. Quát con, lại muốn bị đòn a. Hai hàng hùng hùng hổ hổ, một lời không hợp lại mở bóp. Vẫn là chủ nhân đủ dứt khoát. Một cái tát đưa nó hai vung mạnh bay. Mở. Triệu Bân lại gầm nhẹ, trong mắt khắc ra máu ti. Đừng nói, lần này vận chuyển Tuyệt Thiên Đạo Pháp, hắn vĩnh hằng giới thật sự chấn động một cái. Tiếc nuối là, nó vẻn vẹn run lên một cái, cũng không phá sừng, càng chớ nói ra ngoài tản bộ. Triệu Bân không nhụt chí, một lần lại một lần vận chuyển, tự đứng ngoài nghe, thể phách của hắn là ông trực hưởng, có lẽ là vận chuyển quá điên cuồng. Toàn thân đều đốt ra ngọn lửa màu vàng óng, khí huyết cũng bạo loạn không chịu nổi. Yên tĩnh đêm, vẫn như cũ có người bái phỏng. Đó là một bóng người xinh đẹp, cũng là một cái người quen, Thiên Trì thần nữ. Thần nữ sau đó còn đi theo hai Thiên Trì trưởng lão, cũng là xa xôi ngàn dặm tới thăm không lo tiên tử, gặp ở trên đảo cảnh tượng, ba người đều lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày, đây là thế nào, bị cường đạo sao? Không lo. Lăng Tuyệt. Ba người kêu gọi. Vang dội đầy không lo đảo. Không ai dám ứng, toàn bộ hòn đảo cũng không thấy bóng người. Nhìn qua, thật đúng là bị đánh cướp, bao quát kỳ hoa dị thảo, tiên trì linh tuyền, đều bị dọn đi rồi, lọt vào trong tầm mắt tất cả bừa bộn một mảnh, nào còn có thế ngoại tiên đảo bộ dáng, nghiễm nhiên là một tòa phế tích. Các nàng thật bất ngờ, cái nào nhân tài gan to như vậy. Tìm không có kết quả, ba người trước tiên thối lui ra khỏi hòn đảo. Phía sau. Bóng người là một cái tiếp một cái, phần lớn là thái hư cảnh lão bối, đều là không lo tiên tử bạn cũ, gặp chàng diện này, cũng là một hồi cau mày, cái kia cường đạo càn quét cũng không tránh khỏi quá sạch sẽ. Chẳng biết lúc nào, không lo đảo mới rơi vào bình tĩnh. Không thấy không lo tiên tử trở về, quỷ hiểu được chạy đi đâu rồi. Cho ta, mở. Trong phế tích, có một tiếng âm vang hét lớn. Xong, thì thấy một đạo chật vật bóng người đột nhiên hiển hóa. Tất nhiên là Triệu công tử. Cuối cùng là ra vĩnh hằng giới. Đúng là mẹ nó tốn sức cái nào. Triệu Bân khạc một búng máu, cưỡng ép đứng vững bước chân. Hiếm thấy trở về một chuyến vĩnh hằng không gian, sao có thể không mang hộ chút đồ vật đi ra, cũng chính là Lord of the Ring, liền đeo tại trên tay hắn. Đây là không gian giới chỉ, có thể phóng rất nhiều thứ, liền thí dụ như Long Uyên cùng Thiên Lôi, cũng thí dụ như Hạo Thiên cùng Hạo Vũ, vẻn vẹn bọn hắn là đủ rồi, thu thập quỷ tiên lão đạo. Dư xài. Người cái lão tạp mao, thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán. Triệu Bân phủ một kiện áo bào đen, thẳng đến một phương giết tới. Hắn mặc dù chưa từng đi quỷ tiên lão đạo động phủ, lại biết ở đâu, là họ cuồng cái vị kia báo cho biết, đêm đó hơi kém giết chết hai người bọn họ, hắn tự mình cũng không ít làm công tác, món nợ này phải thanh toán. Nói đến họ cuồng, tình cảnh của hắn cũng không như thế nào hảo. Thiên Vương Tông đa nhân tài. Không biết như thế nào tìm được Phi Long cổ thành. Bây giờ, hắn đang mang theo hắn Lâm muội muội khắp thiên hạ đảo vong đâu. Những thứ này, Triệu Bân tất nhiên là không biết, cho dù là biết cũng không sao, tiểu tử kia thủ đoạn bảo mệnh nhiều lắm. Nhất thời bán hội nhi hoàn không chết được, khó giải quyết là gây sự ba người bọn hắn, mạng nhỏ đáng lo. Suy đoán của hắn, thật một chút cũng không giả.
bây giờ ba người đã bị để vào đan lô đốt đi rất lâu. Quỷ Tiên lão đạo là cái siêu quần xuất chúng luyện đan sư, dùng người luyện chế huyết đan, chính là hắn cường hạng, sẽ đem ba người huyết mạch cùng bản nguyên, kèm thêm căn cơ cùng nội tình, đều một điểm không dư thừa luyện vào trong nội đan. Đây con mẹ nó thứ mấy trở về, hai vật nhỏ hùng hùng hổ hổ. Là bởi vì bọn hắn kích thước thấp, đi đâu đều bị bắt, bắt đi chính là luyện đan. So sánh bọn hắn, Lăng Tuyệt càng lộ vẻ trầm tĩnh, không chỉ một lần kêu gọi sư tôn, hắn không xác định sư tôn, có thể nghe được hay không hắn cầu cứu, nhưng dù sao cũng phải thử một lần, sư tôn không tới bọn hắn chắc chắn phải chết. Chớ trách lão phu, Quỷ Tiên lão đạo một lời u cười, lại đi đan lô đầu dược thảo. Hàng này tâm tình có vẻ như rất không tệ, được không lo tiên đảo bí bảo, còn nắm ba đặc thù huyết mạch, chuyện này hắn không nói, liền không có ai biết, sau này thấy không lo tiên tử, hắn cũng không sợ. Sớm làm thả bọn ta, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Quỷ Tinh nghịch cùng khò khè oa một trái một phải, mắng vẫn như cũ rất hăng hái. Quỷ Tiên lão đạo không nhìn, khắc từng đạo cấm chế, để phòng khí tức tiết ra ngoài. Hắn ánh mắt rạng rỡ, bởi vì luyện đan đã đến một bước cuối cùng, không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay liền có thể xuất đan, dùng đan này tinh hoa, hắn có lẽ có thể triệu hồi đánh mất tu vi, khó tránh khỏi có thể nâng cao một bước. Liền đó, Triệu công tử lại hiện thân nữa, chính là một đỉnh núi. Từ đỉnh núi hướng về một phương nhìn, có thể gặp một mảnh u ám sơn cốc, thấp thoáng tại sương khói mông lung phía dưới, trong bóng tối đều lộ ra âm trầm, như điên anh kiệt không có lửa hắn, đó chính là Quỷ Tiên lão đạo nơi ở. Hắn hạ sơn đỉnh, đi về phía sơn cốc. Trong lúc đó, hắn đỉnh đầu có ánh sáng hoàng trùng tiêu, tại hư vô mờ mịt bên trên, diễn xuất vĩnh hằng dị tượng rất cổ lão, diễn hết sơn xuyên đại hà, còn có ảo diệu đạo âm vang vọng thương miểu. Cái này là hắn cố ý hành động. Mục đích rõ ràng, dẫn Quỷ Tiên lão đạo đi ra. Phương pháp kia đích xác dễ dùng, còn tại luyện đan Quỷ Tiên lão đạo, đã theo bản năng dơ lên con mắt, có thể cách xương khói mông lung, trông thấy cái kia thật lớn dị tượng, nguyên nhân chính là trông thấy, hắn mới ánh mắt cực nóng, đây chính là vĩnh hằng một mạch dị tượng, cũng chính là nói, vĩnh hằng tiên thể liền tại phụ cận. Tìm ngươi rất lâu, Quỷ Tiên lão đạo không hề nghĩ ngợi, lúc này ngừng luyện đan. Vĩnh hằng huyết thống a, cũng không phải cái này ba cái có thể đánh đồng. Thế nào ngừng? Trong lò luyện đan, ba người đều không hiểu ra sao. Luyện đan chính là việc cần kỹ thuật, kiêng kỵ nhất bỏ dở nửa chừng, Quỷ Tiên lão đạo luyện đến một nửa, lại dừng tay, cái kia lúc trước đầu phóng tài liệu luyện đan, nhưng là đều uổng phí, hết thảy còn phải làm lại từ đầu. Bên này, Quỷ Tiên lão đạo đã như một cái như u linh ra khỏi sơn cốc. Hắn trông thấy Triệu Bân đang chiếu đến tinh huy du lịch, giống như là tại ngộ đạo. Hắn không có lập tức giết đi qua, mà là hai mắt hơi híp nhìn lén tứ phương, vĩnh hằng tiên thể đột nhiên hiện thân, lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc, làm không tốt là cái hố, hắn phải xem cẩn thận mới có thể hạ thủ. Không một người nào khác. Hắn cái này trước trước sau sau nhìn tầm vài vòng nhi, mới xuống như thế cái kết luận. Đã không có, vậy thì không có gì thật là sợ, từng đôi vừa mới trưởng sự tình. Siêu. Hắn như đêm quỷ mị, hai ba bước vượt qua hắc ám. Triệu Bân thì ra vẻ chim sợ cành cong, đem bối rối diễn đến cực hạn. Cái nào chạy? Quỷ Tiên lão đạo cười gần một tiếng, đại thủ đã từ thiên xuống. Triệu Bân kêu đau một tiếng, tại chỗ bị hắn chân áp, không thể động đậy. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ ném. Quỷ Tiên lão đạo tự hắc âm thầm đi ra, sâm bạch răng hiện đầy u quang. Thời đại này là thế nào? Hắn đổi vận, đến chỗ nào đều có thể tìm cơ duyên. Mẹ nó, lại là người cái lão bất tử, Triệu Bân chỗ thủng liền mắng. Lần trước nhường ngươi chạy trốn, lần này còn muốn đi. Quỷ Tiên lão đạo khóe miệng hơi vểnh. Đang khi nói chuyện, hắn đã đi đến. Đang khi nói chuyện, hắn một tay đã dò tới. Hắn cười âm trầm, nhưng hắn tới người phía trước một cái chớp mắt, Triệu công tử cũng cười, cười rất là rực rỡ, nhưng hắn cái này rực rỡ. Rơi vào Quỷ Tiên lão đạo trong mắt, liền có một loại không nói ra được khiếp người. Giết! Triệu Bân trong lòng một quát, Hạo Thiên giết ra Lord of the Ring. Quỷ Tiên lão đạo vội vàng không kịp chuẩn bị Hạo Thiên một kiếm chặt đầu người. Tiên vương cấp khôi lỗi. Quỷ Tiên lão đạo thần sắc chấn kinh, cái này tiểu huyền tiên lại có bực này át chủ bài. Khó trách đối phương chạy cái này tản bộ, hiển nhiên là chạy hắn tới. Tranh! Trong điện quang hỏa thạch,
Hạo Thiên Tuyệt Diệt một kiếm lại đến. Huyết quang tùy theo chợt hiện, người nào đó lại bị tháo cái linh kiện. Đáng chết! Quỷ Tiên lão đạo phản ứng không chậm, một bước đạp lên trời. Hạo Thiên như bóng với hình, một đường đuổi theo hắn sát nhập vào thương khung. Khôi Lỗi cũng dám lấn lão phu. Quỷ Tiên lão đạo hét to, tế một tòa tiểu tháp. Đúng lúc gặp Hạo Thiên giết tới, lại bị đụng đạp đạp lui lại. Đến ngươi! Quỷ Tiên lão đạo không ngốc, bước lui Hạo Thiên, liền chạy thẳng tới Triệu Bân. Bắt giặc bắt vua, chỉ cần diệt cái này người điều khiển, Khôi Lỗi chưa đánh đã tan. Siêu! Triệu Bân ngược gió nhi liền bên trên, thuấn thân giết tới phụ cận. Hắn dùng thuấn thân cũng không phải công phạt, chỉ vì đem giấu ở trong ma giới Hạo Vũ, đưa đến trước mặt đối thủ, cái gọi là thuấn thân tuyệt sát, hắn làm đến cái trước liền tốt, phía sau tuyệt sát sẽ từ Hạo Vũ hoàn thành. Gặp Hạo Vũ giết ra, Quỷ Tiên lão đạo chợt biến sắc. Tiểu tử này, lại mẹ nó còn có một tôn tiên vương Khôi Lỗi. Chanh! Hạo Vũ tay cầm tiên vương kiếm, tại chỗ chém nát Quỷ Tiên lão đạo nhục thân. Cùng lúc đó, Hạo Thiên cũng từ trên trời giáng xuống, nhất kích đánh ra tuyệt diệt chi uy. Phốc! Chói mắt huyết quang, tinh hồng đáng sợ. Bị làm ứng phó không kịp Quỷ Tiên lão đạo, trong nháy mắt bị đánh phế đi, nếu không phải bản mệnh khí che chở hắn. Hơn phân nửa đã nguyên thần táng diệt, mặc dù không có chết, nhưng hắn cách quỷ môn quan có vẻ như đã không xa. Răng rắc, Hạo Thiên Hạo Vũ cùng ra tay, cưỡng ép phá vỡ hắn tử phủ. Hắn đoạn đường này càn quét bảo vật, đều bị hai Khôi Lỗi cưỡng ép bước ra. A, à, Quỷ Tiên lão đạo kêu rên, quay người liền mở đột. Là hắn đánh giá thấp đối phương, kém chút vạn kiếp bất phục. Đi, Triệu Bân một lời cô quạnh. Hai Khôi Lỗi tùy theo truy sát. Quỷ Tiên lão đạo tốc độ vẫn là chậm, chịu Hạo Thiên một trường, lại bị Hạo Vũ một kiếm mệnh chung, vốn là hư nhược nguyên thần, từng khúc sụp đổ, căn cơ tại chỗ hủy diệt, tùy theo bước lên hoàng tuyền lộ. Hắn chết cũng phiền muộn. Hắn chết cũng cực kỳ không cam lòng. Thế nhưng một bước đi nhầm cả bàn đều thua. Thuộc về ta. Triệu Bân mở rộng tử phủ, đem Quỷ Tiên lão đạo nguyên thần chi lực thu vào. Nguyên thần chi lực chính là linh hồn chất dinh dưỡng, thái hư cấp nguyên thần chi lực hiệu quả càng tốt. Kiếp sau lại trang bức, thêm một chút mắt. Triệu Bân thu một đám bí bảo, quay người vào sơn cốc. Mới vừa đi vào, hắn liền cảm giác một cỗ kỳ quái ba động, không chỉ hắn bản nguyên đang run, còn có tạo hóa thần thụ, cũng là từng trận rung động, cũng chính là nói, bên trong tòa thung lũng này cất giấu ly kỳ chân bảo. Lần này không uổng công. Triệu Bân hóa ra phân thân. Đi sâu trong sơn cốc. Mà hắn bản tôn, thì đi tìm Quỷ Tinh Nghịch cùng Khò Khè bọn hắn. Ba người còn tại trong lò luyện đan, lại toàn thân trên dưới quang không lưu thu, hai vật nhỏ nên rất tự ti, hai cái thêm một khối cũng không sánh nổi Lăng Tuyệt, như vậy thẳng thắn tương kiến, nên rất có tư tưởng. Ông! Triệu Bân mở lò luyện đan, thả ra ba người. Thấy hắn, Quỷ Tinh Nghịch cùng Khò Khè oa cái kia lệ rơi đầy mặt cái nào. Cứu chàng tử còn phải là nhà hắn lão tam, tới vừa đúng, Triệu Tử Long sống sót, vậy liền chứng minh Quỷ Tiên lão đạo đã bị đưa đi. Có thể đem Quỷ Tiên lão đạo đưa tiến, nhất định là tiên vương Khôi Lỗi công lao. Như vậy tưởng tượng, này hàng vĩnh hằng giới có phải hay không đã sửa xong. Đa tạ đạo hữu cứu. Lăng Tuyệt một mặt lúng túng, vội vàng hoảng phủ thêm áo khoác. Hắn cái này không lo đạo đệ tử, quả thực cho sư tôn mất mặt cái nào. Dễ nói. Triệu Bân chả không lo đảo bí bảo, chân chu chạy về phía chỗ sâu. Quỷ Tinh Nghịch cùng Khò Khè oa cũng không nhàn rỗi, cũng chạy tới chỗ khác quét sạch. Vẫn là Lăng Tuyệt hàm xúc, mang theo bầu rượu đi một đường nhìn một đường, hắn là lần đầu tiên tới này Quy Tiên Cốc, trước đó nghe sư tôn nói, tòa sơn cốc này rất bất phàm, có nhiều chỗ đều cất giấu cổ lão ý cảnh. Triệu Bân định thân lúc, đã là một mảnh hắc thủy hố phía trước. Hắn hai ba cái phân thân, đang đứng ở biên giới đi đến nhìn. Triệu công tử cũng xông tới, mở tiên nhãn, đứng ở hố đi tới phía dưới nhìn, đầm nước như tự mực nước, đen cái kia triệt triệt để, nhìn không ra có gì lạ thường, chỉ biết tiên nhãn nhìn không thấu hắc thủy. Cái này sẽ có bảo bối. Triệu Bân ôm một cây côn sắt, cắm ở bên trong quấy lại quấy. Cái này một quấy không sao, bình tĩnh hố thủy lại như thủy triều giống như lăn lộn, có một cỗ lực lượng đáng sợ. Chiêu ngoại bao phủ mà ra, ở đây hai ba cái phân thân đều không kịp phản ứng, tại chỗ bị kích diệt. Thủ hộ cấm chế. Triệu Bân lấy thiên ngự hộ thể, đỡ được quỷ quyệt sức mạnh. Hắc thủy hố bất phàm,
trong hố che lấp cùng công sát cấm chế càng bất phàm. Ta ngược lại muốn nhìn có gì càn khôn. Triệu Bân thu côn sắt, phù phù một tiếng nhảy vào. Đi vào mới biết, hắc thủy hố phía dưới lại còn cất giấu một vùng không gian, so sánh bề ngoài ô 7, 8 đen, trong hố không gian, là mù sương một mảnh, tựa như một mảnh tiên cảnh, có sự nổi bật đang phun mỏng. Không gian phần cuối, có giấu một mảnh tiên trì. Tiên trì chung, trồng là một gốc đỏ rực hoa, có tiên khí lượn lờ, có dáng mây rong chơi, tĩnh tâm đi lắng nghe. Bừng tỉnh giống như còn có thể nghe được Phượng Hoàng Tê Minh Thanh, mơ hồ còn có thể gặp Phượng Hoàng dị tượng. Đây là, Dilonix Riza. Triệu Bân đi tới, nhìn ánh mắt rạng rỡ. Loại này tiên liệu, huyền môn thiên thư là có ghi lại, cùng chân long quả, kỳ lân quả có chút giống nhau, nơi này giống nhau là chỉ năng lực, đều ẩn chứa bàng bạc tinh túy, ăn liền có thể ẩn dưỡng khí lực. Nhiên, cái này vật nhi cũng không phải ai cũng có thể ăn. Đã mang theo Phượng Hoàng chi danh, tất nhiên là Phượng Hoàng hậu duệ hữu dụng nhất. Bất quá đi, hắn chính là vĩnh hằng huyết thống, vật này có thể làm hắn bản nguyên chất dinh dưỡng, ngày xưa nuốt chân long quả lúc, cảm giác cũng rất không tệ, ít nhất sẽ không phung phí của trời, hắn cũng không rảnh rỗi tìm Phượng Hoàng truyền thừa. Người cái này giấu hàng không thiếu đi. Triệu Bân vòng quanh tiên chỉ vòng tới vòng lui, đây chính là tạo hóa một kiện. Cái này còn phải cảm tạ quỷ tiên lão đạo. Lại vẫn dưỡng có bực này nghịch thiên chi vật. Đã nhìn thấy, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, tiện tay tháo xuống Dilonix Riza, vào tay tinh khí bốn phía, mỗi một sợi tiên khí, đều bừng tỉnh giống như một cái phượng hoàng, diễn xuất đều là dục hỏa trùng sinh dị tượng. Thuộc về ta, Triệu Bân vận chuyển tiên pháp, cực điểm hấp thu Dilonix Riza tinh túy. Hắn công pháp bá đạo, liền uẩn dưỡng Dilonix Riza tiên chỉ cũng cùng nhau đang hấp thu, trong đó cũng có tinh hoa. Mặc dù không bằng Phượng Hoàng tinh túy, nhưng dùng để tẩy luyện khí lực, là cái lựa chọn tốt. Giống. Bang bang. Hấp thu Dilonix Riza, hắn bản nguyên hải náo nhiệt. Trong biển giống như có thể trông thấy một đầu chân long, tại xoay quanh gào thét, chân long bên ngoài chính là một cái Phượng Hoàng, tuy là hư ảo, nhưng thế nào nhìn đều chân thực, dương cánh mà tê minh, cùng chân long đang đan xen cùng múa. Thú vị. Triệu Bân nội thị bản nguyên, nhìn đầy mắt tân kỳ. Có lẽ là nhìn tâm thần xa vào, hắn nghiễm nhiên bất giác, huyền tiên đệ thất trọng tu vi không ngờ tiến giai, tại không có dấu hiệu nào hạ nhập đệ bát trọng, cuồn cuộn khí huyết, trong nháy mắt hoành trải rộng ra tới. Niềm vui ngoài ý muốn. Lực lượng kinh khủng khuấy động, đánh thức Triệu Bân. Trong truyền thuyết Phượng Hoàng Chi Hoa, thật đúng là đồ tốt, nhiều tới như vậy mấy đóa, còn có thể lại vào giai, nhưng cái này hy vọng xa vời suy nghĩ một chút liền tốt, nếu để Phượng Hoàng một mạch biết được. Không thăm hỏi hắn tổ tông tài quái. Lão Tam, người đâu? Ngoại giới, truyền đến quỷ tinh nghịch kêu gọi. Triệu Bân nghe ngóng thu con mắt, lại leo ra ngoài hắc thủy hố. Cách đó không xa, có thể gặp cái kia hai vật nhỏ một người khiêng một cái bao tải, nên thu hoạch tràn đầy. Ai bảo đây là quỷ tiên lão đạo Sơn Cốc, lão già kia chưa từng làm chuyện tốt, trộm cướp bao nhiêu tài vật, bây giờ bị tịch thu lão ra, đưa hết cho bọn hắn làm áo cưới, cũng coi như một thù trả một thù. Lăng Tuyệt cũng có thu hoạch, thật đúng là tìm được ý cảnh. Triệu Bân tìm tới lúc, hắn đứng trước ở một tòa vách đá phía trước lĩnh hội. Đó là một loại kiếm đạo ý cảnh, có thể ngửi được kiếm uy cùng cổ lão kiếm ý, kiếm ngân vang cũng có phần the thé, nhìn Triệu công tử đều xa vào trong đó hàm ý, bao hàm kiếm đạo tiền bối lưu lại cảm ngộ chân lý. Ta thế nào tìm không được lạc, có thể gây sự đảo nhiều. Hai tiểu gia hỏa thì đứng ở dưới cây già, kiểm điểm chiến lợi phẩm. Một phiếu này làm tốt, thái hư cảnh hang ổ cũng tất cả đều là bảo bối. Oanh! Đột nhiên một đạo tiếng ầm ầm từ thiên ngoại truyền đến. Hai người nghe vô ý thức ngước mắt, lọt vào tai lại là huyên náo oanh minh, nên có người ở kéo bè kéo lũ đánh nhau, lại động tĩnh không nhỏ, thậm chí ở xa sơn cốc bọn hắn, đều có thể mơ hồ nghe thấy một chút ba động. Là cái kia cá tính cuồng. Khò khè oa sách ra hắn la bàn, có thể gặp bên trên có một cái tiểu bạch điểm. Cái kia tiểu bạch điểm, đại biểu chính là cuồng anh kiệt, hắn lúc trước gieo xuống qua cấm chế. Lão phù bấm ngón tay tính toán, hắn lại đi tìm người hẹn đánh nhau. Lão phù bấm ngón tay tính toán, làm không tốt hắn đang bị người truy sát. Hai người nói, chân chu thu chiến lợi phẩm, kết bạn chạy ra sơn cốc. Đích thật là họ cuồng, vẫn thật là bị người đuổi giết, chính là thiên vương tông người, lại chiến trận còn không nhỏ, cuồng anh kiệt che chở Lâm Uyển Nhi.
một đường lại chiến lại trốn, thương toàn thân đều huyết phần phật một mảnh. Lão Tam, cùng với kêu to gào to âm thanh, quỷ tinh nghịch cùng khò khè oa lại chạy trở lại. Mặc dù nhìn họ cuồng không thể nào sảng khoái, nhưng nếu không cứu, cái kia hàng chắc chắn phải chết. Gào cái gì gào, Triệu công tử bị một cái chớp mắt đánh thức. Người nào đó bị làm, quỷ tinh nghịch lấy ký ức tinh thạch. Triệu Bân nhíu lông mày, không biết vì sao, nhìn thấy cái kia hàng bị đánh, thực sự là không nói ra được sảng khoái, bá thiên thần thể bá khí ầm ầm, hắn vẫn là đầu hẹn gặp lại cuồng anh kiệt bị người đánh như vậy thê thảm. Nói nhảm về nói nhảm. Người hay là muốn cứu? Chờ tại sơn cốc chớ đi ra. Triệu Bân một bước lên trời, chạy thẳng tới oanh thanh nguyên chỗ. Hai vật nhỏ rất không an phận, cũng trộm đạo đi theo, đặc biệt là mang theo cây gậy quỷ tinh nghịch, cái này cảnh tượng hoành tráng, muốn hay không đảo ra mấy cái thái giám đi ra, hắn thích nhất soi mói. Bên này, Triệu Bân đã xuất sơn cốc. Vô tận thị lực, có thể gặp một mảnh quần sơn ánh lửa bắn ra bốn phía, đó chính là chiến trường, động tĩnh cực kỳ hùng vĩ, kia từng cái ngọn núi nhỏ, là một tòa tiếp một tòa sụp đổ, hét to âm thanh cũng liên tiếp không dứt. Siêu! Triệu Bân tốc như kinh hồng, thật xa liền nhìn thấy họ cuồng. Cái kia hàng thương cũng không nhẹ, đã ném một cánh tay, đang mang theo tiên đao đại khai đại hợp, thế nhưng a, đối phương cường giả nhiều lắm, hơn nữa tu vi đều cao hơn hắn, lại có thể đánh cũng không chịu nổi quần ẩu. Hướng về bên này trốn. Triệu Bân người còn chưa tới, liền tế truyền âm. Cuồng anh kiệt vị trí, cũng không khỏi chọn lấy lông mày, từ nghe ra là kẻ thù cũ, có thể tiểu tử kia, không phải tại không lo đảo sao. Sao chạy tới đây, trong truyền thuyết hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Đi. Cuồng anh kiệt cuốn lấy Lâm Uyển Nhi, từng bước đi qua hư không. Thiên vương tông người từ không làm, phần phật một mảnh toàn bộ đuổi theo. Giết. Triệu Bân triệu hoán hạo thiên hạo vũ, đón đầu đỉnh đi lên. Gặp chi, cuồng anh kiệt cả kinh sững sờ, cái này mẹ nó tiên vương cấp khôi lỗi. Mà lại còn là hai tôn, cái kia hàng là khảo cổ sao? Là lột nhân ra mộ tổ sao? Bằng không thì, từ đâu tới tiên vương nhục thân? So sánh hắn, Lâm Uyển Nhi liền bình tĩnh nhiều. Lâm gia bị diệt lúc, nàng gặp qua tiên vương khôi lỗi. Chỉ có điều, chuyện này còn chưa tới kịp cùng cuồng anh kiệt nói. Cái kia, đó là... Thiên vương tông các cường giả cũng kinh ngạc, cái này mẹ nó ở đâu ra tiên vương khôi lỗi? Cho dù là khôi lỗi, cũng còn sót lại tiên vương cấp khí tràng, viễn phi bọn hắn có thể so sánh, người còn không có đánh tới. Liền có mấy người nhìn không được khí chàng, bị đụng ngã lăn ra ngoài, thể nội xương cốt bùm bùm. Oanh, phanh. Hạo thiên hạo vũ chẳng phân biệt được tuần tự buông xuống, đạp hư không động rung động. Sau đó, chính là bọn hắn đơn phương tàn sát, đối phương liền một tôn thái hư cảnh cũng không có, như thế nào chống đỡ được tiên vương khôi lỗi công phạt, hai khôi lỗi đến mỗi một chỗ, tất có một người bị tại chỗ tuyệt sát. Ngươi thật giỏi a, cuồng anh kiệt đi tới Triệu Bân trước người. Cái kia thổn thức chặt lưỡi. Ngươi không phải có không gian sao? Triệu Bân cầm ký ức tinh thạch, ken két chụp không ngừng, người nào đó bị đánh tàn phế hình ảnh quả thực không thường thấy, hắn phải lưu một cái làm kỷ niệm, cầm về nhà cúng bái. Đương nhiên, cũng coi như lưu một cái chứng cứ. Ân cứu mạng, hắn vẫn là phải trả. Cuồng anh kiệt khuôn mặt, trong nháy mắt đen như than. A, à, cùng với một tiếng hét thảm, cái cuối cùng thiên vương cường giả rơi xuống. Hai tôn tiên vương cấp liên hợp công phạt, thái hư cảnh tới cũng phải quỳ. Chạy! Cái nào chạy? Hạo thiên cùng hạo vũ ngừng, quỷ tinh nghịch cùng khò khè oa lại xông tới. Phía sau hình ảnh liền thiếu đi. Nhi không, nghi, con vật nhỏ kia thật tới phá phách, để thiên vương tông cường giả, tại trước khi chết thể nghiệm một lần cái gì là thái giám, bị quỷ tinh nghịch một côn đảo cái hiếm nát. Đến nước này, tiếng kêu thảm thiết thê lương mới chôn vùi. Hạo thiên hạo vũ trở về. Sự tại Triệu Bân hai bên. Hai cái này môn thần là cái chấn nhiếp, cuồng ngạo như cái nào đó nhân tài, bây giờ đều ôn nhuận như con cừu nhỏ, tiên vương khí chẳng quá cường đại, hắn nhưng phải thành thật một chút, tiết kiệm người nào đó bắt được lý do đem hắn một trận hảo đánh. Đây là quỷ tiên sơn cốc, cuồng anh kiệt nhận ra nơi đây. Hắn là hoảng hốt chạy bừa, vậy mà chạy trốn tới cửu gia địa bàn. Nhiên, ở đây không có quỷ tiên lão đạo khí tức, rõ ràng đã bị diệt. Hai tôn tiên vương cấp khôi lỗi, diệt một cái thái hư cảnh không khó, hơn nữa quỷ tiên lão đạo, tại trước đây không lâu còn hàng nhất trọng tu vi. Người vĩnh hằng giới giải khai, cuồng anh kiệt vấn đạo. Nói rất dài dòng, Triệu Bân cũng tới câu trả lời như vậy.
Sau đó, hắn còn bồi thêm một câu, Thiên Vương Tông lão tổ đã táng diệt. Chết, mấy người đều một hồi kinh ngạc. Chỉ có Lăng Tuyệt bình tĩnh, hắn đã sớm biết. Là không lo tiên tử diệt, Triệu Bân không có lộ ra đêm đó bí tân. Ai diệt không quan trọng, làm Thiên Vương Tông không, Cuồng Anh Kiệt có phần tới tinh thần. Trước tạm chữa thương, Triệu Bân thứ nhất vào sơn cốc, Thiên Vương Tông là nhất định phải làm, miễn cho đối phương nhận ra thân phận của hắn, lại chạy tới sao Bắc Cực tìm Diệp ra phiền phức, diệt liền diệt hắn hoàn toàn. Đêm, Quỷ Tiên Cốc, đám người đốt đống lửa, đều có các chuyện làm, như Điên Anh Kiệt cùng Lâm Uyển Nhi, tại khoanh chân chữa thương, như Quỷ Tinh Nghịch cùng Khò Khè Oa, tại thanh điểm thu hoạch, như Lăng Tuyệt, thì tại lĩnh hội kiếm đạo bí cảnh. Ngược lại là mở a. Triệu Bân Từ cũng không nhàn rỗi, một bên vận chuyển Tuyệt Thiên Đạo Pháp, một bên nhìn lén hắn vĩnh hằng giới, từ hắn sau khi ra ngoài, hắn không gian tùy thân lại hoàn toàn khép kín, hắn thậm chí đều thấy không rõ bên trong cảnh tượng. Không lâu, Lâm Uyển Nhi người đầu tiên tỉnh lại. So sánh Cuồng Anh Kiệt, nàng thương cũng không nặng. Có một chuyện muốn nhờ. Triệu Bân cười bu lại. Ân nhân cứ nói đừng ngại, Lâm Uyển Nhi cũng không bài xích Triệu Bân. Người bản nguyên huyết năng không lại cho ta một chút. Triệu Bân ho khan, cười có chút lúng túng, như vậy cho người ta cô nương đổ máu, quả thực ngượng ngùng há miệng, nhưng vì Long Phi hắn cũng không thể không cầu. Dễ nói. Lâm Uyển Nhi khẽ nói nở nụ cười, lại ngưng luyện bản nguyên huyết. Triệu công tử đương nhiên sẽ không lấy không, cho Lâm Uyển Nhi mấy viên thuốc, tất cả đều là tẩm bổ bản nguyên, phải cho người dưỡng hảo, nếu vẫn không đủ, hắn còn phải tìm cô nương này lại phóng một chút. Hô! Chiếu đến tinh huy, Cuồng Anh Kiệt cũng chậm rãi mở con mắt. Kẻ này sức khôi phục bá đạo, mặc dù sắc mặt hơi có tái nhợt, nhưng đã không còn đáng ngại. Nợ ta một món nợ ân tình, Triệu Bân đạp tay đạo. Ân tình, nhân tình gì, Cuồng Anh Kiệt giả ngu mạo sưng sửng sốt. Triệu công tử liền tự giác, tiện tay lấy ra ký ức tinh thạch, cho Cuồng Anh Kiệt tới một cái chiếu lại, nghịch thiên cấp bá thiên thần thể, có vẻ như bị nhân trùy có chút thảm, trong tấm hình hoàn mỹ diễn dịch. Có lực không có tí sức lực nào, Cuồng Anh Kiệt lại một lần mặt đen. Ân tình còn nhớ, Triệu Bân thu ký ức tinh thạch. Họ Cuồng xem thường, hướng về Triệu công tử ngồi bên này ngồi, người cái kia khôi lỗi bán ta một cái thôi. Nghĩ cũng thật hay, Triệu Bân tất nhiên là không bán. Tiên vương cấp khôi lỗi A, đây chính là vô giới chi bảo. Cuồng Anh Kiệt có phần khó chịu, cũng không dám phát tác, liền sợ kẻ này dùng khôi lỗi gọi hắn. Người đi. Nên sợ lúc còn phải sợ. Nói chính sự, Cuồng Anh Kiệt lấy một tấm bản đồ, bày tại Triệu Bân trước mặt, tiện tay điểm vào một chỗ, tin tức đáng tin, Thiên Vương Tông tại Tu La Tinh Vực có một chỗ phân điện, chính là ở đây. Đội hình như thế nào? Triệu Bân vấn đạo. Cụ thể bao nhiêu cường giả, cũng không rõ ràng. Có thể khẳng định là, có một tôn chuẩn Thiên Vương. Có chút khó giải quyết, Triệu Bân một lời do dự. Hắn là có hai tôn Thiên Vương khôi lỗi không giả. Nhưng đối đầu với chuẩn Tiên Vương, sợ là sẽ rất phí sức. Huống hồ, đối phương không chỉ cái này một tôn chuẩn Tiên Vương, còn có không ít cường giả phụ trợ, lại nhìn một chút bọn hắn bên này, thanh nhất sắc huyền tiên, liền một cái động hư cảnh đều không, ngạnh chiến chính là chịu chết a. Có thể nghe qua đêm tối, Cuồng Anh Kiệt đưa tới một bầu rượu. Đêm tối, Triệu Bân nghe xong khẽ gật đầu, không nghe qua. Đêm tối chính là Tu La Tinh vực lớn nhất tổ chức sát thủ. Cuồng Anh Kiệt ực một hớp rượu. Lời này vừa nói ra, Triệu Bân trong nháy mắt sáng tỏ. Mời sát thủ trợ trận, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Như La Sinh Môn, chính là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Chỉ cần cho đủ tiền, tiên vương phía dưới không có bọn hắn không dám ám sát. Cuồng Anh Kiệt đạo. Ta nghe nói qua đêm tối, nhưng bọn hắn nhà sát thủ, đều rất đắt a. Quỷ Tinh Nghịch xen vào một câu. Tiền không là vấn đề. Câu nói này, Cuồng Anh Kiệt cùng Lâm Uyển Nhi chăm miệng một lời. Triệu công tử nghe nhíu lông mày, nghe hai vị này khẩu khí, có vẻ như có không ít tiền. Ta Lâm thị nhất tộc tuy bị diệt, nhưng tộc chung nhiều năm tích xúc, đều ở ta nơi này. Lâm Uyển Nhi một tiếng khẽ nói, cái này cũng là nàng bị đuổi giết một nguyên nhân khác, đối phương muốn đoạt nàng bảo tàng. Sư tôn lúc đi, cũng cho ta lưu lại không thiếu. Cuồng Anh Kiệt lời nói ung dung, có vẻ như cũng là thổ hào. Nhìn Triệu Bân, cũng tiện tay mấp máy tóc, nếu bàn về tài lực mà nói, hắn cũng không phải dựng, không nói những thứ khác, liền nói Lạc Tác Thiên Vương Tông cái kia 8.000 vạn tài vật, cũng không phải là một số lượng nhỏ, không được hoàn mỹ chính là, hắn chừng một nửa tiền tài,
còn bị khóa ở vĩnh hằng giới. Bọn ta cũng góp một góp, quỷ tinh nghịch cùng khò khè oa tặc tới tinh thần. Sư tôn không tại, ta quản tiền, Lăng Tuyệt nở nụ cười, rõ ràng cũng muốn nhập bọn. Không lo đảo cùng Thiên Vương Tông vốn không thù hận, nhưng Thiên Vương lão tổ tiên phía trước cử chỉ, nghiễm nhiên là tuyên chiến, lão gia hỏa kia dù chết, nhưng truyền thừa của hắn còn tại, làm đồ nhi phải cho sư tôn thêm thể diện. Đương nhiên, hắn cũng có thể tìm sư tôn bản cũ hỗ trợ. Chỉ có điều, hắn tiểu bối này mặt mũi sợ là không đáng chú ý. Đúng vậy. Đám người ăn nhịp với nhau, thật sự đặt cái kia kiếm tiền. Như vậy một góp, là một bút không cách nào đoán chừng tài phú. Tìm một chỗ đặt chân trước tiên. Thừa dịp nguyệt quang, đám người ra quỷ tiên cốc. Khò khè oa lúc đi, còn ở lại chỗ này thả một cái đại hỏa. Ngày thứ hai đêm, mấy người vào một tòa thật lớn cổ thành. Thành này cấm ẩu đấu, an toàn nên không thành vấn đề. Chớ chạy loạn. Triệu Bân cùng Cuồng Anh Kiệt lưu lại một ngữ, cùng nhau đi ra vườn nhỏ. Trong thành, có đêm tối tổ chức sát thủ phân điện, nhưng bề ngoài là một cái tiệm tạp hóa. Có thể nhìn thấy cái kia ấn ký, chính là đêm tối tiêu chí. Nhập môn phía trước, Cuồng Anh Kiệt ra hiệu Triệu Bân đi xem chân tường một chỗ. Triệu Bân theo con mắt nhìn lại, một mắt còn không có nhìn thế nào rõ ràng, bởi vì ấn ký là kèm theo che lấp chi lực, đợi hắn mở tiên nhãn, mới nhìn ra là một đạo tương tự đầu lâu bí văn, rất là âm trầm. Tiệm tạp hóa ông chủ, chính là một cái thương mộ lão bà tử. Nhưng, người này tu vi cũng không cạn, đã tới nửa bước thái hư cảnh. Gặp hai người đi vào, lão bà tử khẽ ngẩng đầu, lão con mắt đục không chịu nổi, mặc dù nàng đạo hạnh khá cao, lại nhìn không thấu Triệu Bân cùng Cuồng Anh Kiệt tôn vinh, hai người này toàn thân trên dưới đều che kín đáo. Tùy tiện nhìn, lão bà tử một lời khàn khàn. Không mua đông tây, xin nhà ngươi đạo hữu uống chén trà. Cuồng Anh Kiệt nhạt đạo. Hắn nói là ám ngữ, thỉnh đạo hữu uống trà, ngụ ý chính là thỉnh đêm tối sát thủ. Những thứ này, cũng là sư tôn hắn tiết lộ cho hắn, người bình thường cũng không biết cái này ngôn ngữ trong nghề. Phía sau mà nói, chính là hai người xì xào bàn tán. Triệu Bân thì như một cái mua khách, trong cửa hàng vòng tới vòng lui. Tìm sát thủ đi, chuyện này hắn cũng đã từng làm, hơn nữa đại phách lực, toàn bao la sinh môn thiên tự cấp, nhưng đây là tiên giới. Hắn cùng với đêm tối người không quen, mời bao nhiêu sát thủ liền phải cho bao nhiêu tiền. Vẫn là nhà hắn Lạc Hà rộng thoáng, dứt khoát cho hắn miễn đi đơn. Nói đến Lạc Hà, hắn không khỏi nỗi lòng xa vào, có chút nhớ nhà. Hắn lúc đi, phong ấn Lạc Hà, cũng phong ấn nàng trong bụng hài tử, toàn bộ bởi vì hắn thiên sát mệnh cách, khắc hắn người thân nhất, hài tử xuất sinh ngày chính là Lạc Hà táng thân thời điểm, hắn không muốn nhìn thấy. Ân. Đột nhiên một tia kỳ dị ba động, tỉnh lại tinh thần của hắn. Cái gọi là kỳ dị ba động, truyền lại từ hắn Lord of the Ring, chuẩn xác hơn nói, là truyền lại từ hắn viên kia thiên linh châu, không có dấu hiệu nào run lên một cái, hơn nữa hắn càng đi vào trong, linh châu chiến liền càng lợi hại. Bảo bối sao? Triệu Bân thu suy nghĩ, vừa đi vừa trên dưới trái phải nhìn. Đến kệ hàng chỗ sâu nhất, hắn mới vững vàng định thân, nhìn về phía kệ hàng một bên màu đen tảng đá lớn. Cũng không biết là ai đặt ở cái này, lại càng không biết là lấy ra bán, vẫn là đơn thuần làm bài trí. Nhưng, chính là khối này bề ngoài xấu xí tảng đá lớn, để Thiên Linh Châu chiến lợi hại. Triệu Bân một bước tiến lên, vòng quanh trên tảng đá phía dưới quét lược, dùng tiên nhãn làm thấu thị, có thể nhẹ nhõm xem thấu, có vẻ như không có gì khác thường, ngoại trừ có chút đen, khác cùng đá bình thường không khác nhau chút nào. Xác định là nó, Triệu Bân xem qua một mắt Thiên Linh Châu. Thiên Linh Châu dường như có linh tính, vẫn thật là ông run một tiếng. Triệu Bân sờ một cái ba, lại nhìn hòn đá màu đen, vẫn như cũ không thấy manh mối. Đi! Một bên khác, truyền đến Cuồng Anh Kiệt kêu gọi. Hắn là chém giá cao thủ, cầm một lương tâm giá cả. Triệu Bân lên tiếng, khiêng tảng đá liền đi ra, nhìn không chỉ Cuồng Anh Kiệt nhíu lông mày, liền kiệm lời ít nói lão bà tử, cũng không khỏi lườm Triệu Bân một mắt, người xác định là đến tìm sát thủ. Cái này bao nhiêu tiền? Triệu Bân bịch một tiếng buông xuống. Không đáng tiền, dọn đi a, lão bà tử thản nhiên nói. Tảng đá kia đặt ở cái này, thật có chút năm tháng, đơn thuần chính là bài trí, bởi vì cửa hàng này, vốn là treo đầu dê bán thịt chó, bên ngoài là tiệm tạp hóa, kỳ thực là đêm tối tiểu phân điện. Cái này, làm sao có ý tứ? Triệu Bân cười ha ha, thật cho chuyển vào Lord of the Ring.
Chính là một cái chớp mắt này, lão bà tử hai con ngươi khẽ híp một chút, đối với tảng đá nàng không chút nào để bụng, hắn để ý là Triệu Bân Lord of the Ring, chợt nhìn có chút quen mặt a. Có phải là đã từng gặp ở nơi nào hay không? Bên này, Triệu Bân cùng Cuồng Anh Kiệt đã đi ra cửa hàng. Đúng lúc gặp ban đêm, trong thành Trường Nhai không là bình thường náo nhiệt. Mời bao nhiêu người? Triệu Bân hỏi một câu. 18 tôn thái hư cảnh, Cuồng Anh Kiệt duỗi ra lưng mỏi. Có tiền thật hảo, Triệu Bân một tiếng thổn thức, thỉnh 18 tôn thái hư cảnh, phải hoa thật nhiều tiền a. Nhưng vì không có sơ hở nào, những thứ này đều đáng giá, hoặc là không đánh hoặc là một hơi toàn bộ đả diệt. Minh Dạ động thủ. Thời khắc chuẩn bị. Triệu Bân hung hăng giãy giụa cổ, ánh mắt rực rỡ sinh huy. 18 thái hư cảnh thêm 2 tiên vương khôi lỗi, thu thập thiên vương phân điện đầy đủ. Trở về vườn nhỏ, Triệu Bân liền đem chính mình khóa vào trong phòng, tiện tay mang ra hòn đá màu đen, lúc trước đã nhìn qua thật nhiều lần, không thấy manh mối, bây giờ lại nhìn một lần, vẫn không thấy có gì khác thường. Bất đắc dĩ, hắn một chưởng vỗ nát tảng đá. Đá vụn bắn bay bên trong, có một khỏa linh châu bay ra, toàn thân lấp lóe rực rỡ quang huy. Ân, hàng thật giá thật thiên linh châu. Cái này, Triệu Bân một hồi kinh ngạc. Hắn dùng tiên nhãn thấu thị qua, bên trong không có đông tây a. Hắn nhặt lên đá vụn, một khối tiếp một khối xem xét. Nhìn qua, mới biết càn khôn ngầm, mỗi một khối đá vụn bên trên, đều có top 3 top 5 bí văn khắc vẽ, bí văn là hư ảo. Chỉ ở một hai cái trong nháy mắt mới hiển hóa, chỉ lúc này mới nhìn gặp. Thì ra là thế. Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, cũng một tiếng thổn thức. Hòn đá màu đen rất phổ thông, quỷ quyệt là trong đó càn khôn, cũng chính là cái kia bí văn, chính là chướng nhãn pháp, chợt nhìn gì cũng không có, kỳ thực nhìn thấy chính là hư tượng, bên trong thật cất giấu nghịch thiên bí bảo. Lại phải một khỏa, Triệu Bân cười ngốc hết chỗ chê. Tính cả lúc trước viên kia, hắn đã có 2 khỏa thiên linh châu. Nếu là ông tổ nhà họ Diệp không có lửa hắn, tập hợp đủ 7 viên thiên linh châu mà nói, liền có thể mở ra một chỗ bí tàng, khó tránh khỏi là thần minh lưu lại di tích, rất nhiều chỗ tốt, cơ duyên tạo hóa từ cũng không thiếu được. Tú Nhi, phù hộ ta tìm được còn lại 5 viên. Triệu Bân giấu thiên linh châu, tùy theo khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần. Nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai tìm thiên vương tông người làm rất tốt trận trước. Ảm đạm đêm, Triệu Bân bọn người ra vườn nhỏ. Thiên vương tông phân điện, cách này cũng không phải là rất xa xăm. Đồng dạng hành động còn có đêm tối sát thủ, 18 tôn thái hư không nhiều không ít, chỉ có điều, bọn hắn đều giấu ở chỗ hắc ám, là ai ở dưới nhiệm vụ, bọn hắn cũng không quan tâm, chỉ lấy tiền liền tốt. Tối nay Lâm Uyển Nhi nữ giả nam trang, cũng đổi lại một kiện áo đen. Vô luận từ chỗ nào nhìn, nàng cũng như cái nữ sát thủ, nhiều người như vậy, muốn nhất diệt thiên vương tông chính là nàng, Lâm thị nhất tộc nợ máu. Cần dùng trả bằng máu, nàng rất may mắn, có nhiều người như vậy liên thủ. Chuyện cũ đã qua, nén bi thương, Cuồng Anh Kiệt một tiếng thở dài. Ta biết rõ, Lâm Uyển Nhi cười, không là bình thường gượng ép. Thiết mạc ham chiến, tốc thắng, Triệu Bân nhắc nhở. Không cần hắn nói, đám người cũng sẽ không nương tay, Thiên Vương Tông là đại môn phái, cùng tứ phương có nhiều truyền thừa, không bài trừ có người tiếp viện, chiến sự kéo lâu, chắc chắn sinh ra không thể đoán trước biến cố. Chẳng biết lúc nào, mọi người mới định thân. Phương xa, chính là một mảnh quần sơn, ngọn núi thấp thoáng chỗ sâu, cất giấu một tòa thật lớn thành trì, đó chính là Thiên Vương Tông phân điện, nhưng dùng cũng không phải là Thiên Vương Tông tên tuổi, đối ngoại là một mạch thế lực truyền thừa. Giấu kỹ. Triệu Bân cùng Cuồng Anh Kiệt một trái một phải, một người nắm một cái kính viễn vọng. Trong núi có mê tung tiên trận, càng có bầy chướng nhãn pháp, khoảng cách quá nhìn xa mơ hồ, chỉ biết tòa thành kia. Bị một đạo hư ảo kết giới che đậy, nhìn trận pháp đường vân, đồng dạng công phạt sợ là không phá nổi. Tới, Lăng Tuyệt đề tỉnh một tiếng. Đám người tập thể thu con mắt, nhìn phía một phương khác. Cái gọi là tới, là chỉ đêm tối bọn sát thủ, tuy là giấu bí mật, lại không thể che hết phong thanh, hàn khí lạnh như băng, đã ở trong không khí rong chơi ra, bầu không khí cũng theo đó bị đè nén một phần. Ngươi đến tột cùng mời bao nhiêu? Triệu Bân dò xét sau. Nhìn về phía họ Cuồng cái vị kia. Hắn lấy đại địa linh chú, cảm giác rất nhiều là rõ ràng, ngoại trừ 18 tôn thái hư cấp sát thủ, còn có không ít động hư cường giả, bởi vậy có thể thấy được, Cuồng Anh Kiệt lúc trước đối với hắn nói số lượng có chỗ giấu giếm. Những thứ kia là tặng, Cuồng Anh Kiệt đáp lại, chính xác thanh tân thoát tục.
đợi chút nữa Diệt Thiên Vương phân điện, bọn hắn sẽ không đem ta cũng một khối mang hộ đi thôi. Quỷ tinh nghịch nhỏ giọng nói, không phải là không có khả năng này, giết người cướp của cái nào đều có. Họ Cuồng nhân tài tương đối bình tĩnh, đêm tối sát thủ có đạo đức nghề nghiệp, danh tiếng cũng là đánh ra, tối nay nếu dám ra tay với bọn họ mà nói, đêm tối đại lão cũng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Ông! Mọi người thấy lúc, chợt nghe một tiếng oanh minh. Xong, thì thấy một đạo huyết mang trùng tiêu mà đi, cẩn thận một nhìn, mới biết là cùng nhau huyết sắc tiên kiếm, kiếm ngân vang the thé, kiếm uy kiếm ý hoành phô cửu thiên, chính là một tôn hàng thật giá thật tiên vương pháp khí. Chuôi này tiên vương cấp kiếm, tất nhiên là bọn sát thủ sử dụng. 18 tôn thái hư cảnh hợp lực thôi động, kiếm uy là vô song. Thật mạnh, Triệu Bân một hồi kinh hãi. Đám người thần thái cũng không sai biệt lắm, đêm tối nội tình thật là hùng hậu a. Bọn hắn có lý do tin tưởng, một kiếm này liền có thể dây tiên vương khôi lỗi. Tiên vương pháp khí. Thiên vương cổ thành trung truyền ra kinh ngạc, đều đã cảm thấy được không đối với. Triệu Bân là mắt thấy một bóng người, từ trong thành bước lên trời, là một cái ngân bào lão giả, chuẩn tiên vương khí thế, nghiền hư không một mảnh ầm ầm, nhưng coi như là hắn, cũng kiêng kỵ cái kia tiên vương kiếm. Phương nào đạo hữu, vì cái gì như vậy? Ngân bào chuẩn tiên vương quát lên, một tiếng truyền khắp cửu tiêu. Đáp lại hắn, chính là một đạo động rung động linh hồn kiếm ngân vang. 18 cái đêm tối sát thủ, liên hợp thúc giục tiên vương pháp khí, một kiếm đánh ra trăm trượng kiếm mang, rắn rắn chắc chắc chém vào kết giới bên trên, như cắt tây qua đồng dạng, nhẹ nhõm phá bảo hộ thiên pháp trận. Phốc, ngân bào chuẩn tiên vương một bước không có đứng vững, tại chỗ ho ra máu. Nhìn phía dưới thiên vương cổ thành, cũng trong nháy mắt sụp đổ nửa bên. Chậc chậc chậc, Triệu Bân bọn người nhìn chặt lưỡi không thôi, thật sự mở rộng tầm mắt. Nếu không thì thế nào nói là tiên vương cấp pháp khí, uy lực quả nhiên là hủy diệt. Như bực này hung hãn pháp khí, Triệu Bân cái này cũng có, mà lại còn là hai tôn, chính là tiên vương kiếm cùng Hạo Thiên Tháp, chỉ tiếc, cảnh giới hắn thấp, căn bản là không có cách thôi động, không sử dụng ra được tiên vương pháp khí uy lực. Giết! Tốc chiến tốc thắng! Chúng sát thủ trực tiếp công tới, có 10 tôn thái hư cảnh, giết hướng chính là ngân bào chuẩn tiên vương, khác 8 tôn thái hư cảnh, thì sát nhập vào cổ thành trung, chỉ trong nháy mắt, thì thấy một mảnh huyết quang nổ tung. Cái này, là sát thủ! Hàm xúc như lăng tuyệt, đều nhìn kéo khóe miệng. Triệu Bân bọn hắn cũng thổn thức, sát thủ cũng là trộm đạo làm ám sát, muốn là một kiếm tuyệt diệt, đám người này ngược lại tốt, dứt khoát đều không ẩn tàng, từ chính diện liền đánh tới, rất phách lối có hay không. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đối. Sát thủ làm nhiệm vụ cũng nhìn tình huống. Bây giờ đêm, bọn hắn đội hình lớn có chút dọa người, hơn nữa còn xách tới một tôn tiên vương pháp khí, hùng hậu như vậy chiến lực, hoàn toàn không cần thiết lén lút, chính diện khai kiển giống nhau là nghiền ép. Đến nỗi động hư cấp sát thủ, thì canh giữ ở ngoại vi. Nhiệm vụ của bọn hắn, chính là chắn giết những kia chạy trốn ra ngoài người. Ta, có phải hay không dư thừa? Quỷ tinh nghịch vội ho một tiếng. Xem kịch cũng tốt, khò khè oa xùy tay, thật sự cái kia xem kịch. Thiên Vương Tông, nợ máu trả bằng máu. Lâm Uyển Nhi rút kiếm giết tới, cặp kia linh triệt con mắt, bây giờ đã nhiễm lên một tầng đỏ bừng huyết sắc, cừu hận đã để nàng quên đi khi trước kế hoạch. Chớ làm loạn, Cuồng Anh Kiệt vội vàng hoảng đuổi theo. Nhanh hơn hắn chính là Triệu Bân, đánh vậy thì làm đi. Sau lưng, Lăng Tuyệt, Quỷ Tinh Nghịch cùng Khò Khè Oa cũng không phân tuần tự. Các ngươi là ai? Phẫn nộ gào thét âm thanh đầy cao thiên, truyền lại từ ngân bào chuẩn tiên vương. Một trận chiến này tới vội vàng không kịp chuẩn bị, mơ mơ hồ hồ liền bị đánh lên môn. Hơn nữa đối phương đội hình, còn là bình thường khổng lồ, chừng 10 tôn thái hư cảnh vây công hắn, hắn chuẩn tiên vương cũng không chịu nổi. Hắn phẫn nộ gào thét thức đặt câu hỏi, không có ai đáp lại. Chúng sát thủ cùng nhau công phạt, ra tay chính là sát sinh đại thuật. Phốc, phốc, huyết quang liên tiếp chợt hiện. Chuẩn tiên vương thật gánh không được công phạt. A, à, trong thành thì tiếng kêu rên liên hồi. Phân điện dù sao không phải là thiên vương tông hang ổ. Đỉnh phong chiến lực quả thực có hạn, ngoại trừ ngân bào chuẩn tiên vương, cũng chỉ 3 tôn thái hư cảnh, còn lại nửa bước thái hư cùng động hư cường giả, quả thực không đáng chú ý. Liền cái này, còn có 2 tôn tiên vương khôi lỗi. Triệu Bân 2 đại hộ pháp, so thái hư cảnh còn mạnh hơn. Không chỉ thiên vương tông người, liền đêm tối sát thủ thấy, đều một hồi nhíu mày, người này mẹ nó ai vậy?
lại có hai tôn tiên vương khôi lỗi, sợ không phải khảo cổ a. Lột hai tòa tiên vương cấp phần mộ lớn. Cái nào chạy? Triệu Bân một kiếm phong lôi, chính diện tuyệt sát một tôn động hư cường giả. Hắn bên cạnh thân, Cuồng Anh Kiệt cũng không phải dựng, một đao đem đối thủ sinh bổ. Đưa ta tộc nhân mệnh tới. Tôi bị điên vẫn là Lâm gia muội tử, giết máu me khắp người. Tàn khốc thế đạo, thật đem nàng bức trở thành một cái tên điên chính cống, thêm nữa huyết hải thâm cừu, người điên này cũng không cần mệnh điên rồ, tự sát đi vào, đã liền mở tốt mấy loại cấm pháp. Muội tử, người dù chứ điểm nhi, Cuồng Anh Kiệt không dám rời nàng quá xa. Lâm Uyển Nhi không đáp lại, một tay lên kiếm rơi, dùng thọ nguyên đổi cường đại chiến lực. Vẫn là Triệu công tử khéo hiểu lòng người, phái ra Hạo Thiên khôi lỗi, đi theo hai người cách đó không xa, liền sợ cái này muội tử giết mắt đỏ, ngốc hết chỗ chê đi tìm thái hư cảnh đánh nhau, đó là không có chuyện tìm kích động. Ta nói, bọn hắn được hay không a? Quỷ tinh nghịch gào to một tiếng, ra hiệu Triệu Bân nhìn hư không. Triệu Bân diệt một cái huyền tiên, theo con mắt nhìn về phía cao thiên, lọt vào trong tầm mắt thì thấy ngân bào chuẩn tiên vương bỏ chạy, 10 tôn thái hư cảnh cũng là cẩn trọng, tập thể truy sát đi qua, một bên một truy công phạt. Chuẩn tiên vương nếu muốn trốn, bọn hắn sợ là ngăn không được. Khò khè oa đạo. Các ngươi coi chừng, Triệu Bân lúc này bước ra, thẳng đến phương kia đuổi tới. Cùng hắn một đạo còn có Hạo Vũ khôi lỗi, tuyệt đối không thể để cho tôn kia chuẩn tiên vương chạy thoát. A, à, dưới ánh trăng thiên vương cổ thành, tiếng kêu rên liên tiếp không dứt. Đại chiến thảm liệt, huyết sắc ánh lửa nổ tung một mảnh lại một mảnh. Thiên vương phân điện chuẩn tiên vương bỏ chạy, còn lưu lại trong thành thiên vương tông cường giả, bị tuyệt đối áp chế, khó khăn cản chúng sát thủ công phạt, càng không nói đến, Triệu Bân lúc đi còn lưu lại một tôn tiên vương cấp khôi lỗi. Đi, thiên vương tông cường giả tê uống, liên miên thoát ra cổ thành. Nhiên. Thành ngoại vì cũng đầy là sát thủ, đều giấu ở trong bóng tối, có quá nhiều cường giả chạy trốn, liền bị tháo đầu người, bị một kiếm tuyệt diệt, cũng là vừa nắm một bó to, thây ngang khắp đồng. Oanh, phanh. So sánh tòa này cổ thành, phương xa tiếng oanh minh càng thêm hùng vĩ. Đó là bỏ chạy phân điện chuẩn tiên vương, bị 10 tôn thái hư cảnh liên hợp truy sát, đi đến đâu đánh tới cái nào, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, chúng sát thủ rất có đạo đức nghề nghiệp. Không đả diệt liền không bỏ qua. Các ngươi, đến tột cùng là ai? Phân điện chuẩn tiên vương phẫn nộ gào thét, vang dội đầy bốn phương tám hướng. Đáp lại hắn, nhưng là đầy trời sát sinh đại thuật, song quyền nan địch tứ thủ, hắn cái này chỉ kém nửa bước chính là tiên vương người, cũng không chịu nổi 10 tôn thái hư cảnh vây đánh, một đường độn cũng không quay đầu lại. Siêu! Triệu Bân như một đạo kinh hồng, cũng là đuổi sát không buông. Phía trước, chính là một mảnh thương hải, phân điện chuẩn tiên vương vượt thiên mà vào. Sau đó, chính là đêm tối chúng sát thủ, nói nhảm một câu không nói nhiều, ra tay chính là tuyệt diệt đại chiêu, đánh chuẩn tiên vương máu me khắp người, đáng sợ ba động, để thương hải tạo nên từng mảnh ba đào. Coi là thật nếu không thì không chết thôi. Phân điện chuẩn tiên vương phẫn nộ gào thét, thật bị đánh kinh. Chúng sát thủ căn bản không có lý tới, hợp lực thúc giục tiên vương cấp pháp khí. Chém ra một đạo tinh hà, suýt nữa một kiếm sinh bổ phân điện chuẩn tiên vương, dù vậy, sát ý cũng đã đủ hàng chịu được. Oanh! Ầm ầm! Triệu công tử giết đến lúc đó, thương hải bên trên đại chiến say xưa. Phân điện chuẩn tiên vương một chọi 10, bị trùy không ngóc đầu lên được, mỗi lần muốn đi gấp, đều bị đám người cản trở về, bây giờ lại nhìn, còn nào có người bộ dáng, tóc tai bù xù, tựa như địa ngục leo ra quỷ. Hắn là tâm tình phiền muộn. Hắn cũng là một mặt mộng bức, mơ mơ hồ hồ liền bị làm. Đến nước này, hắn đều không biết đối phương là lai lịch gì, chỉ biết người người tu vi cao thâm, lại sát khí có phần nồng, trong đó có như vậy hai ba cái, tuy là thái hư tu vi, nhưng chiến lực không hề yếu chuẩn tiên vương. Bên này, Triệu Bân đã chui vào một hòn đảo nhỏ. Như thế cấp bậc đại chiến, hắn tham dự không thể. Tiên vương khôi lỗi ngược lại là có thể tham dự, nhưng đây là át chủ bài. Như 10 tôn thái hư cảnh bắt không được chuẩn tiên vương, hắn là không ngại phái Hạo Vũ bổ đao, bây giờ không nên tham chiến, chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Thật có thể kháng a. Triệu công tử giấu đi kín đáo, lại nhìn thổn thức. Phân điện chuẩn tiên vương nội tình, đích xác không phải là dùng để trưng cho đẹp, đối đầu 10 tôn chiến lực không tầm thường thái hư cảnh, còn làm cái kia sinh long hoạt hổ, mấy lần hiểm bị sát thủ tuyệt diệt, đều bị hắn chạy thoát. Diệt.
Chúng sát thủ cùng kêu lên lạnh quát, lại một lần liên hợp thôi động tiên vương pháp khí. Tiên vương cấp kiếm tại một cái chớp mắt thần uy đại thịnh, đáng sợ kiếm ý hoành phô cửu tiêu. Phân điện chuẩn tiên vương chợt biến sắc, từ không dám ngạnh kháng tiên vương cấp pháp khí, lại một lần quay đầu mở đột. Nhiên, không đợi hắn chạy trốn thiên địa, liền cảm giác một cỗ đáng sợ gò bó. Đây là chúng sát thủ liên hợp thi triển phong cấm, chỉ vì phối hợp một kiếm tuyệt sát. Cho ta mở. Phân điện chuẩn tiên vương kêu gào, gắng gượng tránh thoát gò bó. Cũng là một cái chớp mắt này, tuyệt diệt một kiếm từ thiên trảm xuống dưới. Ổn. Triệu công tử nhìn rõ ràng, này một kiếm đầy đủ diệt phân điện chuẩn tiên vương. Không chỉ hắn, chúng sát thủ cũng là cho là như vậy, đây là tuyệt sát một kiếm. Nhiên, phía sau kết cục lại không phải bọn hắn mong muốn, tại tiên vương pháp khí tới người trước đó trong nháy mắt, phân điện chuẩn tiên vương thể nội, bay ra một tia ô quang, chính là một khỏa toàn thân đen thui hạt châu, nên chuẩn tiên vương bản mệnh khí, tại thời khắc nguy cơ tế ra, chỉ vì bảo hộ bản thân. Răng rắc, tiên vương cấp pháp khí rơi xuống, chém nát ô hắc hạt châu. Nó mặc dù hủy, lại giúp chủ nhân đỡ được tuyệt sát nhất kích. Thừa dịp trong điện quang hỏa thạch, phân điện chuẩn tiên vương xông lên trời, bản mệnh khí bị hủy, phản vệ cực mạnh, nhưng hắn không cố được nhiều như vậy, chỉ liều mạng mở đột, chạy chậm cũng không cần đi. Biển này, chính là ngươi mộ phần mộ. Chúng sát thủ tế một cái lưới lớn, từ thiên che xuống. Phân điện chuẩn tiên vương thì cắn chặt hàm răng, hiến tế huyết mạch bản nguyên, ngưng ra một cái huyết sắc tiên đao, riêng là đem lưới lớn xé mở một đạo khe, mà hắn, chính là từ khe thoát ra đi. Siêu quần bạt tụy a. Chúng sát thủ tập thể nhíu mày. Giết chuẩn tiên vương thật mẹ nó tốn sức. Chanh. Kiếm minh nổi lên, chúng mạnh sử dụng kiếm thứ hai tuyệt sát. Tiên vương kiếm chỉ uy đi ngang qua cửu thiên, vô tận kiếm ý lồng mộ thiên địa, đánh cho chuẩn tiên vương huyết nhục văng tung tóe, toàn bộ thân thể đều bị chém thành một đống thịt nát nát vụn cốt, chỉ một đạo hư ảo nguyên thần cưỡng ép thoát ra. Xoẹt xẹt. Hắn xé mở một đạo không gian một khe lớn, trong chớp mắt chui đi vào. Đến thời khắc này, hắn đã là nỏ hết đà, lại không chuẩn tiên vương chiến lực. Đi đâu? Đệ nhất áo bào đen sát thủ lạnh quát, huy kiếm chặt đứt không gian. Phân điện chuẩn tiên vương kêu thảm, cứng rắn bị ép đi ra. Không đợi hắn đứng vững, chúng sát thủ đã gần kề thân, phô thiên cái địa công phạt, lồng muộn cái kia phiến hải vực, đánh chuẩn tiên vương nguyên thần nổ nát vụn, bản mệnh căn cơ cùng nội tình, cũng là từng tấc băng diệt. Không không, không. Chuẩn tiên vương kêu rên, trở đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Cũng là cùng với hắn gào thét, hắn nguyên thần ầm vang nổ diệt. Hô! Thấy hắn hồn phi phách tán, chúng sát thủ đều thở dài một hơi. Chuẩn tiên vương không phải bình thường tiên, giết chết không là bình thường tốn sức. Còn tốt, bọn hắn là mang theo tiên vương pháp khí tới, mà lại là 10 tôn thái hư cảnh liên thủ, như thiếu như vậy một hai người, như lại buông lỏng như vậy một hai phần, thực sẽ bị hàng này chạy ra quỷ môn quan. Đám người không dừng lại, quay người ẩn vào hắc ám. Lại là một cái đại đan, có thể trở về lĩnh tiền thuê. Bọn hắn đi, nhưng Triệu công tử không đi, còn trốn ở đó hòn đảo nhỏ, một đôi mắt cực điểm híp lại, nhìn chòng chọc vùng thế giới kia, hắn là quần chúng, tất nhiên là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, chuẩn tiên vương còn chưa có chết. Ánh mắt hắn nhi không tệ, sự thật cũng đúng như hắn sở liệu. Chúng sát thủ rời đi không bao lâu, thì thấy vùng không gian kia một hồi vặn vẹo. Xong, một đạo hư ảo bóng người đi ra, chính là phân điện chuẩn tiên vương, chỉ còn dư nửa cái nguyên thần thể, lại cực điểm trong suốt, suy yếu đến cực hạn, dù vậy, cũng khó che giữ tợn thần thái. Hí kịch tinh a, Triệu Bân nhìn một tiếng chặc lưỡi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai tin tưởng tên kia còn sống. May hắn đi theo, bằng không thì thật sự hồ lộng qua. Chờ lấy cho ta. Phân điện chuẩn tiên vương nghiến răng nghiến lợi, con mắt tinh hồng không chịu nổi. Không tệ, hắn là cái diễn kỹ cao siêu hí kịch tinh, như diễn không thật, cái nào lừa qua chúng mạnh, bất quá, hắn vì thế cũng bỏ ra giá tiền thảm thiết, căn cơ cực điểm hủy diệt, nội tình cơ hồ mất hết, cho dù có thể khôi phục, hắn hơn phân nửa cũng vô duyên đạo hư cảnh, hơn nữa còn có hàng tu vi khả năng. Nơi đây không nên ở lâu. Hắn mở độn tốc độ vẫn như cũ trơn tru. Còn muốn đi. Triệu Bân trong lòng một quát, sử dụng hạo vũ. Tiên vương khôi lỗi rút kiếm mà ra, công phạt tuyệt diệt. Ân. Phân điện chuẩn tiên vương lông mi nhíu một cái, vô ý thức ngoái nhìn. Lọt vào trong tầm mắt,
thì thấy một đạo hắc ảnh đánh tới, mang theo cuốn tiên vương khí tràng, thế nhưng không phải chân chính tiên vương, mà là một tôn khôi lỗi, cho dù là một tôn khôi lỗi, cũng tốc như kinh mang, trong chớp mắt liền giết đến. Không ổn. Phân điện chuẩn tiên vương biến sắc, phi thân liền đột. Nếu là ở trạng thái tột cùng, hắn tất nhiên là không sợ, nhưng vấn đề là, hắn bây giờ chính là gần chết chi thân, đã là suy yếu đến tối cực điểm, chịu không được sóng gió, cái nào chống đỡ được tiên vương khôi lỗi công phạt. Phong. Triệu Bân vừa quát âm vang, làm phong cấm chi pháp. Hắn chính là huyền tiên, chắc chắn không chịu được chuẩn tiên vương cảnh, bất quá đi. Hắn đạo này nhỏ yếu phong cấm, lại trì trệ đối phương hành động, tuy chỉ 1/3 trong nháy mắt, lại đầy đủ hạo vũ khôi lỗi giết đến. Không không, không. Chuẩn tiên vương hai mắt nổi bật, con người cũng thít chặt, đồng dạng lời kịch lại nói một lần. Bất đồng chính là, lúc trước là diễn kịch, lần này thật sự, khoảng cách như vậy, đối phương tốc độ như thế, hắn căn bản không tránh khỏi, đáng sợ kiếm uy, kinh khủng kiếm ý, để hắn toàn thân run. Chanh! Kiếm ngân vang âm thanh the thé, chuẩn tiên vương nguyên thần bị một kiếm xuyên thủng. Trước khi chết trong nháy mắt, hắn mới nhìn thấy là ai đang thao túng tiên vương khôi lỗi, là cái kia vĩnh hằng tiên thể, lúc trước vậy mà không có phát giác, lúc này mới bị đánh trở tay không kịp, bị đối phương một kiếm tuyệt diệt. Hô! Triệu Bân thở dài một hơi, cái này là chết hoàn toàn. Không được hoàn mỹ chính là, không thể chiếm đối phương bảo tàng. Thừa dịp nguyệt quang, hắn bước lên đường về, thiên vương cổ thành bên kia, có lưu hắn mấy đạo phân thân, có thể rõ ràng trông thấy đại chiến, lớn như vậy cổ thành, cứ thế bị cứng rắn giết trở thành huyết thành. Hắn lúc trở về, đã không thấy đêm tối sát thủ. Cuồng anh kiệt bọn hắn còn tại, khi dọn dẹp chiến trường. Như thế nào? Gặp Triệu Bân đi vào, đám người tập thể trách mắt. Triệu công tử không có trả lời, chỉ đưa ra một khối ký ức tinh thạch, trong đó diễn dịch là Thương Hải đại chiến, cũng bao quát phân điện chuẩn tiên vương giả chết cùng hắn giết hết phân điện chuẩn tiên vương, đều chụp rất nhiều rõ ràng. Quá không đáng tin cậy a, quỷ tinh nghịch ực một hớp rượu. Còn tốt lão tam theo tới, khò khè oa cũng bĩu môi. Đây đều là tiền, cuồng anh kiệt tối tự giác, thu ký ức tinh thạch, quay đầu tìm đêm tối tâm sự. Không giết chết chuẩn tiên vương, chính là nhiệm vụ không hoàn thành, mời sát thủ tiền phải lùi về sau không thiếu. Nói đi, đám người cùng nhau nhìn về phía một phương. Đại chiến mặc dù kết thúc, có thể Lâm Uyển Nhi vẫn còn nắm sát kiếm, hướng về phía thiên vương tông cường giả thi thể, một hồi hồ bổ chém lung tung, xinh xinh cho người ta băm thành một bãi thịt nát, dùng cái này phát tiết trong lòng cừu hận. Ai? Vẫn là cuồng anh kiệt tiến lên, cướp đi nàng kiếm. Lâm Uyển Nhi có lẽ là quá mỏi mệt, có lẽ là thương tích quá nặng, một bước không có đứng vững, đã bất tỉnh, mọi người đều không nói gì, có thể biết nàng thời khắc này bi thương tâm cảnh, nàng là cái cuối cùng người Lâm gia. Quét dọn hiếu chiến tràng, mọi người mới cùng nhau thối lui. Sau lưng, là một cái biển lửa đốt lượt thiên vương cổ thành. Một phiếu này làm tốt, không biết quét sạch bao nhiêu bí bảo. Vẫn chưa xong. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Mục tiêu của bọn hắn là diệt Thiên Vương Tông. Mãi đến trong đêm khuya, mới gặp có người buông xuống Thiên Vương cổ thành, thanh nhất sắc Thiên Vương Tông cường giả, đáng tiếc bọn hắn tới chậm một bước, tòa này phân điện đã là một vùng phế tích, không biết bao nhiêu người chôn ở trong đó. Là ai? Tiếng hét phẫn nộ tùy theo vang vọng, lại là không ai dám ứng. Bọn hắn không biết là ai làm, chỉ biết đối phương nội tình hùng hậu, có thể đem phân điện nhổ tận gốc người, tuyệt đối lưng tựa một cái thế lực lớn. Làm không tốt chính là Thiên Vương Tông cửu gia, chạy tới trả thù. Đêm trăng, đám người trở về vườn nhỏ, lại chát đôi nhi kiếm tiền. Bọn hắn diệt đi cũng chỉ Thiên Vương Tông một tòa phân điện, muốn tiếp tục kiếm chuyện, còn phải lộng tiền, nói trắng ra là tìm ngoại viện, đêm tối chính là tốt nhất lựa chọn, lấy người tiền tài cho người ta tiêu tai. Ta muốn hay không đem Thiên Vương lão tổ táng diệt sự tình. Tiết lộ ra ngoài, quỷ tinh nghịch sờ lên cằm nhỏ, nhìn một chút Triệu Bân, lại nhìn một chút đám người. Pháp này xác thực có thể đi, thiên vương một mạch làm việc bá đạo cũng hung tàn, không biết chọc bao nhiêu cái cửu gia, nếu để cửu gia biết được thiên vương lão tổ đã chết, sao có thể không có điểm ý nghĩ, thí dụ như tổ đội khai chiến. Đáng tin cậy, Triệu Bân ý vị thâm trường nói. Thiên vương lão tổ táng diệt lúc, hắn có khắc ký ức tinh thạch. Đem những cái này hình ảnh nhiều phục chế mấy phần, người kia nhiều hướng về cái nào truyền là được rồi. Thiên vương tông cửu gia, chắc là có thể nhìn gặp, cho dù không dám chính diện làm, cũng sẽ âm thầm cho thiên vương tông kiếm chuyện.
Đương nhiên, đêm đó hình ảnh cũng không thể toàn bộ lộ ra. Liền thí dụ như, không lo tiên tử cùng Vĩnh Hằng một mạch ngọn nguồn. Vĩnh Hằng truyền thừa Cửu gia không thiếu, cũng không thể cho không lo đảo gây phiền toái. Nói làm liền làm. Quỷ tinh nghịch cùng khò khè oa cất ký ức tinh thạch đi. Chuyện này bọn hắn lành nghề, tìm mấy cái bát quái người đưa đi liền tốt. Hai người sau đó, Triệu Bân cùng Cuồng Anh Kiệt cũng đi. Vẫn là gian kia tiệm tạp hóa, mở tiệm vẫn là lão bà tử. Cùng lần trước khác biệt, lão bà tử không nhìn Cuồng Anh Kiệt, chỉ nhìn Triệu Công Tử, chuẩn xác hơn nói, là nhìn Triệu Công Tử Lord of the Ring, lúc trước tiểu tử này đi quá mau, nàng không có thế nào thấy rõ, bây giờ lại đến, nàng đã là đánh bóng hai mắt, nhìn gọi là cái thật sự rõ ràng, đích xác rất quen mặt. Người đêm tối làm việc, không đáng tin cậy a. Cuồng Anh Kiệt dựa quầy hàng, ngữ khí có phần là không vui. Lão bà tử từ Triệu Bân cái kia thu con mắt, nhìn xéo Cuồng Anh Kiệt. Đã bao nhiêu năm, vẫn là đầu hẹn gặp lại có người nói đêm tối làm việc không đáng tin cậy. Thật tốt thưởng thức. Cuồng Anh Kiệt lấy ký ức tinh thạch, trong đó là Thương Hải một trận chiến hình ảnh. Bất quá, bức họa này mặt chỉnh cũng không hoàn toàn, xóa bỏ Triệu Bân một đoạn kia, dù vậy, cũng đầy đủ lão bà tử thấy rõ, người đều không diệt triệt để, chúng bọn sát thủ liền rút lui, có thể đáng tin cậy sao? Lão bà tử nhìn hai mắt híp lại, còn mẹ nó có việc chuyện này nhi. Nàng không ngốc, biết bức họa này mặt không hoàn chỉnh, thiếu là chụp hình ảnh người. Nàng rất muốn biết, phân điện chuẩn tiên vương là bị người nào mới đưa vào quỷ môn quan. Người nói có đáng tin cậy hay không? Cuồng Anh Kiệt nhàn nhạt một tiếng. Là ta đêm tối sơ sẩy. Lão bà tử hít sâu một hơi. Nói, nàng còn lấy túi chữ vật, thật sự đem tiền lui một nửa. Tổ chức sát thủ cũng là làm ăn nghề, tín nghĩa hay là muốn nói. Lại đến một đơn. Cuồng Anh Kiệt vỗ vỗ đầu vai cho bụi, sát thủ còn phải thỉnh. Lại có sinh ý tìm tới cửa, lão bà tử nào có không tiếp đạo lý. Hai người lại đặt cái kia xì xào bàn tán, đơn giản là thời gian, nhân vật cùng địa điểm, cộng thêm tiền thuê giá cả, Cuồng Anh Kiệt là chém giá cao thủ, tinh quái, dù sao cũng phải lau một chút chất béo. Triệu Bân lười đi nghe, lại tại trong tiệm đi dạo. Lần trước được Thiên Linh Châu, làm không tốt còn có bảo bối. Tiếc nuối là, chuyển biến tiệm tạp hóa, cũng chưa thấy vào mắt vật nhi, treo đầu dê bán thịt chó, nhân ra chân chính sinh ý là nhận nhiệm vụ, ai không có chuyện gì đem bảo bối bảy cái này mời chào khách nhân. Người nào, đi. Một bên khác, Cuồng Anh Kiệt đã bàn luận tốt giá cả. Triệu Bân cuối cùng xem qua một mắt, tùy theo đuổi kịp. Đạo hữu dừng bước. Lão bà tử đi ra quầy hàng, nhìn chính là Triệu Bân. Triệu Bân không có trả lời. Nhìn nhưng là lão bà tử chân, cái này trời lạnh lớn nhi, thế nào không mang giày lặc. Hắn đã nghĩ tới ở Thiên Trì Thịnh Hội thấy qua cô Tuyệt lão đạo, cũng là không mang giày chủ. Chẳng lẽ, hai người bọn họ là cặp vợ chồng? Phu sướng phụ tùy, đều có không mang giày mau bệnh. Có thể hay không xem chiếc nhẫn này? Lão bà tử ôn hòa nở nụ cười. Không thể, Triệu Bân trở về dứt khoát, thuận tay còn đem Lord of the Ring đổi một chỗ ngồi. Mời sát thủ tiền thuê, cùng ngươi bớt 20%. Lão bà tử chậm chậm nói. Cái này, làm sao có ý tứ? Không đợi Triệu Bân mở miệng, thì thấy Cuồng Anh Kiệt đụng lên tới, cũng không để ý Triệu Bân có nguyện ý hay không, cứ thế đem Lord of the Ring tách ra xuống dưới, giảm còn 80% là có thể tiết kiệm thật nhiều tiền. Thật tự giác a, Triệu Bân mắt liếc Cuồng Anh Kiệt. Nhìn một chút cũng sẽ không ném đi. Họ Cuồng xem thường. Lão bà tử đã đón lấy Lord of the Ring, tiện tay còn xách ra một cái kính lúp, nhưng nghiên cứu đồ cổ tựa như, nhìn tặc nghiêm túc, bây giờ đâu chỉ nhìn xem quen mặt, cái này có vẻ như chính là trong truyền thuyết cái kia. Lão phu, đột nhiên muốn đi vung cái nước tiểu. Triệu Bân đột nhiên một lời, trực tiếp đem Lord of the Ring cầm trở về. Lão bà tử này rất không bình thường, chớ nhìn nhìn xem đạp chính mình trong túi. Hắn thô lỗ, để lão bà tử rất là khó chịu. Nàng cái này tính toán đâu ra đấy, cũng không nhìn thời gian bao lâu. Đánh 60%, lại để cho ngươi nhìn một lần. Cuồng Anh Kiệt xủy tay, đích xác tinh quái. Lão bà tử ánh mắt lại nghiêng qua, hai người chạy cái này ăn cướp đâu. Nhìn qua, nàng mới tập trung vào Triệu Công Tử. Này giới chỉ đến từ đâu? Xin lỗi, không thể nói. Tiền thuê đánh 60%. Cái kia, là một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm. Ta trên đường không chút kiêng kỵ đi tới, đột nhiên, có con chim lớn từ trên trời giáng xuống,
sinh cái kia xinh đẹp, rất giống trong truyền thuyết kim sĩ đại bằng. Triệu Bân gỡ tay áo, mở kể chuyện xưa hình thức. Chuyện xưa của hắn nói rất dễ nghe, chủ yếu nhất là thần thái, là đường đường chính chính chứng chạc đàng hoàng, chớ nói lão bà tử, liền bên cạnh Cuồng Anh Kiệt, đều nghe một hồi ghé mắt, tên oát con này, lừa gạt người bản sự, hẳn là trong bụng mẹ mang, mẹ nó há mồm liền đến a. Nhìn lão bà tử, nhưng là nghe bán tín bán nghi. Không phải não nàng không dùng được, là người nào đó diễn kỹ quá tinh xảo. Có liên quan Lord of the Ring lai lịch, hắn cái này cho người ta lừa dối đánh ngang tay. Cố sự kể xong, Triệu Bân hất lên áo bảo ra cửa hàng. Cuồng Anh Kiệt tùy theo trên thân, vừa ra đến trước cửa, còn đối với lão bà tử bày một cái sáu thủ thế, ngụ ý là đánh 60%, chuyến này tới thật giá trị a. Một cái giảm còn 80%, một cái 60%, tỉnh hảo mấy chục triệu. Chiếc nhẫn này là bảo bối sao? Ra cửa hàng môn, hắn lại đem Triệu Bân Lord of the Ring tách ra xuống dưới. Hắn cũng như lão bà tử, cầm một kính lúp trên dưới trái phải quét lượng. Đừng nói, đích thật là bất phàm chi vật, vẻn vẹn chế tạo tài liệu cũng rất hy hữu, ít nhất hắn chưa thấy qua, khó trách lão bà tử đối với đó cảm thấy hứng thú, khó tránh khỏi, này giới chỉ thật có một cái lai lịch lớn. Gì, Thiên Vương Tông lão tổ chết? Chắc chắn 100%, lão phu đã nhìn qua hình ảnh. Đây chính là một tôn tiên vương, ai có thể đem hắn diệt? Ban đêm đại nhai, cái kia phi thường náo nhiệt, toàn bộ bởi vì quỷ tinh nghịch cùng khò khẻ oa đem trí nhớ kia tinh thạch, tản ra ngoài, cái này một truyền 10 10 truyền trăm, không phải liền để thế nhân náo nhiệt sôi trào sao? Chết tốt! Đây chính là báo ứng. Cái này, là Triệu Bân một đường nghe lén đến truyền âm. Đúng như lúc trước lời nói, Thiên Vương Tông chọc quá nhiều cừu gia, chịu bọn hắn khi dễ người nhiều không kể xiết, bây giờ nghe Thiên Vương lão tổ táng thân, nói không nên lời thoải mái, hiện thế báo tới chính xác ngay ngắn. Lão phu muốn đi Thiên Vương Tinh đi loanh quanh. Như lời này, không biết bao nhiêu lão bối tại nói. Nói là đi vòng vòng, kỳ thực là tổ đội kiếm chuyện. Lão tổ đều táng diệt, nhìn ngươi Thiên Vương Tông còn vênh váo gì. Có ý niệm này, cũng là chỗ nào cũng có. Đây vẫn chỉ là một tòa thành, khác cổ thành cổ tinh, từ cũng khắp nơi có thể thấy được, xem náo nhiệt chiếm 3 thành, các cừu gia thì chiếm 6 thành còn nhiều. Rất tốt. Triệu Bân cùng Cuồng Anh Kiệt một đường đi qua, đi đâu đều có tiếng ồn ào. Tin tức này một khi truyền ra, Thiên Vương Tông đều bị đặt tới nơi đầu sóng ngọn gió nhi, chạy tới tống tiền, định không thể thiếu, lại như Thiên Vương Tông cừu gia, đó chính là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ngoại giới náo nhiệt. Thiên Vương Tông càng náo nhiệt. Có khắc Thiên Vương lão tổ khi chết hình ảnh ký ức tinh thạch, bọn hắn cũng được không thiếu, thân sắc đột biến, lão tổ thế nhưng là một tôn tiên vương, lại là một tôn thành danh đã lâu tiên vương, thế nào liền bị diệt đâu. Đáng tiếc, hình ảnh khắc lục không hoàn chỉnh. Đã không hoàn chỉnh, liền không biết hung thủ là ai. Nhưng, đối phương tuyệt đối là một tôn tiên vương, hơn nữa lai lịch không chừng không nhỏ, như vậy đem lão tổ giết hết, hơn phân nửa là thù hận. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, Thiên Vương Tông sợ là phải có tai họa. Bên ngoài phân điện, toàn bộ trở về. Màn đêm buông xuống, thì thấy Thiên Vương Tông xuống mệnh lệnh này. Lão Tổ không có ở đây, Thiên Vương Tông không có giữ mã bề ngoài, sức mạnh không thể phân tán, triệu hồi tới phòng thủ nhà, cho dù là Thiên Vương xâm phạm, bọn hắn cũng không sợ đối phương, Thiên Vương Tông nội tình vẫn là rất hùng hậu. Phía sau 3-5 ngày, Triệu Bân bọn hắn đều án binh bất động. Còn có đêm tối sát thủ, tuy là tiếp nhiệm vụ, nhưng cũng không có quy mô động, bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi một cái thành thục cơ hội, luôn có người trước tiên ra mặt, trước tiên cùng Thiên Vương Tông một mạch chơi lên. Đích xác, mấy ngày nay tứ phương đều sóng ngầm mãnh liệt. Có quá nhiều lão bối chát đôi nhi thương lượng đại sự. Thương lượng đại sự gì đâu, đem thù mới hận cũ cùng Thiên Vương Tông tính toán, Thiên Vương lão tổ như tại, bọn hắn còn kiêng kỵ mấy phần, bây giờ tên kia táng diệt. Liền không có tiên vương cấp uy hát iota. Dưới cây già, Triệu Bân lại dọn lên bàn cờ. Cùng với đánh cờ chính là Cuồng Anh Kiệt, hai cái nghịch thiên cấp nhân tài, không suy nghĩ tìm chỗ nhi hẹn một trận, lại đặt cái này tâm bình khí hòa đánh cờ, hơn nữa ở dưới còn rất chân thành, cái kia quả thực tân tiên. Người cái này kỳ nghệ không tệ a, Cuồng Anh Kiệt chậm chậm nói. Sư tổ ta là cờ thần, Triệu công tử vừa nói chuyện tùy ý. Nói như vậy, Nguyệt thần là sư tôn ngươi. Từ xưa đến nay, tươi đẹp nhất nữ thần minh. Ngươi cái này khoác lác bản sự, cũng là tổ truyền a.
Cuồng Anh kiệt nhặt cờ lạc tử. Muốn tin hay không, Triệu Bân ổn ép một cái, hiếm thấy nói thật, thế nào liền không có người tin lạc. Đạo hữu, nhưng có nhàn rỗi. Đang nói lúc, chợt nghe viên ngoại có người kêu gọi. Hai người nghe xong nhíu mày, bởi vì lời này nghe quen tai. Chờ mở cửa, vẫn thật là người quen, tiệm tạp hóa lão bà tử. Bản sự không nhỏ a. À. Đây là Triệu Bân cùng Cuồng Anh kiệt tâm ngữ. Bọn hắn tự nhận giấu bí mật, lúc đi cũng đã kiểm thi A khí lực, trên thân cũng không ấn ký, nhưng vị này, là thế nào tìm tới nơi này, hơn nữa tìm được còn như vậy chính xác, là kèm theo định vị sao? Ngươi là ai a? Quỷ tinh nghịch hô to một tiếng. Đạo hữu, nhưng có nhàn rỗi, lão bà tử không nhìn quỷ tinh nghịch, cũng không xem đám người, vẫn như cũ chỉ nhìn Triệu Bân, hơn nửa đêm tới đây, chính là chạy hắn tới, tất nhiên là bởi vì viên kia Lord of the Ring. Chuyện gì, Triệu Bân vô ý thức vấn đạo. Chủ nhân nhà ta cho mời, lão bà tử hiền lành nở nụ cười. Chủ nhân nhà ngươi là, đêm tối chi chủ, đêm tối chi chủ. Triệu Bân nghe xong nhíu lông mày. Đám người thần thái cũng cơ bản không sai biệt lắm, nhao nhao nhìn về phía Triệu Bân, đêm tối tổ chức sát thủ chủ nhân, lai lịch cũng không là bình thường lớn, lại muốn gặp một cái tiểu huyền tiên, đây là mấy cái ý tứ a? Vì cái gì tìm ta? Triệu Bân vấn đạo. Đi liền biết, lão bà tử cười nói. Là bởi vì Lord of the Ring sao? Đây là Triệu công tử tâm ngữ, cũng là hắn nghĩ tới có thể, lúc trước vì nhìn hắn Lord of the Ring, lão bà tử không tiếc cho tiền thuê đánh ưu đãi, chính là chứng minh tốt nhất. Thỉnh, lão bà tử duỗi tay. Dễ nói, Triệu Bân mở ra bước chân. Coi chừng cái nào, phía sau là sự nhắc nhở của mọi người. Không cần hắn nhóm nói, Triệu Bân trong lòng cũng có đếm, không cho rằng đêm tối chi chủ sẽ đối với hắn bất lợi, có thể làm đêm tối chủ nhân, tuyệt đối là một tôn tiên vương, muốn thu thập hắn, không khác bóp chết một con kiến, không cần thiết tới một chiêu như thế, hơn nửa đêm tới mời hắn, không phải vẽ vời thêm chuyện sao. Đêm tối chi chủ vì đi tìm lão tam, quỷ tinh nghịch sờ lên cằm nhỏ. Quỷ hiểu được, khò khè oa một tiếng nói thầm, cũng có phần muốn theo đi lên nhìn một chút. Chỉ Cuồng Anh kiệt ánh mắt thâm thúy, Triệu Bân có thể đoán ra manh mối, hắn cũng giống vậy có thể. Viên kia Lord of the Ring lai lịch tất nhiên không đơn giản, đêm tối chi chủ cũng nhất định là vì vậy mà tới. Bên này, lão bà tử cùng Triệu Bân một trước một sau, xuyên qua dòng người huyên náo, Triệu công tử không có gì. Ngược lại là lão bà tử, trong đi lại không chỉ một lần ngoái nhìn nhìn hắn trên tay Lord of the Ring. Đạo hữu tựa như đối với chiếc nhẫn này cảm thấy rất hứng thú. Triệu Bân nhàn nhạt một tiếng. Cái này cũng không là bình thường giới chỉ. Lão bà tử nở nụ cười, lời nói bên trong bao sâu ý. Triệu Bân ánh mắt lóe sáng, đoán quả nhiên không giả, hắn rất không minh bạch. Lord of the Ring cùng đêm tối có quan hệ gì, đây chính là hắn từ thế gian dẫn tới. Chính là bất diệt ma quân chi vật, sau truyền cho đệ lục ma tương thương khung, chẳng biết tại sao, lại lưu lạc đến âm nguyệt vương trùng, trằn trọc mới tới trong tay hắn. Chẳng lẽ, ma quân cũng không phải Lord of the Ring đời thứ nhất chủ tử? Đi chớ nói lung tung, lão bà tử khuyên bảo một tiếng. Chủ nhân nhà ngươi tính khí như thế nào? Triệu Bân thuận miệng vấn đạo. Không thể nói, lão bà tử vừa nói chuyện thâm trầm, trên thực tế là vì che giấu lúng túng. Bởi vì nàng cũng không biết chủ nhân gì cái tính khí, nhìn chung toàn bộ đêm tối, gặp qua chủ tử không siêu ba người. Triệu Bân không hỏi lại. Chờ một lúc gặp mặt sẽ hiểu. Hai người định thân lúc đã là tiệm tạp hóa, trong đó ngầm càn khôn, có một mảnh u tĩnh rừng trúc, đêm tối chi chủ ngay tại trong đó, vì Lord of the Ring xa xôi ngàn dặm mà đến, chỉnh lão bà tử thụ sủng nhược kinh. Chớ nói lung tung, lời giống vậy, lão bà tử lại nói một lần. Biết rõ. Triệu Bân từng bước đi qua không gian chi môn, đi vào rừng trúc. Đâm đầu vào, liền cảm giác một hơi gió mát phật tới, cuốn lấy một vòng nhàn nhạt nữ tử hương. Triệu công tử cỡ nào cơ trí, không cần đi xem, liền biết đêm tối chi chủ là nữ. Này liền có ý tứ, ở trong nhân thế La Sinh Môn, chủ nhân cũng là nữ, ân. Cũng chính là Lạc Hà, tiên giới tổ chức sát thủ lão đại lại cũng là cái cô nàng, hẳn là dáng dấp không tệ. Đến rừng trúc chỗ sâu nhất, hắn mới hơi hơi cố định thân. Cách đó không xa là một bóng người xinh đẹp, đang tại nâng bút vẽ tranh. Nàng như trong họa người, có một loại khác ý cảnh, tựa như ảo mộng, rõ ràng là một người, lại khi thì chân thực khi thì hư ảnh, rõ ràng ngay tại cách đó không xa, lại phảng phất xa không thể chạm, trừ ngoài ra, nàng bừng tỉnh giống như còn có một loại ma lực,
thậm chí nhìn lâu, cũng không khỏi tâm thần hoảng hốt. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì, đêm tối chi chủ đột nhiên một lời. Triệu công tử thoảng qua thần nhi, lại có chút nhi không có phản ứng kịp. Chào đón đêm tối chi chủ chân dung, hắn càng là lăng trở tay không kịp. Lớn, đại hạ hồng tước. Hắn vô ý thức hô lên cái tên này. Không tệ, đêm tối chi chủ cùng đại hạ hồng tước sinh giống nhau như đúc. Lại phối hợp đêm tối chi chủ vừa mới câu nói kia, đối phương rõ ràng nhận ra hắn. Chẳng lẽ, đại hạ hồng tước cũng là một cái hóa thân, mà trước mặt vị này chính là đại hạ hồng tước bản tôn, hóa thân quý vị, bản tôn tự có hóa thân tại trần thế ký ức, nhận ra hắn từ cũng không kỳ quái. Nhưng, cái này đúng không lên a? Tại phàm giới, hồng tước là có nhục thân bảo tồn. Hóa thân táng diệt, nhục thân cũng sẽ đi theo biến mất. Hiếm thấy ngươi còn nhớ rõ cái tên này, đêm tối chi chủ khẽ nói nở nụ cười. Ngươi thực sự là đại hạ hồng tước bản tôn, Triệu Bân hỏi dò. Thật 100%, có thể hồng tước vì cái gì nhục thân không tiêu tan. Nàng căn bản là không chết, nói thế nào tiêu tan. Đêm tối chi chủ lại nâng bút chấm mực. Không có khả năng, ta từng nhìn qua nhục thể của nàng, đích thật là một bộ tử thi. Triệu Bân liền nói ngay. Ai nói cho ngươi tử thi thì nhất định là người chết. Đêm tối chi chủ cười cười. Triệu Bân nghe xong kéo khóe miệng, hắn là bị chơi xỏ sao? Chỉnh như vậy lòe loẹt sao? Cái này có vẻ như đều đã không trọng yếu là đêm tối chi chủ đã thu hồi hồng tước. Nguyên nhân chính là thu hồi hồng tước, mới có hồng tước tại phàm trần ký ức, mới nhận ra hắn cái này cố nhân. Đêm tối chi chủ không nói, chỉ tính tâm vẽ tranh. Triệu Bân vô ý thức tiến lên mấy bước, thăm dò xem qua một mắt. Này nương môn nhi họa sĩ không tệ, vẽ người càng là áo tím hầu. Gặp khuôn mặt này, hắn tâm cảnh có chút phức tạp. Trước kia, chính là áo tím hầu bức tử phụ thân của hắn. Cũng là trước kia, áo tím hầu thay hắn đỡ được ân ban ngày tuyệt sát. Hắn như đứng tại trước mặt ngươi, ngươi là có hay không còn có thể giết hắn. Đêm tối chi chủ nhẹ môi hé mở, nàng đã thu hồi hồng tước, tự hiểu phàm trần sự tình, trong đó từ cũng bao quát Triệu Bân cùng áo tím hầu ân oán. Sẽ. Triệu Bân một chữ âm vang. Thù giết cha không đội trời chung. Cái này, là hắn không đổi dự tính ban đầu. Nhưng một mã thì một mã. Hắn thiếu áo tím hầu một mạng, cái này hắn đến chết đều nhận. Ai? Đêm tối chi chủ một tiếng thở dài, thần sắc cũng biểu lộ ra khá là phức tạp. Hồng tước trong trí như áo tím hầu, là ghét ác như cửu quân tử, sở dĩ biến khát máu tàn bạo, tất cả bởi vì nàng hóa thân. Hồng tước chết để hắn đi về phía cực đoan, mới bị ân ban ngày lợi dụng. Nói nhiều hơn nữa, vẫn là một chữ chữ tình quấy phá. Cũng hoặc tạo hóa trêu ngươi, mới có hồng trần nợ máu. Nàng vẽ không có vẽ xong, lại là buông xuống bút vẽ, hồng tước quay về thì hữu một cái tâm nguyện, nói cho đúng là cầu khẩn, cầu nàng làm bức họa này, thân là nàng bản tôn, nàng sẽ lại hóa thân nguyện vọng, sẽ dùng đời sau khắc họa trong trí nhớ áo tím hầu, lấy nó đi diễn dịch cái kia đoạn tình duyên. Cho ta xem một chút ngươi Lord of the Ring, đêm tối chi chủ mang bên mình ngồi xuống. Còn đưa ta không, Triệu Bân một tiếng gượng cười, vẫn là đưa qua Lord of the Ring. Ta nếu là cướp đoạt, ngươi ngăn được sao? Đêm tối chi chủ ung dung nở nụ cười. Sao có thể a? Ngươi thế nhưng là đêm tối chủ nhân, hàng thật giá thật tiên vương, sao có thể không giảng võ đức, tới cướp hậu bối đồ vật. Triệu công tử cười ha ha, cái kia miệng nhỏ như lau mật ong. Cái này. Cũng không phải nhĩ đông tây. Đêm tối chi chủ cầm Lord of the Ring, xem đi xem lại. Nàng đối với cái này Lord of the Ring cũng không lạ lắm, nàng hóa thân hồng tước, tại phàm giới từng lấy cái chết thi hình thái, được thu vào trong ma giới, chính là tiểu tử này, mang theo nàng hóa thân khắp thiên hạ tản bộ. Đương nhiên, tung không hóa thân ký ức, nàng cũng nhận ra cái này Lord of the Ring. Nói mò, đây chính là nhà ta tổ truyền, Triệu Bân nghĩa chính ngôn từ nói. Kia thật là đúng dịp, cái này cũng là nhà ta tổ truyền. Đêm tối chi chủ cười nói. Đừng làm rộn. Ngươi thấy ta giống nói đùa. Tiệm tạp hóa. Lão bà tử cung kính canh giữ ở rừng trúc bên ngoài. Nàng rất hiếu kỳ, không chỉ một lần đi đến nhìn, thế nhưng tầm mắt có hạn, không nhìn thấy được mông lung mây mù, cũng không nghe thấy nửa chút âm thanh, chỉ biết nhà nàng chủ nhân, bây giờ đang nghiên cứu cái kia Lord of the Ring. Rừng trúc u tĩnh. Nhưng hình ảnh không thể nào hài hòa. Triệu công tử lại bị treo trên cây. Thật vừa đúng lúc. Trong rừng trúc liền có một gốc cái cổ siêu vẹo cây.
đến nỗi vì cái gì đem hắn treo trên cây, hắn nên lòng dạ biết rõ, như Sở Lam cùng Hồng Tước Tàn Niệm cũng tại, hơn phân nửa cũng sẽ tán thành này cách làm, bởi vì tiểu tử này từng tại trong nhân thế điều. Hí kịch qua Hồng Tước. Ta đó là vì chạy trốn, tuyệt không phải có ý định mạo phạm. Triệu Bân theo gió từng đợt lay động, lại nhảy ục ục không xong. Lời này cũng không sai, năm đó hắn bị Ân Ban ngày kẹt ở huyết u xâm lâm, vì phá cục cũng vì kích động nữ soái, mới mang ra Hồng Tước tiên thân, tại chỗ cho Tàn Niệm diễn một đoạn, lúc này mới trợ Sở Lam quay về. Sự thật chứng minh, cái kia phương pháp đích xác dễ dùng. Nhiên, quỷ hiểu được Hồng Tước cũng là một cái hóa thân. Còn có nàng cái này bản tôn, hình như là cái nhớ thủ chủ. Đêm tối chi chủ không đáp lời, chỉ ngồi ở dưới cây già nhìn Lord of the Ring, đã xác định đây là nàng tổ truyền chi vật, nàng sở dĩ còn đang nhìn, là bởi vì Lord of the Ring bên trên cấm chế lạc ấn, nàng vậy mà không phá được. Đến nỗi nàng vì cái gì đem Triệu Bân treo cái này, cũng không chỉ bởi vì điều. Hí kịch. Tại thế gian, nàng hóa thân từng suýt nữa bị La Sinh môn chủ một kiếm tuyệt sát. Cùng là đỉnh cấp sát thủ, chuyện này để nàng rất khó chịu, xét thấy La Sinh môn chủ hòa Triệu Bân quan hệ, đem hắn treo trên cây phơi một chút, vẫn rất có cần thiết, đây cũng là một loại tu hành a. Này lạc ấn chi pháp, ai truyền cho ngươi? Đêm tối chi chủ chậm chậm nói. Thiên cơ bất khả lộ, Triệu Bân vừa giãy giụa một bên trả lời một câu. Tung ngươi không nói, ta cũng có thể phá vỡ. Đêm tối chi chủ nói rất tùy ý. Triệu công tử vô điều kiện tin tưởng. Dù sao đây là tiên vương, chắc là có thể tìm cách phá giải. Bất quá, Nguyệt Thần Bí truyền lạc ấn phương pháp xác thực rất huyền ảo, tiên vương đều thúc thủ vô sách. Thật là ngươi ra tổ truyền chi vật, Triệu Bân lay động hoàng vấn đạo. Tộc ta đã tìm nó tìm mấy ngàn năm, đêm tối chi chủ thản nhiên nói. Nàng cũng thật bất ngờ, tộc trung truyền thừa Lord of the Ring, lại lưu lạc đến thế gian. Cũng còn tốt, quanh đi quẩn lại gần vạn năm, này giới cuối cùng là về tới trong tay nàng. Ngươi là ma tu truyền thừa, Triệu Bân nhỏ giọng nói. Như ngươi lời nói, đêm tối chi chủ tiết lộ ma khí. Cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, quanh thân nàng còn diễn xuất ma chi dị tượng. Triệu công tử nhìn trong lòng hiểu rõ, huyết mạch dị tượng là không lừa được người, chuyện này nếu là truyền đi, chắc chắn sẽ chấn kinh một đống cái cằm, đêm tối tổ chức sát thủ chủ nhân, càng là cái ma tu. Siêu, đêm tối chi chủ nhẹ phẩy tay áo, cuối cùng là buông xuống Triệu Bân. Mang thù về mang thù, thế nhưng dù sao cũng là phàm trần chuyện cũ. Gặp lại Lord of the Ring nàng thật bất ngờ, gặp lại Triệu Bân nàng càng bất ngờ, tiểu tử này thật một cái nghịch thiên yêu nghiệt, càng là xông qua đạo kia hồng trần lộ, cho đến tận này, hắn là sử thượng đệ nhất tôn hồng trần tiên. Tiền bối, người có thể hay không xem cho ta một chút bệnh? Triệu công tử cười ha ha. Nói một chút, đêm tối chi chủ cầm lấy Lord of the Ring, lại nghiên cứu cấm chế lạc ấn. Ta vĩnh hằng giới khép lại. Sợ không phải huyết mạch xảy ra biến cố. Đêm tối chi chủ ghé mắt, đôi mắt đẹp cực điểm híp lại. Nàng tầm mắt không phải bình thường, có thể nhìn đến Triệu Bân bản nguyên, có phần là không bình tĩnh, chỉ có điều tiểu tử này, thời khắc đang vận chuyển một loại công pháp, tới bình phục huyết mạch bản nguyên, nhờ vậy mới không có phản phệ đột phá. Tuyệt thiên đạo pháp, đêm tối chi chủ một tiếng khẽ nói. Không lo tiền bối truyền ta, Triệu Bân không có giấu giếm. Nếu ngay cả nàng cũng bất lực, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đêm tối chi chủ chậm rãi nói, luận đối với huyết mạch lĩnh vực nghiên cứu, nàng cùng trời chỉ tiên mẫu một dạng, đều cùng không lo kém quá xa. Triệu Bân một mặt tiếc nuối, còn phải bằng hắn tự thân cái nào. Tâm pháp còn phải tiếp tục dùng, khó tránh khỏi ngày nào liền mở ra. Đêm tối chi chủ đã đứng lên, đem Lord of the Ring treo ở giữa không trung, mà nàng thì lấy một bầu rượu, rắc vào trên mặt đất. Là bằng Lord of the Ring tế điện tiên tổ, gần vạn năm tuế nguyệt, cuối cùng là đem Lord of the Ring tìm về. Triệu Bân thì xủy tay, trên dưới quét lượng đêm tối chi chủ. Hắn gặp qua mấy cái hóa thân, là thuộc vị này khác loại. Hắn có thể tưởng tượng, Hồng Tước tại phàm giới phục sinh lúc, thế nhân là bực nào tâm cảnh, hơn phân nửa là chấn kinh, gặp nhiều như vậy sóng gió, hơn nữa còn được chôn cất vào trong mộ, rốt cuộc lại trở lại nhân gian. Người cùng Thiên Vương Tông một mạch có thù, đêm tối chi chủ đột nhiên một lời. Nàng biết nhiệm vụ một chuyện, từ cũng biết Triệu Bân mời sát thủ đánh chính là Thiên Vương Tông. Việc này nhắc tới cũng không có gì, Thiên Vương Tông cửu gia trải rộng tứ phương, thường thường liền có người mời sát thủ, âm thầm cho Thiên Vương Tông kiếm chuyện, để nàng không ngờ đến là, Thiên Vương lão tổ lại táng diệt.
cái kia thù hận cũng lớn. Triệu công tử ngồi ngay ngắn một phần, mở lừa gạt hình thức. Cái gọi là lừa gạt, chính là đem có không có đều nói một lần. Có phải hay không còn nghĩ để ta bớt cho ngươi? Đêm tối chi chủ cười nhìn Triệu Bân. Ta quen như vậy, nhà ngươi sát thủ mượn bọn ta dùng mấy ngày thôi. Triệu Bân cười ha hả. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, có tiền liền dễ làm. Đêm tối chi chủ lại một lần nhấc lên bút vẽ, nàng lời còn có hậu nửa câu không có nói ra, không có tiền, liền cái nào mát mẻ cái nào đợi đi. Vãn bối làm như vậy, cũng là vì Diệp gia. Triệu Bân nghiêm trang nói. Cái nào Diệp gia? Đêm tối chi chủ vừa nói một bên câu lạc một bút. Chuyển thế Long Phi gia tộc, Triệu Bân rất cơ trí, cuối cùng là mang ra át chủ bài. Long Phi là đại hạ Long Triều công chúa, Hồng Tước là đại hạ Long Triều lão tổ, mà đêm tối chi chủ đi. Nhưng là Hồng Tước bản tôn, như thế một mối liên hệ là liếc không xong, người có ý tốt không giúp đỡ. Chuyển thế Long Phi, đêm tối chi chủ vô ý thức trách mắt, mắt nhìn thẳng nhìn Triệu Bân. Có lẽ là Hồng Tước ký ức tại quấy phá, để nàng đối với Long Phi có phần để bụng. Long Phi còn sống, chuyển thế đến tiên giới. Triệu Bân tiết lộ bí tân, tiếc nuối là, hai luân hồi ký ức dây dưa, để nàng rơi vào ngây ngô, cần ký ức chi hoa mới có thể cứu trị. Long Phi bây giờ người ở nơi nào? Đêm tối chi chủ buông xuống bút vẽ. Ta vĩnh hằng giới, Triệu Bân một tiếng ho khan, chuyện này rất lúng túng. Đêm tối chi chủ không nói. Cuối cùng cảm giác tiểu tử này đang lừa dối nàng, lừa gạt nàng mượn sát thủ làm nhiệm vụ, nhưng nhìn tiểu tử này thần thái đi. Hình như là thật sự, Triệu Bân sẽ không cầm Long Phi nói đùa. Cho nên, nàng tin tưởng. Đã tin tưởng, vậy thì không khỏi kinh dị, bản thân luân hồi nàng sớm nghe qua, tựa như cửu thế nguyệt thần, phàm là người chuyển thế đến tiên giới, nàng còn là lần đầu tiên gặp, dạng này luân hồi rất là bất phàm. Người có thể tìm ra đến ký ức chi hoa. Đêm tối chi chủ lại hỏi. Xem như tìm được, Triệu Bân mà nói có chút mơ hồ. Ký ức chi hoa đã từng là có, hết lần này tới lần khác bị Lâm Uyển Nhi sáp nhập vào khí lực. Hắn mặc dù có thể mượn tới đối phương bản nguyên huyết, nhưng ký ức tinh túy dù sao rất có hạn. Có thể hay không đem nàng mang ra vĩnh hằng không gian. Đêm tối chi chủ đạo. Vĩnh hằng giới khép kín, ta đều vào không được. Triệu Bân một tiếng ho khan. Như thế, trước tiên thu thập Thiên Vương Tông. Đêm tối chi chủ cái này một lời, để Triệu Bân có phần tới tinh thần. Liền nói đi, sách Long Phi dễ dùng, ta đều là người trong nhà. Đêm tối chi chủ đi, mang đi Lord of the Ring. Bất quá, nàng cho Triệu Bân lưu lại một cái khác mai không gian giới chỉ, nhìn bộ dáng, cùng Lord of the Ring không khác nhau chút nào, hẳn là Lord of the Ring hàng nhái, đừng nhìn là cái hàng nhái, hắn chế tạo tài liệu lại càng lớn chính phẩm. Cũng gọi người Lord of the Ring. Triệu Bân đem không gian giới chỉ đeo tại trên tay, bí bảo tài vật cùng nhau để vào trong đó. Hắn không rời đi, liền đạp tay ngồi ở dưới cây già, thừa dịp có rảnh suy ngẫm suy nghĩ, tại tiên giới gặp Hồng Tước bản tôn, viễn siêu hắn đoán trước, hắn vẫn như cũ không thể tin được, năm đó Hồng Tước vậy mà không chết. Hắn có thể tưởng tượng đại hạ Hồng Tước tại phàm giới phục sinh lúc, đại hạ người là bực nào thần thái, hơn phân nửa một mặt mộng bức, nếu là áo tím hầu cùng ân ban ngày trên trời có linh. Sợ là ép không được vách quan tài nhi. Vô luận nói như thế nào? Hồng Tước bản tôn coi như nhớ tới hóa thân tình cũ, mặc dù khả năng cao là bởi vì chuyển thế Long Phi, nhưng kết cục là tốt, bằng bọn hắn những thứ này nghĩ dung chuyển Thiên Vương Tông, không biết muốn tới ngày tháng năm nào, phải biết, Thiên Vương Tông cũng không phải là cô lập một bộ, tự mình còn rất nhiều đồng minh. Thế lực rắc rối phức tạp. Khai chiến chính là dắt vừa phát động toàn thân. Đạo hữu. Hắn tâm thần xa vào lúc, chợt nghe tiếng kêu. Vậy lão bà tử, vẫn như cũ chân trần, nhưng lúc trước lạnh lùng băng lãnh thần thái, bây giờ lại hiền lành không thiếu. Chủ nhân lúc đi đã phân phó, để nàng chiếu cố tốt vị này, thân là đêm tối con tôm nhỏ, nàng nào dám không theo, nhìn thấy chủ nhân là Mạc Đại Vinh Hạnh, chủ nhân lời nhắn nhủ chuyện, nàng phải tận lực làm đến tốt nhất. Bất quá nàng rất nghi hoặc lai lịch của người này cùng thân phận, lại để chủ nhân đích thân đến. Lại còn coi trọng như vậy. Triệu Bân thu suy nghĩ, trả cái lễ nghi tính chất nụ cười. Thấy hắn không bài xích, lão bà tử hướng phía trước đụng đụng, nhỏ giọng vấn đạo, đạo hữu cùng nhà ta chủ nhân. Ra sao quan hệ? Ta là nàng, biểu đệ, Triệu Bân ý vị thâm trường nói. Lão bà tử nghe xong không khỏi nhíu lông mày, bán tín bán nghi, nhà nàng chủ nhân ít nhất 800 tuổi,
có thể có như thế tuổi quá trẻ tiểu biểu đệ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đối, tu sĩ niên linh không là vấn đề. Nhìn người nào đó, đã ngồi thẳng một phần, thật sự lấy đêm tối chi chủ biểu đệ tự cư. Cũng phải nhanh hồng tước bản tôn đi sớm, bằng không thì, chắc chắn cho hắn tới một cái 3 ngày 3 đêm. Ân, cái cổ siêu vẹo trên cây 3 ngày 3 đêm. Thiếu chủ, uống trà. Lão bà tử một mặt cười ha hả, cái kia đầy nhiệt tình. Nàng người thiếu chủ này, kêu Triệu Bân trở tay không kịp, nhưng nghĩ lại, có vẻ như cũng không tật xấu gì, hồng tước bản tôn chính là đêm tối chi chủ, hắn cái này để bày tỏ đệ tự xưng, gọi hắn một tiếng thiếu chủ không quá phận. Quay đầu ta cho ngươi nói tốt vài câu. Triệu Bân hữu mô hữu dạng nhận lấy chén trà, uống trà tư thế, gọi là một cái ưu nhã, còn có cái kia bức cách, cũng là không để ý nhi dần vào giai cảnh. Ngược lại đêm tối chi chủ không có ở cái này, còn không tùy tiện hắn lừa gạt. Cho dù hồng tước bản tôn biết, cùng lắm thì 3 ngày 3 đêm thôi. Hắn cùng với cái cổ siêu vẹo cây, rất là hữu duyên. Đa tạ thiếu chủ, lão bà tử cái kia vui vẻ ra mặt. Ta lưu lạc bên ngoài đã lâu, không biết thế sự, nhà ta biểu tỷ nhưng có thành thân. Triệu Bân chậm chậm nói. Cái này, lão bà tử một tiếng gượng cười, ngược lại là muốn nói, không làm gì được biết ha. Nhìn chung toàn bộ đêm tối, gặp qua chủ nhân không siêu 3 người, nàng cũng là đầu hẹn gặp lại, nơi nào sẽ biết. Nhưng có vật hiếm có nhi, lấy ra nhìn một chút. Xem đi, người nào đó nói một chút, liền hướng không biết xấu hổ dựa sát vào. Theo hắn suy nghĩ, biểu đệ thân phận này dùng để chấm không thể thích hợp hơn. Có. Tất nhiên là có. Lão bà tử cười, từ trong tay áo lấy ra một tôn tiểu bảo tháp. Tiểu tháp rất là bất phàm. Toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, có ý định uẩn còn sót lại. Nhiên, Triệu công tử tầm mắt quá cao, không thấy thế nào bên trên cái này vật nhi. Gặp chi, lão bà tử vội vàng hoảng thu, lật tay lấy một cái quạt xếp, đây là một cái không tầm thường pháp khí, nhìn trên đó tranh sơn thủy, diễn dịch cái kia đại khí bàng bạc, xứng với thiếu chủ bức cách. Triệu Bân xem qua một mắt, ngáp một cái. Ta lại không trang bức, muốn một cái quạt xếp làm gì? Lão bà tử hơi có vẻ lúng túng, lại rộng mở trong tay áo không gian, bàn tay đi vào một hồi chơi đùa, thiếu chủ chướng mắt phía trước 2 loại bí bảo, nàng phải tìm áp đáy hòm bảo vật, không cho vị này dỗ vui vẻ, ai tại chủ nhân trước mặt thay nàng nói tốt. Ai? Triệu Bân trong lòng một tiếng nhẹ kêu, từ lão bà tử ống tay áo trong không gian, cảm giác được một vòng 3 động kỳ dị, chính xác nói, là hắn Long Uyên đang run, trên đó độn giáp thiên tự rất không an phận. Cũng chính là nói. Lão bà tử này có độn giáp thiên tự. Vốn là, hắn là cảm giác không tới, ai bảo lão bà tử đem không gian mở rộng đâu. Một tới 2 đi. Hắn muốn tìm cơ duyên. Ông, lão bà tử lại lấy ra một vật, là một cái bộ dáng không tồi bình ngọc, vừa mới lấy ra, tiện ý uẩn nảy sinh, mơ hồ còn có đạo âm vang vọng, có dị tượng diễn hóa, so tiểu tháp kia cùng quạt xếp mạnh hơn nhiều lắm. Đây là lão thân năm đó ở một chỗ di tích đạt được. Lão bà tử cười nói, không khó nhìn thấy, nàng là một mặt thịt đau. Nhìn chung nàng chân tàng, là thuộc cái này quý báu, không chỉ bộ dáng nhìn thấy dễ nhìn, uy lực còn không tục đâu. Nàng từng dùng vật này tuyệt sát qua một tôn thái hư cảnh. Bây giờ, vì dỗ thiếu chủ vui vẻ, không thể không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Ta không cần cái này. Triệu Bân cười lắc đầu. Xong, hắn mới bổ nửa câu sau, ta muốn cái nồi sắt kia nói. Sắt. Qua, lão bà tử sửng sốt một chút, trong vô thức xem không gian. Không tệ, nàng trong tay áo không gian là có một ngụm nồi sắt lớn tới, thế nhưng vật nhi bề ngoài quá khó nhìn, là nàng năm đó thi hành nhiệm vụ ám sát lúc, tại mục tiêu trên thân siêu tới, đã có 10 mấy năm. Nàng từng nghiên cứu qua, đây không phải gì chỉ tiền Đông Tây. Không thuận tiện lời nói, ta có thể lấy tiền mua. Triệu Bân cười nói, thuận tiện, sao có thể không tiện. Lão bà tử nở nụ cười, vội vàng hoảng mang ra nồi sắt lớn. Vậy ta sẽ không khách khí. Triệu Bân rất tự giác, đem nồi sắt dọn đi rồi. Long Uyên cảm ứng không tệ, nồi sắt dưới đáy thật sự khắc lấy một cái thiên tự, thỏa đáng độn giáp thiên tự, có lẽ là bởi vì tuế nguyệt quá lâu, thậm chí nồi sắt pha tạp, kèm thêm thiên tự đều mơ hồ không rõ. Hắn biết, cái này mơ hồ chỉ là bề ngoài. Chờ thiên tự khai quang, lại là vàng óng ánh loại kia. Không cần bảo bối muốn rách dưới, thiếu chủ chính xác kỳ quái người. Lão bà tử trong lòng lẩm bẩm ngữ, nhìn Triệu Bân ánh mắt không quá bình thường.
quỷ dị về kinh ngạc, nàng tâm tình cũng không tệ lắm, lại đem chính mình bảo bối trơn tru cất, dùng một cái rách dưới bác thiếu chủ vui vẻ, nàng mà nói, cái này hình như là kiếm bổn không lỗ mua bán. Hẹn gặp lại. Triệu Bân thu nồi sắt, phủi mông một cái đi. Đến nỗi nói tốt vài câu đi, hắn tự sẽ làm theo. Về lại vườn nhỏ, Cuồng Anh Kiệt bọn người đang ghé vào dưới cây uống rượu. Thấy hắn hoảng du du đi vào, đám người cùng trách mắt, không biết vì sao, hàng này đi ra ngoài một chuyến, bức cách có phải hay không càng thêm chói mắt, cũng đối, hắn gặp thế nhưng là đêm tối tổ chức sát thủ chủ nhân. Đêm tối chi chủ nam hay nữ vậy, quỷ tinh nghịch chọc chọc Triệu Bân. Mỹ nữ, Triệu Bân một lời thâm trầm, hồng tước dung mạo là tuyệt thế. Hàn huyên gì, khò khè oa trà sát tay nhỏ, có phải hay không cho ta đây nhóm đánh gãy? Không có. Triệu Bân ực một hớp rượu, nói cũng là nói thật. Đều người trong nhà còn đánh gì gãy, đêm tối sát thủ toàn thể miễn phí. Vậy nàng nửa đêm tìm ngươi làm gì? Hai tiểu gia hỏa trách trách hô hô. Trò chuyện hy vọng thôi. Triệu Bân đứng dậy rời đi, lại tự khóa cửa phòng. Đám người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cảm giác tiểu tử này có chuyện gì giấu giếm bọn hắn. Bên này, Triệu Bân đã chuyển ra nồi sắt lớn, tiện tay đánh một cái nát bấy, lấy lôi điện cùng tiên hỏa bao khỏa, tôi ra độn giáp thiên tự, nó không còn mơ hồ, cởi ra duyên hoa, kim quang lóng lánh. Ông! Long Uyên thoát ra, trong nháy mắt cùng với Thương Dung. Đông đảo thiên tự có cảm ứng, nhao nhao liễm ở vô hình, cho Long Uyên kiếm thể phủ một tầng sán sán quang, Triệu Bân từng lấy ra nhiều lần dò xét, thiên tự mang đến cho hắn một cảm giác, so trong tưởng tượng càng rộng rãi. Thu Long Uyên kiếm, hắn lại khoanh chân mà ngồi. Vẫn là tuyệt thiên đạo pháp, điên cuồng vận chuyển. Bên ngoài, Cuồng Anh Kiệt đám người đã là uống mặt đỏ tía tai, ai đi đường nấy, cũng tự mình tu luyện, chỉ chờ một cái cơ hội thích hợp, liền cùng Thiên Vương Tông khai kiền, một ngày này sẽ không quá lâu. Vườn nhỏ bình tĩnh, ngoại giới vẫn như cũ sóng ngầm mãnh liệt. Thiên Vương Tông cửu gia, âm thầm đã kết thành liên minh. Thiên Vương Tông tử cũng không nhàn rỗi, từ lão tổ Quy Tây sau đó, liền liên tiếp hành động tại các đại thế lực ở giữa, nói là bái phỏng, kỳ thực là lôi kéo quan hệ, thời buổi rối loạn, bão đoàn sưởi ấm mới là vương đạo. Đồng dạng không có nhàn rỗi, còn có đêm tối tổ chức sát thủ. Đêm tối chi chủ tự mình hạ lệnh, không biết điều tới bao nhiêu sát thủ. Chúng sát thủ âm thầm hồ nghi, từ gia nhập vào đêm tối sau, vẫn là đầu hẹn gặp lại chủ nhân có lớn như vậy động tác, chẳng lẽ cũng muốn cuốn vào chiến loạn? Hay là, tuyên bố nhiệm vụ quá nhiều người quá nhiều? Lại là đêm, Triệu Bân tự mình khoanh chân dưới cây. Hắn giống như gặp ác mộng, lông mi khi thì nhíu chặt, khi thì còn bộc lộ đau đớn sắc. Như hắn bực này thần thái, đủ kéo dài hơn nửa đêm. Đến trời tối người yên, mới thấy hắn lông mi thoáng giãn ra. Huyết mạch của hắn bản nguyên dị biến, có vẻ như đã đi vào quỹ đạo, bởi vì bản nguyên phản vệ đang từ từ suy yếu, cho dù hắn không vận chuyển tuyệt thiên đạo pháp, cũng chưa thấy bản nguyên sao động, đây là một cái triệu chứng thật là tốt. Oanh! Hắn cái này đang mừng rỡ lúc, chợt nghe trong phòng một tiếng vang trầm. Chờ mở con mắt, lọt vào trong tầm mắt thì thấy bá liệt chi khí chiêu ngoại lăn lộn, càng có tiên lực huy quang đang đan sen bay múa, nếu không phải vườn nhỏ có che lấp cấm chế. Gần như vậy cái ba động, liền có thể rước lấy không ít người vây xem. Đó là lên cấp một loại dị tượng dấu hiệu, có người đột phá bình cảnh. Là Cuồng Anh Kiệt tên kia, từ huyền tiên đỉnh phong, phá vỡ mà vào động hư tu vi. Oanh! Ầm ầm! Tiếng sấm lóe sáng, cửu thiên mây đen quay cuồng. Lôi bên trong ẩn dấu thiên uy, bao phủ toàn bộ cổ thành. Thiên kiếp! Không ít người bị giật mình tỉnh giấc, leo lên mái hiên ngửa đầu nhìn bầu trời. Có không ít người sắc mặt đen kịt, hơn nửa đêm ở trong thành độ kiếp. Cái nào thằng danh con, ăn no dỗi việc. Nhanh chóng ra khỏi thành, bằng không thì chớ trách lão phu không khách khí. Nói nhiều rồi đều nói nhảm, trơn tru ra khỏi thành tị nạn mới an toàn. Tiếng chửi rủa vang dội đầy yên tĩnh đêm, toàn bộ cổ thành đều phi thường náo nhiệt. Độ kiếp không đáng sợ, tại đống người nhi bên trong độ kiếp cũng rất không giảng võ đức. Đừng nói, tiếng chửi rủa đích xác dễ dùng. Nhìn thiên kiếp hiện ra, vẫn thật là tản. Hoặc có lẽ là Cuồng Anh Kiệt phong hắn kiếp, thiên phạt thế nhưng là đồ tốt, sao có thể ở đây lãng phí, cho dù muốn độ, cũng muốn chọn một cảnh tượng hoành tráng, liền thí dụ như, tại Thiên Vương Tông hang ổ độ kiếp. Lúc này mới giống người làm sự tình. Mỗi ngày kiếp tán đi, không thiếu lão bối vuốt sợi râu.
những cái kia đã thoát ra thành người, nửa đường lại gạt trở về. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên kiếp tản. Cuồng Anh Kiệt vặn eo bẻ cổ ra khỏi cửa phòng. Hàng này nhìn Triệu Bân ánh mắt không thể nào bình thường, nhìn hắn cái kia cực nóng như đuốc hỏa ánh mắt, là muốn tìm Triệu công tử hẹn một trận, lần thứ nhất tiến giai động hư cảnh, có phải hay không nên tìm người luyện tay một chút. Triệu Bân xem thường, cũng không rảnh lý tới hàng này. Bởi vì một hồi thiên kiếp, trong vườn tất cả mọi người bị đánh thức. Hiếm thấy cũng không có buồn ngủ, đám người dứt khoát đứng dậy đi Thiên Vương Tinh. Trong lúc đó, Cuồng Anh Kiệt từng từ thiên ngoại tiếp một đạo hư ảo phù chú, chính là một loại cao giai đưa tin phù, đọc trong đó tình báo, sắc mặt của hắn trong nháy mắt khó coi một phần, nhìn đám người cùng nhau nhíu lông mày. Thế nào, quỷ tinh nghịch vấn đạo? Thiên Minh dậy cùng Thiên Vương Tông kết minh, Cuồng Anh Kiệt hít sâu một hơi. Thiên Minh dậy, rất mạnh, khò khè oa nhỏ giọng nói. Không phải bình thường mạnh, nói chuyện chính là Lăng Tuyệt, này một mạch sớm tại trăm năm trước liền đã ẩn thế. Có hai tôn tiên vương tỏa chấn, nội tình cường hoành như thiên chỉ thánh địa, cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Thực sẽ chọn thời điểm, lúc này kết minh. Ngụ ý rõ ràng, mượn thiên minh chỉ uy chấn nhiếp tứ phương. Lão phù bấm ngón tay tính toán, Thiên Vương Tông nên hứa hẹn không ít chỗ tốt. Mấy người ngươi một lời ta một lời, đem chuyện này nghiên cứu thấu triệt, Thiên Vương Tông cũng chính là không ngốc a. Còn biết tìm một cây đại thụ hóng mát, liền ẩn thế thiên minh dậy, đều được mời đi ra. Không nói hai câu. Hai vật nhỏ một trái một phải, nhao nhao nhìn về phía Triệu Bân. Triệu Bân mặc dù cũng nhíu lông mày, nhưng thần sắc cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó coi. Đối phương có tiên vương cấp, bọn hắn bên này cũng tương tự có. Hơn nữa, vẫn là cái kia am hiểu ám sát đêm tối chi chủ. Đang khi nói chuyện, đám người cùng nhau bước vào truyền tống trận. Sau đó tiến vào, còn có một cái lưng gù lão giả. Lão đầu nhi này tu vi cảnh giới cũng không thấp. Theo đám người tính ra, ít nhất thái hư đệ bát trọng, khí tức của hắn cực âm lạnh, thậm chí toàn bộ không gian thông đạo, đều bởi vì hắn mà biến hàn phong từng trận. Cách xa hắn một chút nhi, Triệu công tử truyền âm đám người. Không cần hắn nói nhảm, mấy người cũng đều tại trước tiên mở đột. Mà Triệu Bân, chính là đoạn hậu cái kia, hắn có tiên vương khôi lỗi hộ pháp. Bọn hắn vừa đi không sao, lưng còng lão giả cũng theo sau, người này thân pháp cực kỳ quỷ quyệt. Như tự một cái đêm tối u linh, như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, cặp kia lão con mắt cô quạnh để người sợ hãi. Ngươi, cuối cùng đi theo bọn ta làm gì? Quỷ tinh nghịch che che quần áo, thật thái lãnh. Lưng còng lão giả không đáp lời nói, không nhìn tất cả mọi người ở đây, chỉ nhìn Cuồng Anh Kiệt, nhìn thì nhìn, lão trong mắt còn có sâm quang thiểm nhấp nháy, sâm nhiên bên trong tiềm ẩn khó có thể dùng lời diễn tả được tham lam cùng ngấp nghé. Hắn hơn nửa đêm đi ra. Cũng không phải du sơn ngoạn thủy, là tới tìm cơ duyên. Tiểu tử này chính là của hắn cơ duyên, khi trước thiên kiếp hiện ra hắn nhìn rõ ràng. Thật vừa đúng lúc, hắn có tìm độ kiếp giả thiên phú, nhìn bầu trời kiếp bất phàm, liền biết độ kiếp giả bất phàm, nên một mạch đặc thù huyết thống, như thế mênh mông khí huyết, hắn tất nhiên có kinh khủng bản nguyên. Bản nguyên thị hảo đông tây. Hắn có nuốt tan bản nguyên chi pháp. Trải qua thời gian dài. Hắn đều là lấy người khác bản nguyên tu luyện. Nhưng nhìn đủ. Cuồng Anh Kiệt mắt liếc, hàng này ánh mắt làm cho hắn rất khó chịu. Hắn quen thuộc làm lang, không thích làm con cừu non nhi, hết lần này tới lần khác lão gia hỏa này giống như là một cái ác lang, đang ngó chừng một cái con cừu non nhi, nhìn cái kia vẻ tham lam, còn thời khắc đều có thể nhào lên. Giao ra bản nguyên, tha các ngươi không chết. Lưng còng lão giả u cười, cuối cùng là lộ ra răng nanh. Hắn là thái hư đệ bát trọng, chỉ một cái tát sự tình. Chớ chọc bọn ta, nhà ta lão tam tính khí không tốt. Quỷ tinh nghịch cùng khò khè oa nói, núp ở Triệu Bân sau lưng. Mà Triệu công tử cũng tới đạo, đã chuẩn bị tế ra hai đại hộ pháp, khoảng cách gần như thế, đủ có thể một kiếm tuyệt sát lão gia hỏa này, một kiếm không được vậy liền lại bổ một đao, thời gian nháy mắt liền tốt. Bức lão phu động thủ. Lưng còng lão giả cười lạnh một tiếng, cách không lộ ra đại thủ. Triệu Bân ánh mắt lóe sáng, đã điều động Hạo Thiên cùng Hạo Vũ. Nhiên, liền ở đây một cái chớp mắt, có một đạo the thé kiếm minh đột nhiên vang lên, truyền lại từ lưng còng sau lưng lão giả, đám người chỉ thấy một đạo màu đen kinh hồng, chính xác nói, là một đạo mơ hồ bóng người màu đen. Chuẩn Thiên Vương, bao quát Triệu Bân ở bên trong, đều kinh ngạc một chút. Không gian thông đạo nói nhỏ không nhỏ,
nói lớn cũng không lớn, âm thầm ẩn giấu một người, bọn hắn cũng không biết, nhìn đối phương quỷ quyệt thân pháp, chính là cái ẩn núp cao thủ, liền tiên nhãn nhìn lén đều có thể né qua. Không tốt. Đồng dạng kinh hãi còn có lưng còng lão giả, đã cảm giác lưng một hồi băng lãnh. Người xuất thủ rất khủng bố, đáng sợ kiếm ý, để linh hồn hắn đều run rẩy. Trong điện quang hỏa thạch, hắn thông suốt xoay người, trước tiên sử dụng bản mệnh khí, chính là một mặt linh cảnh, như bị máu tươi nhuộm qua, toàn thân huyết hồng máu đỏ, thành một mặt tấm chắn để ngang trước người hắn. Đáng tiếc, bổn mạng của hắn khí phòng ngự không dùng được. Đối phương là chuẩn tiên vương, ra chính là tuyệt sát một kiếm. Cùng với răng rắc một thanh âm vang lên, huyết sắc linh cảnh tại chỗ vỡ tan, lưng còng lão giả mi tâm bị xuyên thủng, tùy theo cùng nhau bị xuyên thủng còn có đầu người, nguyên thần tại chỗ bị chu diệt, như cái cánh cửa ầm vang ngã xuống đất. Hắn chết cực kỳ phiền muộn, cái nào chạy ra một tôn chuẩn tiên vương. Này cũng tốt, cơ duyên không có đụng vào, trực tiếp đụng vào quỷ môn quan. T. Đám người hít khí lạnh, một tôn thái hư cảnh này liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Lại đi nhìn phương kia, đã không thấy đạo quần áo đen kia bóng người, bừng tỉnh giống như bốc hơi khỏi nhân gian, có thể đám người biết, người kia nhất định trả tại, chỉ có điều giấu tương đối bí mật, bọn hắn tầm mắt thấp không tìm ra được. Đi a, hai vật nhỏ một hồi nước tiểu rung động. Bình tĩnh một chút, Lăng Tuyệt truyền âm nhị nhân. Hắn nhìn tương đối thấu triệt, như đối phương muốn diệt bọn hắn, đã sớm ra tay rồi. Đã không có ra tay, vậy thì không phải là cửu gia, khó tránh khỏi là cuồng anh kiệt thỉnh sát thủ. Ta không có thỉnh. Đây là cuồng anh kiệt thần sắc đại biểu ngụ ý. Chuẩn tiên vương cấp A, lấy hắn nội tình là không mời nổi. Ta thỉnh. Triệu Bân ổn ép một cái, thần thái cũng rất sâu nặng. Hắn dám chắc chắn, người này là hồng tước bản tôn phái tới, hơn phân nửa là phái tới cho hắn làm bảo tiêu, ai bảo chuyển thế Long Phi tại hắn cái này, hắn như không để ý nhi đánh rắm, Long Phi phải chôn cùng. Ngươi thực nghiêu A, quỷ tinh nghịch thồn thức chặt lưỡi, có thể mời được chuẩn tiên vương. Cuồng anh kiệt bọn hắn thì ánh mắt thâm thúy, lấy hắn đối với Triệu Bân hiểu rõ, thì sẽ không thỉnh chuẩn tiên vương, thỉnh cũng không mời nổi, bọn hắn càng muốn tin tưởng. Triệu Bân cùng đêm tối chi chủ tự mình có giao dịch. Như thế, mới phái một tôn chuẩn tiên vương tới hộ đạo. Triệu Bân không rõ lời, có một số việc không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tiền bối, có thể hay không hiện thân gặp mặt. Triệu Bân truyền âm người kia, đến nước này cũng không tìm được đối phương bóng dáng. Hắn kêu gọi không ai dám ứng, đối phương hẳn là một cái trầm mặc ít nói chủ, không vui đi ra tản bộ, nhưng hắn sẽ một đường đuổi kịp mấy người kia. Chủ nhân nói, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này ra sơ suất. Kêu gọi không có kết quả, Triệu công tử ho khan thu con mắt. Đêm tối chi chủ quá rộng thoáng, này làm sao có ý tốt. Phía sau một đường, tất cả mọi người bình an vô sự, ngược lại là có hành vi làm loạn giả, muốn giết người cướp của, đều bị đêm tối chuẩn tiên vương dây, từ đầu đến cuối, mấy người cũng không nhìn thấy hắn chân thực thân ảnh. Người cùng đêm tối chi chủ, có phải hay không có một chân? Cuồng anh kiệt chọc chọc Triệu Bân, một hồi nháy mắt ra hiệu. Nếu không phải quan hệ đặc biệt sắt, như thế nào phái chuẩn tiên vương làm bảo tiêu? Ta là nàng biểu đệ. Triệu Bân trả lời, vẫn là như vậy thanh tân thoát tục. Hắn hơn nửa đêm nói mê sảng, đám người tất nhiên là không tin. Nhưng âm thầm tôn kia chuẩn tiên vương, lại nghe nhíu lông mày, càng là tin như vậy hai ba phần, dám tìm đêm tối chi chủ nhận thân thích cũng không nhiều, bất quá đã dám nhận. Cái kia bát tự hơn phân nửa liền có cong lên. Không biết thứ mấy ngày, mọi người mới đến Thiên Vương Tinh. Chiếu đến ảm đạm nguyệt quang, bọn hắn đến Lâm Gia Cổ Thành. Ở đây sớm đã là một vùng phế tích, lạnh thấu xương hàn phong ô ô vang dội, dường như oán linh tại kêu rên, thậm chí một mảnh huyết khí, đến nay đều không tiêu tán, đó là Lâm Thị nhất tộc huyết, còn chưa hoàn toàn khô cạn. Lâm Uyển Nhi vừa khóc thành nước mắt người, quỳ trên mặt đất nghẹn ngào không chịu nổi. Cuồng anh kiệt thì xách ra bầu rượu, tại phế tích bên trên đổ một mảnh rượu. Thở dài là Triệu Bân cùng Lăng Tuyệt bọn hắn, đặc biệt là Triệu Bân, đêm đó hắn nhưng là tận mắt chứng kiến, hình ảnh cái kia cực kỳ bi thảm, Lâm gia còn sót lại người cuối cùng, chỉ vì cừu hận mà sống. Thánh tử suy đoán quả nhiên không giả, bọn hắn lại trở về. Bi thống bầu không khí, bởi vì trong bóng tối một tiếng u cười bị phá vỡ. Tùy theo mà đến chính là Hàn Phong, đã có dấu máu tanh sát khí. Lời còn không rơi, thì thấy tứ phương không gian một hồi vặn vẹo, đi ra từng cái một người áo đen, đều là Thiên Vương Tông cường giả,
hơn nữa chiến trận không là bình thường khổng lồ, vẻn vẹn chuẩn tiên vương liền có hai tôn, nửa bước thái hư cùng thái hư cảnh cũng không ít, sở dĩ lớn như vậy động can qua, phần lớn là bởi vì Triệu Bân, hắn mặc dù huyền tiên, lại có hai tôn tiên vương khôi lỗi, cái này tại Thiên Vương Tông đã không phải bí mật. Cái này mẹ nó liền lúng túng. Triệu Bân vòng nhìn một chút, sắc mặt không ra thế nào dễ nhìn. Là hắn đánh giá thấp Thiên Vương Tông, lại ôm cây đợi thỏ. Bây giờ cục diện này, sợ là cái tử cục, như đối phương xông lên, tung hắn có tiên vương cấp khôi lỗi, tung chuẩn tiên vương bảo hộ, cũng khó sống sót ra ngoài, bởi vì hắn thời khắc đều có thể bị đối phương tuyệt sát. Liên lụy các ngươi, Lâm Uyển Nhi sắc mặt tái nhợt. Nói cái gì lời ngốc, Cuồng Anh Kiệt xách ra tiên đao. Triệu Bân thì sử dụng hai tôn khôi lỗi, canh giữ ở đám người hai bên, nhưng hắn lòng dạ biết rõ, tối nay cục diện này, tiên vương khôi lỗi cũng không đáng chú ý. Đối phương tới cường giả, thật thái đa thái đa. Tiên vương khôi lỗi. Thiên vương cường giả không có gì kinh ngạc, ngược lại là đêm tối chuẩn tiên vương sửng sốt một chút. Hóa ra hắn bảo hộ một đường tiểu bối, lại vẫn cất giấu hung hãn như vậy át chủ bài. Đáng tiếc a, lại hung hãn át chủ bài tối nay không dùng được, đối phương đội hình quá to lớn. Vĩnh hằng tiên thể, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. U tiếng cười lại vang lên. Thiên vương thánh tử đi ra. Triệu Bân biết, đây không phải bản tôn, nhất định là đối phương đạo thân có hắn bản tôn tính khí, tự hắc âm thầm đi ra, tựa như địa ngục tới quỷ, một bộ thần thái dữ tợn xâm nhiên cũng bạo ngược. Hắn hiện thân, để Lâm Uyển Nhi thân thể mềm mại không cầm được run rẩy. Nếu không phải Cuồng Anh Kiệt ngăn, cô nương này sợ là sớm giết ra ngoài. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Triệu Bân một bên đáp lời một bên nhìn tứ phương, cũng không thể ngồi chờ chết. Bọn hắn có giết ra ngoài khả năng, cái này cần đêm tối chuẩn tiên vương đánh thật xứng hợp, chuẩn tiên vương sát thủ, lại là một cái kinh khủng uy hát yêu ta, tại chỗ cường giả, chưa có người có thể né qua hắn tuyệt sát. Oanh! Ầm ầm! Lâm gia phế tích vùng thế giới kia, tiếng oanh minh nặng nề, tất cả bởi vì ở đây cường giả quá nhiều, lại khí thế tương liên, mới tạo ra mạnh mẽ như vậy khí tràng. Nhìn càn khôn đều động rung động. Thiên vương tông đại phách lực, vì đặt cái này ôm cây đợi thỏ, không biết kéo tới bao nhiêu cường giả. Đây vẫn chỉ là công khai, quỷ hiểu được âm thầm còn cất giấu bao nhiêu, nhiều người, sức mạnh tự nhiên đủ, có một cái tính một cái, biểu lộ cũng là hung tàn giữ tợn cười, tối nay là một tử cục. Nhìn Triệu Bân bọn người, sắc mặt liền cực kỳ khó coi, bị ngăn ở cái này, sợ là giữ nhiều lành ít. Không chỉ đám bọn hắn như vậy cho rằng, còn có ẩn núp đêm tối chuẩn thiên vương, cũng là bực này tâm cảnh, chủ nhân an bài cho hắn nhiệm vụ, có vẻ như so ám sát thiên vương còn khó, muốn từ nhiều cường giả như vậy trong tay bảo vệ tiểu tử kia, khó như lên trời. Vĩnh hằng tiên thể lưu lại, Lâm Uyển Nhi cũng lưu lại, những người khác. Giết! Thiên vương thánh tử đạo thân một lời u cười, huyết sắc con mắt, hiện đầy hung ác bạo ngược quang. Ra lệnh, thì thấy chúng mạnh sát khí mãnh liệt, từ tứ phương bát phương vây giết. Gắng đạt tới trước tiên cầm xuống. Chanh! Kiếm ngân vang âm thanh nổi lên, một đạo màu đen kinh hồng tựa như tia chớp lướt qua. Phía sau chính là một đạo huyết quang, là trùng sát trước nhất tôn kia thái hư cảnh, cũng không biết gặp ai công phạt, đầu người bị người chặt, kèm thêm bản mệnh nguyên thần, cũng cùng nhau tuyệt diệt, chỉ còn dư thân thể tàn phế rơi xuống, nhuốm máu đầu người khuôn mặt, còn viết đầy phiền muộn, hắn đây là bị người dây sao. Ra tay tất nhiên là đêm tối chuẩn tiên vương. Tuyệt sát một cái thái hư cảnh, một kiếm sự tình. Hắn cái này tuyệt sát không sao, để vây giết mà đến thiên vương tông cường giả, đều bỗng nhiên định rồi thân, đều tại trước tiên tế bản mệnh khí cùng thủ hộ chi pháp, đem chính mình khí lực bảo vệ gắt gao. Chớ nói thái hư cảnh cùng nửa bước thái hư cảnh, liền chuẩn tiên vương đều chợt cảm thấy lưng phát lạnh, là bọn hắn đánh giá thấp đối phương, lại còn có một tôn cường giả bảo hộ, nên một tôn chuẩn tiên vương, hơn nữa có phần am hiểu ám sát. Tìm ra. Thiên vương thánh tử đạo thân truyền âm tứ phương. Không cần hắn nói nhảm, tại chỗ chúng mạnh cũng đều mỗi híp con mắt. Đáng tiếc, bọn hắn tầm mắt có hạn, cũng hoặc đêm tối chuẩn tiên vương ẩn nấp chi pháp quá huyền ảo, nhưng lại không có một người tìm ra, chỉ biết trong bóng tối cất giấu một cái u linh, hắn như đi ra, tất có người vào quỷ môn quan. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Bao quát chuẩn tiên vương ở bên trong, bất kỳ người nào đều có thể bị tuyệt sát. Làm tốt lắm. Triệu Bân trong lòng một lời, đêm tối chuẩn tiên vương cái này trấn nhiếp rất dễ sử dụng. Bất quá, cũng vẻn vẹn dễ dùng, muốn dùng cái này phá cục,
còn kém chút nhị ý tứ. Phương nào đạo hữu, mong rằng hiện thân gặp mặt. Nói chuyện chính là một cái áo mãng bào lão giả, Thiên Vương Tông tại chỗ hai tôn chuẩn Thiên Vương, hắn chính là một cái trong số đó, Triệu Bân nhận ra hàng này, Thiên Chỉ Thịnh Hội lúc gặp qua, xưng hắn áo mãng bào chuẩn Thiên Vương. Áo mãng bào chuẩn Thiên Vương mà nói khiêm tốn. Kỳ thực, hắn là muốn lắc lư đối phương đi ra đi bộ một chút. Nhìn Thiên Vương Tông chúng mạnh, đều tại tự mình nổi lên tuyệt sát đại thuật, đối phương nếu dám đi ra, ắt gặp bọn hắn lôi đình công phạt, cho dù là chuẩn Thiên Vương, bị nhiều như vậy quần ẩu, cũng sẽ tại chỗ tàn phế. Lão phu giống đồ đần sao? Trong bóng tối có nhàn nhạt lời nói truyền ra, băng lãnh mà cô quạnh. Có thể cái này một lời, lại lơ lửng không cố định, chợt đông chợt tây, chợt nam chợt bắc, để cho người ta tìm không được âm thanh đầu nguồn, đã tìm không được, từ cũng tìm không ra đối phương chỗ ẩn thân. Này liền lúng túng. Ít nhất tại Thiên Vương Tông chúng mạnh mà nói, rất là lúng túng. Lừa gạt tiểu hài trò xiếc, dùng tại trên người kia có vẻ như không dùng được. Cục diện, lập tức rằng co. Đêm tối chuẩn Thiên Vương một kiếm tuyệt sát, là cực mạnh chấn nhiếp. Châm ngôn nói rất hay, súng bắn chim đầu đàn, tại chỗ không ai dám tùy tiện hành động. Tiểu tử, bái thác nhĩ một chuyện, mang Lâm muội muội ra ngoài. Hai phe rằng có lúc, Cuồng Anh Kiệt cho Triệu công tử truyền một lời. Có thể thấy hắn thần sắc quyết tuyệt, rất có một loại khẳng khái liều chết dấu hiệu, hắn cũng đích xác có ra sức đánh một trận tư bản, phải biết, hắn còn có một hồi thiên kiếp không có độ đâu. Tối nay liền rất phù hợp. Tuyệt đối chiến lực nghiền ép, người cho rằng thiên kiếp hữu dụng. Triệu Bân trở về một lời, có thể đoán ra Cuồng Anh Kiệt tâm cảnh. Thiên kiếp là hung hãn, cũng đích xác là đại sát khí. Ngày xưa, hắn tại thiên khung di tích, liền dùng lôi điện hố chết không ít người. Nhưng, chiều nay không giống ngày xưa, thiên khung di tích có tu vi áp chế, nhưng nơi này không có, sợ là không đợi Cuồng Anh Kiệt dẫn xét đánh người, liền bị đối phương chuẩn Thiên Vương nhất kích tuyệt sát. Cũng nên liều mạng, Cuồng Anh Kiệt hít sâu một hơi. Chớ làm loạn, Triệu Bân còn tại vòng nhìn tứ phương, cứng rắn làm cũng muốn phân phương pháp. Ta chỉ cần vĩnh hằng tiên thể, những người khác, các ngươi tùy ý. Nói chuyện chính là đêm tối chuẩn Thiên Vương, biết bây giờ cục diện, kéo càng lâu dễ dàng cho hắn càng bất lợi, ai bảo đây là người ta địa bàn đâu. Như chuyển đến một tôn Thiên Vương trợ trận, vậy thì thật sự tử cục. Hắn ngược lại là muốn đem mấy người kia một khối cứu được, thế nhưng hữu tâm vô lực, chỉ có thể chọn trọng điểm, cũng chính là chủ nhân để hắn bảo hộ cái kia, tình thế khẩn cấp, hắn năng lực có hạn, không cố được quá nhiều. Ngươi cho rằng có thể sao? Thiên Vương Thánh Tử Đạo Thân cười lạnh một tiếng. Đối phương không ngốc, não hắn cũng không nước vào, hôm nay thế nhưng là thu thập vĩnh hằng tiên thể tốt đẹp thời cơ, phóng người nào đi cũng không thể phóng vĩnh hằng tiên thể đi, tiểu tử kia quá yêu nghiệt, cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, năm nào hẳn là Thiên Vương Tông họa lớn. Đương nhiên, hắn nói lời này, từ cũng có tự oán ý vị, không nói khác, liền nói Thiên Chỉ Thịnh Hội, hắn bại bởi vĩnh hằng tiên thể, mất hết mặt mũi. Há có thể làm tốt. Tiểu bối, chớ ép lão phu nổi điên. Đêm tối chuẩn Thiên Vương lại nói. Hắn một lời, để cả ngày mà đều hàn phong một hồi, có lẽ là sát ý quá mạnh, thậm chí thiên địa đều từng tấc kết hàn băng. Hắn có nói ngoan thoại tư bản, chuẩn Thiên Vương cấp thích khách, có tuyệt sát Thiên Vương năng lực, như đại khai sát giới mà nói, tại chỗ cường giả, ít nhất phải có ba thành người đầu rơi mà. Muốn đánh cái kia liền tới. Thiên Vương Thánh Tử Đạo Thân vừa quát âm vang. Lời nói hiên ngang lẫm liệt. Nhưng hắn hiên ngang lẫm liệt, lại trêu đến Thiên Vương Tông chúng mạnh tập thể khó chịu, người nhà là một cái đạo thân, cho dù chết, bản tôn nhiều nhất bị phản phệ, bọn ta không giống nhau a. Chết liền thật đã chết rồi, mẹ nó đứng nói chuyện không đau eo. Rất tốt. Đêm tối chuẩn Thiên Vương hàn mang chợt hiện, lại tế ra tuyệt sát một kiếm. Đối phương không cho mặt, chỉ có thể cứng rắn làm, chỉ có thể cưỡng ép đoạt người. Cùng một trong nháy mắt, Triệu Bân cùng Cuồng Anh Kiệt bọn hắn cũng làm tốt khai chiến chuẩn bị. Chanh! Đêm tối chuẩn Thiên Vương cũng như màu đen kinh hồng, kiếm ý tuyệt diệt. Bị hắn tỏa định người, chính là Thiên Vương Tông áo mãng bào chuẩn Thiên Vương. Thật mạnh! Áo mãng bào chuẩn Thiên Vương run sợ, bị đối phương khóa chặt, hơi cảm thấy nguyên thần nhói nhói. Hắn có lý do tin tưởng, như sớm không phòng bị lời nói, thật có bị tuyệt sát có thể. Trong điện quang hỏa thạch. Hắn một bước phi thân sau đột. Đêm tối chuẩn Thiên Vương như bóng với hình, một kiếm hoành quán vân tiêu. Nhiên, không đợi hắn mệnh trung áo mãng bào chuẩn Thiên Vương,
thì thấy một đạo sáng chói ngân quang, từ thiên ngoại chém tới, nhanh như thiểm điện, lại mang theo cuốn lực lượng hủy diệt, thậm chí toàn bộ thiên địa, đều mờ tối một phần. Tiên vương. Đêm tối chuẩn tiên vương chợt biến sắc, vội vàng hoảng bứt ra lui lại, hắn phong tỏa áo mãng bào chuẩn tiên vương, người kia thì phong tỏa hắn, một khi bị mệnh chung, tám thành có thể thân diệt, bởi vì một kích này cũng là tuyệt sát. Phốc. Huyết quang tùy theo chợt hiện. Đêm tối chuẩn tiên vương mặc dù tránh khỏi tuyệt sát, nhưng vẫn là gặp uy thế còn dư, có một đầu cánh tay bị chém rụng, kinh khủng tiên vương sát ý, xâm nhập hắn khí lực, cho hắn nguyên thần chém ra một đạo khe rãnh. Tiên vương. Triệu Bân đám người thần thái, trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Đối phương lại còn có tiên vương buông xuống, tối nay sợ thực sự là tử cục. So sánh bọn hắn, chúng mạnh thì ánh mắt cực nóng, tựa như biết ai tới. Lão phu muốn người, cũng là người có thể nhúng chàm. Nhàn nhạt lời nói, không có tình cảm chút nào, từ cách xa chân trời truyền đến. Lời nói chưa dứt, thì thấy người nói chuyện buông xuống phiến thiên địa này, chính là một cái ngân bào lão nhân. Tiên vương uy áp, hoành phô thiên mà, đạo hư hàm ý, thì diễn hết dị tượng, hắn con mắt giống như bao quát càn khôn, có mênh mông chi lực ngang dọc. Hắn, chính là thiên minh lão đạo, thiên minh dạy đại lão, cùng hắn sư huynh thiên minh lão tổ một dạng, cũng là hàng thật giá thật tiên vương. Hắn mà nói, là đối với đêm tối chuẩn tiên vương nói. Mà hắn mong muốn người, tất nhiên là vĩnh hằng tiên thể. Cái này, cũng là thiên minh dạy cùng thiên vương tông kết minh điều kiện một trong. Đáng chết. Trong bóng tối, đêm tối chuẩn tiên vương một bước lảo đảo. Tối nay hắn sợ là nhìn không được tràng diện, đối phương có tiên vương buông xuống, cho hắn gia chủ người đích thân đến mới được, cùng cấp bậc tiên vương, mới có đối thoại tư bản, về phần hắn, xa không có cái kia nội tình. Bọn ta có phải hay không lành lạnh, khò khè oa khuôn mặt nhỏ trắng bệch một mảnh. Không ai dám lời nói, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn tối nay sẽ lạnh thấu thấu. Cơ trí như Triệu công tử, cũng tìm không ra phương pháp phá cuộc, đây chính là một tôn tiên vương. Mà người ở chỗ này, cũng liền thuộc hắn tối kiềm chế, bởi vì cái kia thiên minh lão đạo, không nhìn tất cả mọi người, liền nhìn hắn chằm chằm, bị một tôn tiên vương như vậy nhìn chằm chằm, áp lực vô hình đánh thẳng linh hồn. Tiền bối tự mình giá lâm, chúng ta vô cùng vinh hạnh. Áo mãng bào chuẩn tiên vương cười nói. Những thứ này, lão phu đều muốn, thiên minh lão đạo nhìn cũng không nhìn. Cũng không phải là thương lượng, trong câu chữ ngữ khí, là ra lệnh ý vị, hàng thật giá thật tiên vương, có cái này cường hãn tư bản, đám này bé con đều không tầm thường, cầm lấy đi luyện đan hoặc đoạt xá, luôn có bọn hắn công dụng. Hảo, dễ nói. Tuy là khó chịu, nhưng áo mãng bào chuẩn tiên vương vẫn là cười ha ha. Địa thế còn mạnh hơn người, hắn thiên vương tông đã không tiên vương, không phải liền phải ngoan ngoãn sao. Nhìn Triệu công tử bọn người, đã là không thể động đậy. Đều đã bị tiên vương uy áp kinh khủng bao phủ, xương cốt tiếng vỡ vụn liên tiếp không dứt, Triệu Bân cùng Cuồng Anh Kiệt còn tốt, những người khác nhục thân đã gần như sụp đổ. Giết, Triệu Bân trong lòng một quát. Hắn thoại phương rơi, thì thấy Hạo Thiên Hạo Vũ công phạt. Thiên minh lão đạo đầy mắt khinh miệt, một trường vung mạnh lật ra hai khôi lỗi, suýt nữa đem Hạo Thiên Hạo Vũ đánh bể, đây cũng là khôi lỗi cùng tiên vương chênh lệch, cho dù là tiên vương cấp cũng gánh không được tiên vương một trường. Ngươi thiếu hù dọa bọn ta, sư phụ ta cũng là tiên vương. Quỷ tinh nghịch trốn ở Triệu Bân sau lưng, mắng trách trách hô hô. Có ý tứ vật nhỏ, thiên minh lão đạo khóe miệng hơi vểnh. Người khác dù chưa động, có thể tiên vương uy áp, lại thành một loại đáng sợ gông cùng xiềng xích, chèn ép đám người, chính muốn tại chỗ quỷ sát, liền trong bóng tối đêm tối chuẩn tiên vương, đều từng đợt kêu rên không ngừng. Thiên minh, sao như vậy lấy lớn hát yêu ta nhỏ? Đột nhiên. Một đạo ung dung lời nói vang vọng cửu tiêu. Lời này đột ngột, lại làm cho quỷ tinh nghịch tặc tới tinh thần. Oanh! Cùng với ung dung lời nói, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Là một cái tóc trắng lão giả, rơi xuống đất vang một tiếng bang, vô hình khí uẩn, chấn thiên vương tông chúng mạnh một hồi lảo đảo, kèm thêm thiên minh lão đạo uy áp, cũng cùng nhau bị hắn tháo bỏ xuống. Hắn, chính là trắng huyền chân người. Ân, hàng thật giá thật tiên vương. Sư tôn, thấy người tới, quỷ tinh nghịch hoa một tiếng khóc. Hắn cái này vừa khóc không quan trọng, Triệu Bân đám người lông mày tập thể trao lên. Quỷ tinh nghịch thường xuyên nói, hắn có cái tiên vương sư phó, bọn hắn đều không thể nào tin, cho là khoác lác, bây giờ nhìn lên, thật đúng là mẹ hắn có a. Nhìn cái này hàm ý,
không chút nào tại Thiên Minh lão đạo phía dưới. Đám người thật bất ngờ. Thiên Vương Tông chúng mạnh càng bất ngờ. Cao cao tại Thượng Thiên Vương, thế nào sẽ có một huyền tiên tiểu đồ? Chuyện này, Triệu Công Tử rất có quyền nói chuyện, hắn cũng là huyền tiên, nhưng hắn có một cái thần minh sư tôn, mặc dù thường xuyên bị người truy, nhưng nàng truyền thuyết, lại là cửu thế thần thoại, là tối cường kinh diễm nhất. Khục! So với đám người, tự mình ẩn núp đêm tối chuẩn thiên vương, lại là khô khốc một hồi khục. Hắn cũng nhận ra trắng huyền chân người, hoặc có lẽ là, hắn đã từng ám sát qua trắng huyền chân người, chưa từng ngờ tới, không ngờ ở đây nhìn thấy tôn này tiên vương, cũng như hắn trong trí nhớ như vậy, đáng sợ dị thường. Người lại vẫn sống sót, Thiên Minh lão đạo lông mi hơi nhíu, tựa như nhận ra trắng huyền chân người. Như thế nào, lão phu hẳn là chết sao? Trắng huyền chân người cười nói, trong mắt diễn hết hàm ý. Hắn là đồ nhi ngươi, Thiên Minh lão đạo liếc qua quỷ tinh nghịch, nói thực ra, hắn cũng ngoài ý muốn. Đồng dạng là một tôn tiên vương, hắn hai cái đồ nhi đều thái hư cảnh. Vị này ngược lại tốt, cứ vậy mà làm cái huyền tiên tiểu đồ, mà lại còn là cái vừa dứt sữa bé con. Vật nhỏ này, ta rất là yêu thích. Trắng huyền chân người gỡ sợi dâu, trong câu chữ, khó che giấu lại yêu chiều. Còn có, người cũng không thể tướng mạo, hắn đầu nhi này, cũng không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Như thế, người có thể dẫn hắn đi, Thiên Minh lão đạo nhạt đạo, tiên vương đồ nhi, nhưng là không thể nắm, bắt loạn, đến nỗi những người khác đi. Không có cường đại hậu trường, cũng đừng nghĩ lấy rời đi. Sư phó, bọn ta cũng đã có mệnh giao tình, quỷ tinh nghịch kéo sư tôn góc áo, ngụ ý cũng rõ ràng, người phải đem hảo hữu của ta một khối mang đi. Bằng không thì, chờ ngươi ngủ đảo ngươi chứng chứng. Thiên Minh huynh ý tứ đâu? Trắng huyền chân người cười nhìn Thiên Minh lão đạo. Đừng được thốn tiến thước, Thiên Minh lão đạo lạnh lùng một tiếng, những người này lão phu chắc chắn phải có được. Đồ nhi của ta, người muốn liền muốn. Không đợi trắng huyền chân nhân ngôn ngữ, liền nghe thiên ngoại giọng nữ, mỹ diệu như tiên khúc, nhìn chân nhân, vậy càng là mỹ tựa như ảo mộng, không nhiễm phàm thế trần thế. Gặp chi? Triệu công tử ánh mắt không khỏi sáng lên một cái. Không tệ, người tới là hồng tước bản tôn, đêm tối chủ nhân. Đồ nhi, đêm tối chuẩn tiên vương nghe xong nhíu mày, mẹ nó không phải biểu đệ sao? Ân, những thứ này không trọng yếu là hắn đêm tối chống đỡ chàng tử tới. Nếu nói một cái trắng huyền chân người không dùng được, cái kia tăng thêm hắn gia chủ người, chính là một cái khác chuyện xưa. Đang khi nói chuyện, đêm tối chi chủ đã vọt xuống. Nàng đến, để Thiên Vương Tông chúng mạnh sắc mặt, tái nhợt tới cực điểm. Lại tới một tôn tiên vương, tăng thêm trắng huyền chân người, tiên vương cấp chính là hai chọi một. Sắc mặt đồng dạng khó coi, còn có Thiên Minh lão đạo. Tối nay là thế nào, cho nên ngay cả đụng hai tôn tiên vương. Còn có, này nương môn nhi ở đâu ra, hắn không nghe qua cũng chưa từng gặp. Như hắn, trắng huyền chân người cũng tại trên dưới quét lược, bởi vì hắn cũng không biết. Không biết là được rồi, đêm tối tổ chức sát thủ chủ nhân, không chỉ sinh mỹ, còn xuất quỷ nhập thần, biết thân phận nàng người cũng không nhiều, bởi vì biết thân phận nàng, phần lớn đều đã vào quỷ môn quan. Đạo hữu, thật là lạ mặt a, Thiên Minh lão đạo hai mắt híp lại. Khách qua đường mà thôi, đêm tối chi chủ thản nhiên nói, không có gì tình cảm biến hóa. Thiên Minh lão đạo cười lạnh một tiếng, càng là tại chỗ ra tay, cũng không biết lai lịch, thử một lần thì biết. Oanh! Hắn một trưởng này rộng rãi bàng bạc, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Đêm tối chi chủ thì thần sắc lạnh lùng, đưa tay một đạo ma quang chém nát đại thủ. Ma tu! Trắng huyền chân người hơi nhíu mày, tại chỗ nhận ra lai lịch. Hắn có thể nhận ra, Thiên Minh lão đạo nào có không nhận ra đạo lý. Ma tu cũng không phổ biến, nhưng một mạch truyền thừa lại là dị thường cổ lão. Người cùng Thiên Minh lão tổ, kém xa. Đêm tối chi chủ nhẹ môi hé mở. Một lời băng lãnh cô quạnh. Khẩu khí thật lớn, Thiên Minh lão đạo ngừng lại khí uẩn cuồn cuộn. Tới, đêm tối chi chủ một bước lên trời, như tiên quang thẳng vào cửu tiêu. Thiên Minh lão đạo mang theo cuốn tinh hà, đuổi theo, từ hắn làm tiên vương, vẫn là lần đầu bị khinh thị, hơn nữa, đối phương còn là một cái cô nàng, luôn luôn cao cao tại thượng hắn, tất nhiên là nhịn không được. Oanh, phanh, tiên vương cấp đại chiến, tức thì mở màn. Ngửa mặt lên trời đi xem, đó là hai bức dị tượng đối kháng, một phương ma sát ngập trời, một phương tiên khí mãnh liệt, mỗi có một lần va chạm, tất thấy hủy diệt vầng sáng mặt tràn đầy,
toàn bộ thiên tiêu đều một mảnh sấm sét vang dội. Không khó nhìn thấy, thiên minh lão đạo rơi xuống hạ phong. Mà đêm tối đứng đầu, cũng chính xác không giả. Thiên minh dạy hai cái lão tổ cấp, vị này cùng vị kia đích xác kém xa. Nàng, là ai sư tôn? Khò khè oa nhỏ giọng nói, tính thăm dò vòng nhìn đám người một vòng. Mỹ nữ kia tiền bối chỉ nói đồ nhi hai chữ, cũng không có nói ai là đồ nhi hắn. Không có người trả lời, mọi người thấy cũng là Triệu công tử. Bây giờ lại nhìn người nào đó hông bản, có phải hay không so với trước kia kiên cường một phần. Triệu Bân cũng không ngôn ngữ, đó cũng không phải là nàng sư tôn, có phải hay không đều không trọng yếu. Trọng yếu là, đêm tối chi chủ tối nay nộ khí, bề ngoài như có chút nhi lớn, phải thật tốt dạy thiên minh làm người. Phốc, đang nói ở giữa, chợt thấy hư vô huyết quang chợt hiện. Là thiên minh lão đạo đẫm máu, hiểm bị đêm tối chi chủ một trường sinh bổ. Từ cái này một cái chớp mắt, thiên minh lão đạo liền không có đứng vững qua. Mặc hắn khí huyết ngập trời, cũng khó cản đối thủ công phạt. Lão đầu nhi, người đánh thắng được nàng không? Quỷ tinh nghịch ngửa đầu, giật giật sư tôn góc áo. Trắng huyền chân người lắc đầu nở nụ cười, hắn cùng với thiên minh lão đạo chiến lực tương đương, thiên minh lão đạo chiến không được vị kia, hắn rõ ràng cũng không phải đối thủ. Mảnh tinh vực này, ngọa hổ tàng long hạng người quả là nhiều không kể xiết. Cái nào chạy? Triệu Bân một tiếng gào to, triệu hoán hạo thiên hạo vũ. Trên trời chiến hừng hực khí thế, thiên vương tông chúng mạnh lại là tại phân tán bốn phía bỏ chạy. Trốn là đúng. Đồ đần đều nhìn ra được, thiên minh lão đạo nhìn không được tràng diện. Cái kia thần bí nữ tiên vương, so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, thiên minh lão đạo rõ ràng không phải là đối thủ. Càng không nói đến phía dưới còn có một tôn tiên vương đặt cái kia chống lên, cục diện như vậy, không trốn trở lấy bị diệt. Chanh! Đêm tối chuẩn tiên vương tự hắc âm thầm xuất kiếm, vẫn là một kiếm tuyệt diệt. Vừa mới thoát ra không xa áo mãng bào chuẩn tiên vương, bị hắn nhất kích xuyên thủng khí lực. Thế nhưng, tên kia nội tình hùng hậu, còn có bản mệnh khí hộ thể, không có thể đem hắn tuyệt sát. Không có tuyệt sát dễ nói. Hạo thiên hạo vũ đã đuổi kịp. Đường đường chính chính thêm cho hắn một đao. Tùy theo táng diệt, chính là thiên vương tông một vị khác chuẩn tiên vương, là chết ở trắng huyền chân trong tay người, tôn này tiên vương rất bao che khuyết điểm, dám động đồ nhi hắn, khó khăn có thể làm tốt, đại khai sát giới là được rồi. Oanh, phanh, tiên vương cấp đại chiến, chấn thiên động địa. Bây giờ lại ngửa con mắt đi xem, đã mong không thấy đêm tối chi chủ cùng thiên minh lão đạo thân ảnh, đều bị tinh hải cùng ma quang che lấp, đại chiến dư ba. Thành từng đạo ô hắc vầng sáng, hoành phô cửu thiên. Phốc! A! À, thiên khung chiến hừng hực khí thế, phía dưới cũng là tiếng kêu rên liên hồi. Mở độn thiên vương tông chúng cường giả, một tôn tiếp một tôn bị diệt, không ít người chạy trốn, đầu người liền bị người tháo, chỉ vì trong bóng tối, có từng cái u linh nhẹ nhàng rời đi, tại thu hoạch sinh mệnh. Lại tàng nhiều người như vậy, trắng huyền chân người lẩm bẩm ngữ. Người khác thấy không rõ. Nhưng hắn tôn này tiên vương lại có thể một mắt thấy rõ. Nhìn trong bóng tối, không biết giấu giếm bao nhiêu người áo đen, động hư cảnh đến chuẩn tiên vương cấp đều có, chủ yếu số lượng khổng lồ, lại mỗi ra tay tàn nhẫn, chưa có người ra kiếm thứ hai, cơ bản một kiếm tuyệt sát. Nguyên là đêm tối. Trắng huyền chân người một lời do dự, cuối cùng là nhìn ra manh mối. Giấu tại chỗ tối những cái này người áo đen, là thanh nhất sắc thích khách. Có như thế tu vi. Đội hình lại như thế khổng lồ, hắn có thể nghĩ tới chỉ có đêm tối tổ chức, bọn hắn là ở khắp mọi nơi, cũng xuất quỷ nhập thần, chỉ cần tiền thuê cho đếm, tiên vương cũng dám đi ám sát. Hắn lại nhìn bầu trời khung, ánh mắt rơi vào hồng tước bản tôn trên thân. Như hắn đoán không sai mà nói, vị kia hẳn là đêm tối chi chủ. Thật sự rất mạnh, trắng huyền chân người hít sâu một hơi. Thân là sát thủ, muốn là nhất kích tất sát, chính diện đối chiến không phải bọn hắn cường hạng. Có thể đêm tối chi chủ, lại chính diện trùy thiên minh lão đạo không ngóc đầu lên được, nếu nàng làm ám sát, tiên vương cũng ngủ không được. Hắn đoán một chút cũng không kém, tự mình ẩn núp cũng là đêm tối sát thủ. Đêm tối chi chủ đều tự mình giá lâm, sao có thể không mang theo tiểu đệ náo nhiệt một chút. Đích xác, tối nay phiến thiên địa này rất náo nhiệt, không chỉ náo nhiệt, còn rất huyết tinh đâu. Phân tán bốn phía chạy trốn thiên vương tông cường giả, cả đám đều trở thành bia sống. Bị sát thủ chém ở hắc ám, liền hai tôn chuẩn tiên vương đều táng thân, càng không nói đến bọn hắn, đối phương có tiên vương chấn chẳng a. Cái nào chạy? Triệu Bân tốc như kinh hồng,
Hạo Thiên Hạo Vũ tại phía trước mở đường. Tiên Vương Khôi Lỗi đối với chuẩn Tiên Vương, có lẽ không thể nào đủ nhìn, nhưng đối đầu với Thái Hư cùng Động Hư cảnh mà nói, lại là hai thanh rất hung hãn lợi khí, chôn ở hai bọn họ trong tay cường giả, nhiều không kể xiết. Để mạng lại, Lâm Uyển Nhi lại phát điên truy sát. Cuồng Anh Kiệt không dám cách nàng quá xa, cũng là một đường đuổi sát không buông. Ổn, đừng nhìn Khò Khè Oa cùng Quỷ Tinh Nghịch kích thước thấp, chân lại tạc trơn tru. Đương nhiên, lấy hai người bọn họ tu vi và chiến lực, truy sát Thái Hư chỉ định không dùng được, nhưng càn quét đi. Hai người vẫn là rất chuyên nghiệp, có người ở phía trước sát lục, bọn hắn thì theo ở phía sau soi mói. Ngươi thật là có cái Tiên Vương sư tôn cái nào, Khò Khè Oa thổn thức không thôi. Ta đã sớm nói, là ngươi nha không tin cái nào. Quỷ Tinh Nghịch bĩu môi nói. Hai vật nhỏ nói nhỏ, thậm chí đi ngang qua Trắng Huyền chân người cũng không khỏi trách mắt. Hắn nhìn chính là Khò Khè Oa, tiểu gia hỏa này huyết mạch không đơn giản, càng là Bạch Hổ truyền thừa. Ân, cái vật nhỏ này, lão phu cũng rất mừng hoan. Trắng Huyền lão đạo vuốt râu một cái, muốn hay không đem vị này cũng thu làm đồ nhi. Hắn nhìn lên, U Lâm bên trong kêu giết cùng tiếng kêu thảm thiết yếu đi không thiếu, là Thiên Vương Tông cường giả, đã bị giết hết hầu như không còn. Còn có còn sót lại mấy vị, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại khó khăn cản chúng mạnh vây công. Tối cơ chí, vẫn là Thiên Vương Thánh Tử. Tên kia là cái đạo thân, sớm đã quay về bản tôn. Lại nói hắn bản tôn, bây giờ thần thái khó coi tới cực điểm, hắn cho là mọi loại chủ tính, nhưng vẫn là đánh giá thấp đối phương nội tình, lại một chút dẫn xuất hai tôn Tiên Vương, phái đi cường giả sợ là giữ nhiều lành ít. Phốc, phốc, u ám sơn lâm. Tinh hồng huyết quang liên tiếp. Thiên Vương Tông cường giả, lại là liên miên ngã trong vũng máu. Triệu Bân bọn người không thương hại, tối nay nếu không phải đêm tối chi chủ cùng Trắng Huyền chân người, bị giết lại là bọn hắn, không chết không thôi hoàn cảnh, muốn là thủ đoạn tàn khốc, tiết kiệm sau này cả ngày đại họa bưng. A, à, cùng với một tiếng hét thảm, cái cuối cùng Thiên Vương Tông cường giả táng thân. Đến nước này, chạy cái này ôm cây đợi thỏ người, đều không ngoại lệ đều bị diệt sát. Quét dọn chiến trường. Triệu Bân hóa ra một mảnh phân thân, tùy theo ngửa con mắt nhìn bầu trời. Phía dưới đại chiến kết thúc, có thể hư vô chiến hỏa còn chưa ngừng diệt. Đêm tối chi chủ đối với Thiên Minh lão đạo, chiến vẫn là trời long đất lở. Không khó nhìn thấy, rơi xuống hạ phong vẫn là Thiên Minh lão đạo, luận tu vi cảnh giới, hắn cùng với đối thủ kém chút ý tứ, luận đối đạo cảm ngộ, đồng dạng hơi kém ý tứ, luận huyết mạch truyền thừa, kia liền càng đừng nói nữa. Bị đêm tối chi chủ toàn phương vị áp chế, liên tiếp đẫm máu, bị chùy đứng cũng không vững. Lão đầu nhi, người không lên đi hỗ trợ, Quỷ Tinh Nghịch nhìn một chút sư tôn. Khi tất yếu, lão phu sẽ ra tay. Trắng Huyền chân người một lời lời nói ý vị sâu xa, kỳ thực với hắn cá nhân mà nói, đây là một câu nói nhảm, nhìn đêm tối chi chủ như vậy hung hãn, còn cần hắn hỗ trợ. Không cần. Cái này lại là đêm tối chi chủ trả lời. Như tới là Thiên Minh lão tổ. Nàng còn có mấy phần kiêng kỵ, nhưng đối thủ nếu là Thiên Minh lão đạo, vậy thì nói khác, cùng là Tiên Vương cấp, vị này cùng hắn sư huynh, kém cũng không phải cực nhỏ. Diệt! Thiên Minh lão đạo kêu gào, từ ngoài cửu thiên triệu hoán một đạo ngân sắc cực quang. Ngân sắc cực quang tặc đáng sợ, không gian đều bởi đó vặn vẹo, liền Trắng Huyền chân người thấy, cũng không khỏi tâm thần run lên, tựa như biết đó là gì cái thần thông, tuyệt đối là Thiên Minh lão đạo một lá bài tẩy. Chính xác sức mạnh hủy diệt. Bá khí như điên anh kiệt, đều thổn thức không thôi. Tiên Vương cấp chiến trường cách này mặc dù vô cùng xa xôi, thế nhưng đạo cực quang chi uy, lại là lồng mộ càn khôn, không nhìn nhục thân phòng ngự, sát ý đánh thẳng linh hồn, vẻn vẹn nhìn xem, đều cảm giác nguyên thần nhói nhói. Đạo tướng ngưng luyện công phạt sao? Triệu Bân thì lẩm bẩm ngữ. Thiên Minh lão đạo phương pháp này, để hắn được gợi ý lớn, quay đầu hắn cũng luyện một chút. Bằng nó muốn diệt ta. Đêm tối chi chủ thản nhiên nói, óng ánh tay ngọc lướt qua hư vô. Ngân sắc cực quang tại chỗ bị đả diệt, kèm thêm Thiên Minh lão đạo đều kêu rên lui lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh, đây chính là hắn một lá bài tẩy, là hắn tối cường công phạt, lại bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải. Đích xác rất mạnh. Thiên Minh lão đạo nghiến răng nghiến lợi, mặc dù cực không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Hắn chiến không được cái này quỷ dị ma tu, một bấm này. Hắn cũng phải thừa nhận. Nơi đây không nên ở lâu. Thiên Minh lão đạo lúc này ngưng chiến, quay người liền muốn đi.
đêm tối chi chủ từng bước đi qua hư vô, óng ánh tay ngọc lăng thiên phủ xuống. Coi là thật, nếu không thì không chết thôi. Thiên minh lão đạo tức giận. Giữ lại ngươi ăn Tết. Đêm tối chi chủ một lời băng lãnh cô quạnh. Lời này, nghe phía dưới trắng huyền chân người một hồi nhíu mày. Hắn tưởng rằng luận bàn, bây giờ đến xem, đây là muốn giết người cái nào. Suy nghĩ một chút cũng đối, đều đến cục diện này, nào có làm tốt đạo lý, lấy đêm tối chi chủ chiến lực, đủ có thể giết hết thiên minh lão đạo, có cái này nội tình, đương nhiên sẽ không lưu làm sau này mầm tai vạ. Cái này cần vỗ xuống tới. Khò khè oa cầm ký ức tinh thạch, cho người ta ghi chép cái toàn bộ. Tiên vương cùng tiên vương đại chiến, có thể ngộ nhưng không thể cầu, càng không nói đến tiên vương bị truy. Phốc, mọi người thấy lúc, hư vô vừa sợ hiện huyết quang. Xong, thì thấy một đầu đẫm máu cánh tay rớt xuống cao thiên. Đó là thiên minh lão đạo tay, bị đêm tối chi chủ một kiếm chém rụng. Ngày khác, nhất định diệt ngươi. Thiên minh lão đạo gào thét, một tay bóp ấn quyết. Cùng với vù vù một thanh âm vang lên, phía sau hắn có một tòa cửa lớn kiên quyết ngoi lên mà ra, không gian lực lượng rong chơi, môn nội tối như mực một mảnh, vô luận từ chỗ nào mong nhìn, đều rất giống một tòa Phật Pháp Tu La Môn. Siêu! Thiên minh lão đạo một bước lui vào môn bên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng không phải là Phật Pháp Tu La Môn, là một loại mở độn không gian bí pháp. Ngươi, đi! Đêm tối chi chủ một bước vượt ngang hư vô, cũng đi theo đuổi vào môn bên trong. Cũng là một cái chớp mắt này, cửa lớn oanh khép kín, lại biến mất không thấy. Đi đâu rồi, quỷ tinh nghịch nhìn hai mắt tròn trịa. Tại một mảnh không gian kỳ dị, Triệu Bân mặc dù cũng không nhìn thấy, lại có cảm thấy. Duy nhất tại chỗ có thể thấy rõ, cũng chỉ đạo hư cảnh trắng huyền chân người, có thể mơ hồ bắt giữ hai người thân ảnh. Phanh! Đột nhiên, phương đông trời xanh oanh minh vang dội. Đám người nghe ngóng. Nhao nhao chiều phương kia chạy tới, còn chưa đi đến, thì thấy vùng trời kia sấm sét vang dội, có từng đạo vết nứt không gian nổ tung, có huyết khí từ bên trong trôi tuôn ra mà ra, nhuộm đỏ càn khôn. Rất rõ ràng, là đêm tối chi chủ cùng thiên minh lão đạo ở trong không gian khai chiến. Hơn nữa, bị truy vẫn là thiên minh lão đạo, bởi vì trôi tràn cũng là máu của hắn. Coi là thật nếu không thì không chết thôi. Vẫn là câu này kêu gào, từ trong không gian truyền ra. Thiên minh lão đạo bị đánh kinh, cũng bị đối thủ giết sợ. Diệt! Đáp lại thiên minh lão đạo, nhưng là đêm tối chi chủ một đạo kiếm quang. Nàng như ma đầu, ma chi một kiếm bẻ gãy nghiền nát, mang theo cuốn hủy diệt chi ý. Cũng chính là một kiếm này, bổ ra quỷ quyệt không gian, kèm thêm thiên minh lão đạo cũng cùng nhau bị mệnh chung, nhuốm máu thân thể tại chỗ phá diệt, chỉ còn dư một đạo hư ảo nguyên thần, từ trong cái khe thoát ra tới. Chủ nhân bá khí! Đêm tối chúng bọn sát thủ gặp chi, đều có phần tới tinh thần. Luận giữ mã bề ngoài, còn phải là bọn hắn đêm tối nữ vương. Trắng huyền chân người thì hít sâu một hơi, từ lúc thiên minh lão đạo quen biết, hắn vẫn là đầu hẹn gặp lại cái kia hàng, bị truy thảm như vậy, nhục thân bị diệt căn cơ bị hủy, giết chỉ còn dư một đạo tàn phá nguyên thần. Ngươi làm sao đem nàng mời tới, cuồng anh kiệt chọc chọc Triệu Bân. Mỹ Nam kế, Triệu Bân cũng là có ý tứ. Há miệng tới một câu như vậy. Cuồng anh kiệt ánh mắt, liền không là bình thường nghiêng qua, chỉ biết nào đó hàng là lừa gạt người người trong nghề, không nghĩ, tự luyến cũng là một tay hảo thủ, còn Mỹ Nam kế, người nhà dáng dấp còn không có ta soái đâu. Kết thúc, Lăng Tuyệt ung dung một lời. Dứt lời, thì thấy thiên minh lão đạo từ hư vô rớt xuống. Hắn tàn phá nguyên thần, đến nước này cũng không có hình người, mỏng manh vô cùng, cũng là cực điểm trong suốt, bị bại nguyên thần chi lực. Chỉ đều ngăn không được, lại nguyên thần thể bên trên tràn đầy loang lổ sát ý. Sư huynh, cứu ta! Thiên minh lão đạo kêu rên, giấu đầy sợ hãi. Hắn không gọi tới sư huynh, lại rước lấy đêm tối chi chủ kinh tuyệt một kiếm. Phốc! Thiên minh lão đạo chi nguyên thần, bị nàng một kiếm xuyên thủng. Đây chính là thỏa đáng tuyệt sát nhất kích, đoạn mất tiên vương mệnh mạch, kèm thêm hắn nguyên thần cũng cùng nhau quấy diệt, băng tán nguyên thần chi lực. Hóa thành đầy trời quang vũ, tung tóe mảnh này mở tối thế giới. Vẫn là đầu hẹn gặp lại tiên vương bị giết. Khò khè oa nhếch miệng chặt lưỡi, tối nay quả thực mở rộng tầm mắt. Triệu Bân ngược lại là gặp qua không lo tiên tử diệt thiên vương lão tổ. Tóm lại, tiên giới của em xinh đẹp, là hiếm thấy hung hãn cái nào. Mở tối thiên địa, cuối cùng là rơi vào bình tĩnh. Sơn lâm nhuốm máu,
hư vô mờ mịt thì huyết khí tung bay. Tĩnh tâm đi lắng nghe, còn có thể nghe tiên vương kêu rên. Đêm tối chi chủ từ thiên xuống, một giây trước như nữ ma đầu, một cái chớp mắt này, liền tựa như cửu thiên huyền nữ, cho dù ai nhìn đều cùng ma tu không dính dáng, tung đổ một tôn tiên vương, nàng một dạng áo không dính bụi. Bất quá, nàng sát khí lại không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Đêm tối nữ vương đi, chôn ở trong tay hắn tuyệt đại cường giả, nên nhiều vô số kể. Tựa như tối nay thiên minh lão đạo, hàng thật giá thật tiên vương cấp, vẫn là bị nàng diệt. Đêm tối chi chủ, quả là phong hoa tuyệt đại. Trắng huyền chân người ung dung nở nụ cười, ngữ khí coi như khiêm tốn, liền sợ này nương môn nhi không có đánh thống khoái, đem hắn cũng một khối thu thập, đối phương có thể diệt thiên minh lão đạo, tự nhiên cũng có giết hắn nội tình. Trên thực tế, đêm tối chi chủ cũng không có tâm tư này. Nàng diệt thiên minh lão đạo, không chỉ bởi vì Triệu Bân, còn có một số tự oán, chỉ có điều, tối nay vừa vặn, thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán, đến nỗi trắng huyền chân người đi. Nếu là kết giao cũng không tệ. Đạo hữu có thể đi thiên vương tông đi một lần, đêm tối chi chủ thản nhiên nói. Đó là tự nhiên, trắng huyền lão đạo nở nụ cười, hắn là cái bao che cho con người, đồ nhi bị ức hát yêu ta, nào có không tính sổ đạo lý, bằng không thì truyền đi, hắn cái này thiên vương mặt mo còn cần hay không. Hai tiên vương ăn nhịp với nhau, một trước một sau đăng thiên mà đi. Đêm tối sát thủ tùy theo đuổi kịp, chưa có người có thể trông thấy bọn hắn chân hình. Lớn như thế chẳng diện, sao có thể thiếu Triệu Bân bọn hắn, đặc biệt là Lâm Uyển Nhi, đôi mắt đẹp đã là huyết hồng, thân thể mềm mại cũng không cầm được rung động, nàng sẽ xách theo thiên vương thánh tử đầu người tế điện Lâm gia vong linh. Dưới ánh trăng, có một khỏa minh châu khảm nạm ở trên mặt đất, quang huy chiếu rọi tứ phương. Chờ cẩn thận một nhìn, mới biết là một mảnh linh sơn, thấp thoáng tại mông lung trong mây mù. Cái kia, chính là Thiên Vương Tông, một mạch dị thường cổ xưa truyền thừa, từ tông môn khai sáng tạo đã có 3 vạn năm, nội tình không phải bình thường hùng hậu, chính là Thiên Vương Tinh một đại cự bá, ít có người dám chọc bọn hắn. Nhiên, chính là như thế một tôn quái vật khổng lồ, gần đây lại biến cố tần suất. Thật tốt một mạch lão tổ, cư nhiên bị người diệt, có thể nói cả thế gian chấn kinh. Không còn lão tổ tỏa chấn, Thiên Vương Tông cửu gia từ không an phận. Không biết có bao nhiêu người vào Thiên Vương Tinh, lén lén lút lút đi vào, cũng là lén lén lút lút kiếm chuyện, cùng thanh toán ân oán. Tối nay, cũng không ngoại lệ. Nhìn Thiên Vương Tông bên ngoài, vượt quá giới hạn dán bóng người tản bộ. Nhìn Thiên Vương Tông tứ phương, cũng nhiều mịt mờ chi khí bộc lộ. Những cái kia, cũng là Thiên Vương Tông cửu gia, tìm hiểu tin tức cũng tốt, chắn sơn môn cũng được, chính là không đi. Đáng tiếc, Thiên Vương Tông có một đạo khổng lồ bảo hộ thiên kết giới bao phủ. Không có người tiến vào được. Khá lắm Thiên Vương Tông, thật sự không hổ truyền thừa cổ xưa. Vẻn vẹn cái này bảo hộ thiên kết giới, tiên vương cũng chưa chắc oanh mở. Không tin bọn hắn không xuống núi môn, lão phu cùng hắn chống đối. Trong bóng tối rất nhiều xì xào bàn tán, kính nghiệp người vừa nắm một bó to. Nguyên nhân chính là bọn hắn kính nghiệp, mới khiến cho Thiên Vương Tông người, sắc mặt vô cùng khó coi, tưởng tượng lão tổ tại lúc, ai dám gan to như vậy. Bây giờ không còn giữ mã bề ngoài, lại bị một đám con tôm nhỏ chắn tới. Vạn sự đều có nhân quả. Trung lập người nhìn rõ ràng nhất. Như Thiên Vương Tông ngày thường làm việc khiêm tốn một chút, cùng tứ phương giữ gìn mối quan hệ, cũng không đến nỗi bị chặn lấy, gây nhiều như vậy cửu gia, không thu thập ngươi thu thập ai, đây cũng là đường đường chính chính hiện thế báo. Oanh! Trong tiếng nghị luận, có một đạo bóng hình xinh đẹp hiển hóa hư không? Chính là đêm tối chi chủ. Chỉ có điều đeo một khối bạch ngọc mặt nạ, nàng tiên vương cấp uy áp trầm trọng, nghiền hư không một hồi động rung động, nhìn thế nhân đều một hồi nhíu mày, cái này chạy tới tiên vương. Oanh! Không chờ bọn họ phản ứng, lại là một tiếng chấn thiên oanh minh. Chính là tốc độ hơi chậm trắng huyền chân người, cũng hàng ở mảnh này hư thiên lại một tôn tiên vương. Cái này lão phu nhận ra, chính là trắng huyền chân người. Nghe nói hắn đã mai danh ẩn tích rất lâu, lại vẫn sống sót. Phía dưới tiếng nghị luận ồn ào, liền giấu tại chỗ tối người đều chạy ra, còn có phụ cận cổ thành, cũng có tiền lớn người ra khỏi thành, tiên vương không phổ biến, càng không nói đến hai tôn đều tới, chiến trận hùng vĩ. Muốn làm Thiên Vương Tông, không ít người trong lòng như vậy vấn đạo. Không có người cho đáp án, hai tôn tiên vương sát khí chính là câu trả lời tốt nhất. Này liền có ý tứ, gần đây cùng Thiên Vương Tông kiếm chuyện người có không ít, nhưng đều tiểu đà tiểu nháo. Tối nay là một cảnh tượng hoành tráng,
càng là hai tôn tiên vương đều tới, hiển nhiên là muốn hủy diệt Thiên Vương Tông. Tranh! Vạn chúng chú mục phía dưới, đêm tối chi chủ tế bản mệnh Tiên Vương Kiếm. Tiên Vương Kiếm vọt lên tận trời, hồi phục hủy diệt chi uy, lăng không chém một đạo sáng chói tinh hà, rắn rắn chắc chắc bổ vào Thiên Vương Tông kết giới bên trên, đánh cho bảo hộ thiên kết giới một hồi lắc lư. Tiếc nuối là, kết giới cũng chỉ là lắc lư, cũng không vỡ tan hiện ra. Phía sau trắng huyền chân người, công phạt mặc dù cường hoành, nhưng cũng không phá nổi. Không sứt mẻ Tiên Vương cấp pháp trận. Trắng huyền chân người do dự, hai mắt cực điểm híp lại. Hắn có thể nhìn ra, đêm tối chi chủ tử cũng có thể nhìn ra, cái kia âm thầm trận văn, là bí mật tê dại một mảnh, nhìn trận pháp chi huyền ảo, liền biết tạo trận người rất bất phàm, lấy nàng nội tình lại đều không lay động được. Đương nhiên, không lay động được không có nghĩa là không phá được. Đơn giản vấn đề thời gian, chơi bạc mạng cùng chết thôi. Ta tới. Hai tiên vương lúng túng lúc, quát to một tiếng vang dội đầy trời khung. Chính là cuồng anh kiệt tên kia, mang theo cuốn bá liệt chi khí, vọt lên tận trời, tiên vương cấp không phá nổi kết giới, hắn có biện pháp phá vỡ, cũng chính là động hư cảnh thiên kiếp, lấy hủy diệt thiên uy xé mở hắn trận cước. Dị tượng kia, bá thiên thần thể. Hắn không phải đã chết rồi sao? Sao chả sống sót? Gặp cuồng anh kiệt, tại chỗ đa số người cũng vì đó sững sờ. Tưởng tượng thiên chỉ thịnh hội phía trước, Tu La Thiên Tôn cùng Thiên Vương Thánh Tử từng hẹn qua một trận, Thiên Vương Thánh Tử bại, Thiên Vương Tông chuẩn Tiên Vương lấy lớn hát yêu ta nhỏ, diệt cuồng anh kiệt, chưa từng nghĩ, cái kia hàng còn tại thế. Oanh! Thế nhân kinh ngạc lúc, họ cuồng giải thiên kiếp phong ấn. Ngừng lại, cửu thiên mây đen quay cuồng. Sấm chớp xé rách trong đó, thượng thương ý chí lồng mộ thiên địa, chớ nói đám khán giả, liền đêm tối chi chủ cùng trắng huyền lão đạo bọn hắn, đều một hồi run sợ. Bá thiên thần thể. Cũng như thế nhân, hai người thần sắc cũng kinh ngạc. Lúc trước nhìn lầm, lại không nhìn ra người này huyết mạch. Nhưng đã bá thiên một mạch truyền thừa, vậy thì tuyệt không phải tầm thường thiên kiếp, lấy cuồng anh kiệt thiên phú, hơn phân nửa còn có thể dẫn xuất thần minh pháp tắc kiếp. Cho dù không có, cũng hoàn toàn có thể phá tiên vương pháp trận. Điều kiện tiên quyết là, trận phá đi phía trước độ kiếp giả còn có mệnh tại. Chuyện này cũng không sao, hai bọn họ sẽ bảo hộ tiểu bối này độ kiếp. Thật là bá đạo thiên kiếp. Triệu Bân cũng tại, ngửa đầu nhìn thổn thức không thôi. Hắn tiên lôi rất không an phận, cũng không là bình thường phấn khởi, không trải qua triệu hoán chính mình chạy ra ngoài, vòng quanh chủ nhân trên nhảy dưới tránh. Cuối cùng là nhìn thấy thiên kiếp, nó cuối cùng có thể ăn no cơm. Ta phải thử xem, Triệu Bân trong lòng một lời. Hắn cũng là chơi lôi cao thủ, cũng là bị một đường đập tới tới. Hiếm thấy mỗi ngày kiếp, mà lại còn là bá đạo như vậy kiếp, cũng không thể lãng phí, dùng nó rèn luyện khí lực, so gì bí pháp đều dễ dùng, khó tránh khỏi, còn có thể trợ hắn huyết mạch bản nguyên cùng khí lực thành thuế biến. Oanh! Ầm ầm! Mờ tối thiên địa, tiếng sấm vang vọng cửu tiêu. Bá thiên thần thể thiên kiếp, khai mạc chính là cái cảnh tượng hoành tráng, ngửa đầu đi xem, ước vạn sấm sét xé rách, cũng không hẳn là bình thường lôi, mỗi một đạo đều tiềm ẩn thiên uy, mỗi một đạo đều bao phủ hủy diệt. Hậu sinh khả úy, đêm tối chi chủ cùng trắng huyền chân người đều nói, đầy mắt vui mừng. Hai người nhao nhao lui lại mấy bước, liền sợ không để ý nhi bị động ứng kiếp. Như bá thiên thần thể kiếp, nếu không phải cùng cấp bậc yêu nghiệt, ai dám lên đi ngạnh kháng. Liền hai tôn tiên vương đều lui, càng chớ nói thế nhân, bốn phương tám hướng tất cả như thủy triều xuống đồng dạng, lão bối nhóm sợ hãi thán phục, bọn tiểu bối kiêng kỵ, trong truyền thuyết bá thiên thần thể huyết mạch, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Có này thiên kiếp, phá tiên vương pháp trận nên không khó. Đâu chỉ có thể phá trận, còn có thể đem thiên vương tông giết cái thương vong thảm trọng. Chớ xem thường thiên vương tông, có thể ngạnh kháng xét đánh tuyệt sát độ kiếp giả có khối người. Phía dưới tiếng nghị luận ồn ào một mảnh, nhìn bầu trời kiếp lúc vẫn không quên nhìn Thiên Vương Tông. Có như thế bá đạo thiên kiếp, tiên vương cấp bảo hộ thiên kết giới cũng không ra thế nào đủ nhìn. Bảo hộ thiên một khi kết giới phá, vậy coi như là cả Thiên Vương Tông một khối vui vẻ. Đương nhiên, không bài trừ độ kiếp giả bị tuyệt sát, nhưng khả năng này rất nhỏ. Nhìn cái kia hai tôn tiên vương, một đông một tây sự bản bản chính chính, hiển nhiên là đang vì độ kiếp giả hộ đạo. Nghĩ tại hai tôn tiên vương ngay dưới mắt chu diệt người độ kiếp, sợ là hơi có chút mệt khó khăn. Cho nên nói, Thiên Vương Tông hôm nay giữ nhiều lành ít. Nói đến Thiên Vương Tông, bây giờ toàn tông trên dưới, đã là khói mù lồng mộ,
bao quát chuẩn tiên vương cấp lão tổ, đều sắc mặt trắng bệch, đối phương chiến trận quá lớn, vẻn vẹn hai tôn tiên vương, bọn hắn liền chống đỡ không được. Cầu viện, Thiên Vương Tông đại trưởng lão quát lên. Cũng không cần hắn nói nhảm, tín hiệu cầu viện sớm đã phát ra. Thiên Vương Tông nội tình hùng hậu, minh hữu tử không thiếu, tối cường chớ quá thiên minh dậy. Nếu như, thiên minh lão tổ tự mình buông xuống, hôm nay chi cục liền có thể giải. Oanh! Vạn chúng chú mục phía dưới, thiên kiếp sấm sét từ trên trời giáng xuống. Cuồng anh kiệt sách đao liền bên trên, một đao chém nứt lôi điện. Hắn ngỗ nghịch, chọc giận tới sâu xa thăm thẳm ý chí, càng nhiều lôi điện rủ xuống, cùng lực lượng hủy diệt xen lẫn cùng múa, cứ thế tại hư vô, tụ ra một mảnh lôi hải, tàn phá bừa bãi sấm sét, đâm người đôi mắt. Đồng dạng bị sét đánh, còn có Thiên Vương Tông. Thiên kiếp phạm vi bên trong, vô luận là ai cũng bị động ứng kiếp. Chỉ có điều, Thiên Vương Tông có kết giới che chở, vốn nên bọn hắn tiếp nhận lôi, đều bị kết giới ngăn lại, tòa này kết giới đích xác đủ kiên cố, gặp đầy trời lôi đình phách trảm, vẫn là như vậy cứng chắc. Cũng không sao, lúc này mới cái nào đến cái nào. Thiên kiếp mới mở màn, kinh khủng hơn kiếp còn tại đằng sau. Chỉ cần thời gian đầy đủ, chỉ cần độ kiếp giả còn sống, liền có thể phá vỡ kết giới. Chết đi! Thiên Vương Tông cường giả nghiến răng nghiến lợi, hợp lực thúc giục một tôn pháp khí. Pháp khí ông rung động, quét ra một đạo ô mang, tỏa định chính là Cuồng Anh Kiệt. Diệt độ kiếp giả. Trận này thiên kiếp tự nhiên tiêu tan. Làm ta là bài trí. Đêm tối chi chủ nhặt một tia ma khí, chặt đứt ô mang. Đối diện trắng huyền chân người, thì sử dụng một đạo bạch sắc kiếm quang, thay Cuồng Anh Kiệt ngăn cản kích thứ hai. Lui. Cùng với lôi minh càng ngày càng cường hoành, thế nhân vừa lui lui nữa. Như thế hủy diệt kiếp, dám can đảm đi vào mù tản bộ, tung tiên vương cũng có thể chém thành cho. Cũng không phải là tất cả mọi người đều tại lui. Như Triệu Bân, thì tại từng bước một lên như diều gặp gió, chủ động vào thiên kiếp phạm vi. Hắn cái này đi vào không quan trọng, vùng thế giới kia cũng sấm sét vang dội, lôi hải tùy theo tụ tập. Thế nhân gặp chi, tập thể nhíu mày, người trốn còn không kịp đâu. Lại còn có đuổi tới bị sét đánh. Nhìn qua, thế nhân ánh mắt thâm thúy một phần. Đó là một cái yêu nghiệt, có thể ngạnh kháng thiên kiếp. Quá nhiều lão bối vô tận thị lực, lại không nhìn thấy được Triệu Bân chân tướng. Cũng hoặc, có thiên kiếp che lấp, nhìn lén chi pháp không ra thế nào dễ dùng. Bọn hắn không biết người nọ là ai, chỉ biết cái kia người cùng Cuồng Anh Kiệt ít nhất là cùng cấp bậc yêu nghiệt. Yêu nghiệt nhóm tu luyện, cũng là như vậy trời sinh tính sao. Quá nhiều lão bối thổn thức tắc lưỡi. Nhìn ra Triệu Bân tại dùng thiên kiếp rèn luyện khí lực. Thiên kiếp lôi không phải bình thường lôi điện, dùng nó tôi thân, thắng qua bất luận một loại nào luyện thể chi pháp, chỉ có điều, con đường này cũng không như thế nào dễ đi, nội tình không tốt giả, rất có thể sẽ táng thân thiên kiếp bên trong. Làm sao xử lý, ta cũng nghĩ đi lên. Quỷ tinh nghịch trà sát tay nhỏ, nhìn ánh mắt rạng rỡ. Còn có khò khè oa, cũng là trên nhảy dưới tránh kích động. Như hai người bọn họ ý tưởng như vậy, tại chỗ còn có không ít, phần lớn là trẻ tuổi tài tuấn, cũng nghĩ dùng thiên kiếp rèn luyện một phen, cho dù không có niết bàn, cũng sẽ có cái tiểu thuế biến, cơ duyên từ nhỏ không được. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Cùng với một tiếng âm vang hét lớn, một cái thanh niên áo trắng vào thiên kiếp phạm vi. Đó là một mạch thánh tử, là cái thiên tư yêu nghiệt chủ, cũng là rất có vài phần đạo hạnh. Nhiên, hắn cái này chân trước mới vừa đi vào. Chân sau liền bị đánh thành cho, thân thể cùng nguyên thần cùng nhau táng diệt, chỉ lưu một câu cầu phú quý trong nguy hiểm, đang vang rền biên giới quanh quẩn, cũng coi như cảnh cáo thế nhân. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đạo lý là không giả, nhưng phải làm theo khả năng. Muốn dùng thiên kiếp lôi rèn luyện khí lực, tiền đề phải có ngang hàng nội tình. Thế nào không có người tiến vào? Vẫn là bên ngoài hảo, bên ngoài an toàn. Thanh niên tài tuấn nhóm đều xùy tay, lúc trước còn nghĩ thử một phen. Thực sự không được lại chạy đi ra, nhưng cái đó thanh niên áo trắng thảm trạng, hình như là cái huyết xối ví dụ, cơ hội chạy trốn đều không. Sướng hay không? Cuồng Anh Kiệt một tiếng gào to, mang theo tiên đao đại khai đại hợp. Sảng khoái! Triệu công tử có đáp lại, xách theo Long Uyên cực điểm vũ động. Thế nhân nghe xong kéo khóe miệng, cái kia hai yêu nghiệt chính xác xúc sinh a. Gặp tựa là hủy diệt xét đánh, lại còn có tâm tình chọc cười, trong mắt bọn họ đáng sợ thiên kiếp. Tại cái kia hai trước mặt phảng phất là đang tắm. Đối với, chính là tắm rửa.
vô luận là Triệu Bân vẫn là Cuồng Anh Kiệt, cũng là mộc lấy lôi điện tôi thân, đem giấu tại thể chất ô trọc, một lần lại một lần tẩy luyện, bao quát huyết mạch bản nguyên, đồng dạng tại lôi bên trong lần lượt thuế biến. Ân, đêm tối chi chủ một cái chớp mắt trách mắt, nhìn phía xa xôi chân trời. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy tiên vương cấp hàm ý rong chơi, càng có cổ lão dị tượng diễn hóa. Đó là thiên minh lão tổ, thiên minh sư huynh của lão đạo. Hắn là vì thiên vương tông mà đến, dù sao hai nhà là minh hữu. Hắn cũng là vì thiên minh lão đạo mà đến, sư đệ của hắn lại bị người diệt. Tới một không dễ chọc. Trắng huyền chân người hít sâu một hơi, tựa như cũng biết là ai tới. Thiên minh lão tổ cũng không phải thiên minh lão đạo có thể so sánh, lão già kia rất khủng bố. Oa xoa, còn có tiên vương. Thế nhân kinh hô, cũng chiêu phương kia nhìn sang. Tầm mắt cay độc giả, còn có thể bằng dị tượng nhận ra là ai? Là thiên minh lão tổ. Thật đúng là tới cứu viện thiên vương tông. Kinh ngạc âm thanh rất nhiều, không nghĩ tới thiên minh lão tổ giá lâm. Nhìn thiên vương tông cường giả, ánh mắt thì cực nóng sáng chói không thiếu. Xem trọng hắn. Đêm tối chi chủ lưu lại một ngữ, chạy thẳng tới chân trời. Trắng huyền chân người thì thủ tại chỗ này, vì Cuồng Anh Kiệt hộ đạo. Oanh, phanh. Không lâu, liền nghe phương kiệu anh âm thanh đầy trời. Hai tiên vương khai chiến, chiến thiên băng địa liệt. Nhanh nhanh nhanh. So sánh Cuồng Anh Kiệt thiên kiếp, càng nhiều người thích xem tiên vương đại chiến. Chừng sáu thành trở lên quần chúng, chạy về phía phương kia, nhân thủ một khối ký ức tinh thạch. Tại lúc đi, cũng đều lưu lại một đạo phân thân tại phương thiên địa này. Hai trận vở kịch, bên nào đều không chậm trễ nhìn. Đêm, thiên vương tinh so trước kia náo nhiệt không thiếu. Thiên vương tông bị vây gặp sét đánh, còn có hai tôn tiên vương ác chiến thiên khung, vô luận cái nào cũng là vở kịch, không biết chọc bao nhiêu người vây xem, liền đỉnh núi, mái hiên cùng ngọn cây, đều lập đầy người ảnh. Cho ta, mở. Cuồng Anh Kiệt hai tay nâng đao, lăng không bổ xuống. Hắn một đao này có lôi trợ uy, như khoáng thế đích lôi mang. Oanh! Thiên vương tông bảo hộ thiên kết giới ông rung động, cũng không vỡ tan. Lão Cuồng không tin tà, một bên ngạnh kháng lôi điện một bên từ thiên phách chảm. Giống! Triệu Bân thì vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết, hóa lôi đình kỳ lân, từ thiên xung đụng. Hai người một trái một phải, một cái chơi bạc mạng chặt, một bên chơi bạc mạng đụng. Nhìn thiên vương tông bảo hộ thiên kết giới, rõ ràng so với trước kia hư nhược không thiếu, lưu chuyển khắp vô hình bí văn. Có không ít đều tản đi quang huy, đáng sợ chấn động, không biết đánh sập không thiếu linh sơn. Kết giới phá toái, chỉ vấn đề thời gian. Trắng huyền chân trong lòng người một lời, rút sạch không quên nhìn bầu trời bên cạnh. Theo hắn suy nghĩ, đêm tối chi chủ cùng thiên minh lão tổ lực lượng ngang nhau, phân thắng bại dễ dàng phân sinh tử khó khăn, bất quá nghĩ lại, cái kia có vẻ như chính là một hồi đại chiến sinh tử, cần có một tôn tiên vương vẫn lạc. Phốc! Huyết quang chợt hiện. Là Triệu công tử tại lôi hải đẫm máu, bị lôi điện đánh cho một hồi lảo đảo. Chính là cái này lảo đảo, để hắn ánh mắt rực rỡ, bởi vì huyết mạch bản nguyên ngụy biến, bởi vì cái thiên kiếp này, hóa thành thuế biến niết bàn, lại một lần cùng hắn khí lực phù hợp, là triệt để hòa hợp loại kia. Hảo lôi điện. Triệu Bân cười to một tiếng, nhảy nhót càng hăng hái. Thiên kiếp hủy diệt, cũng tiềm ẩn tạo hóa, thật sự giải hắn khốn cục, chỉ cần huyết mạch bản nguyên không có vấn đề. Hết thảy có thể bình định lập lại trật tự, hắn cái kia đang từ từ giải phong vĩnh hằng giới, chính là tốt nhất dấu hiệu. Hắn có tạo hóa, thân là độ kiếp giả Cuồng Anh Kiệt, sao có thể không có cơ duyên. Thiên kiếp lôi điện, bừng tỉnh giống như một cái chìa khóa, mở ra trong cơ thể hắn tiên tàng. Đó là hắn bá thiên thần thể một mạch thiên phú thần thông, bởi vì trận này thiên kiếp mà thức tỉnh. Thế nhân thấy không rõ, nhưng trắng huyền chân người lại có thể mơ hồ nhìn thấu triệt để. Tại lôi hải chung cái kia hai yêu nghiệt, đều có một lần thuế biến, đặc biệt là người độ kiếp, vận mệnh của hắn là khó có thể tưởng tượng. Răng rắc, chẳng biết lúc nào, mới ngửi một đạo tiếng vang lanh lảnh. Là thiên vương kết giới, cuối cùng là bị xé mở một khe nứt. Từ đạo thứ nhất khe hở nổ tung, toàn bộ kết giới đều không yên, khe hở một đạo tiếp một đạo ấn ra, mà uy lực của thiên kiếp, thì xuyên qua khe hở chui vào thiên vương tông, thành lôi minh sấm sét tàn phá bừa bãi. Vở kịch muốn tới. Thế nhân gặp chi, đều tới tinh thần. Kết giới là che chắn, không còn che chắn chính là tập thể gặp sét đánh. Phá! Triệu Bân cùng Cuồng Anh Kiệt cùng kêu lên hét lớn, nhất cử đánh xuyên bảo hộ thiên kết giới. Đầy trời lôi đình bay múa,
như tự thác nước đồng dạng, từ trời nghiêng tả Thiên Vương Tông. A! À, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên, không biết bao nhiêu người bị đánh diệt. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Vương Tông đều suýt nữa hóa thành phế tích. Trốn a! À, trong núi kêu rên, so ác quỷ còn thê lương. Không chỉ đệ tử trưởng lão, liền chuẩn tiên vương cấp lão tổ, đều tại liều mạng bỏ chạy. Đi đâu? Cuồng Anh Kiệt dẫn lôi điện, sau này đuổi sát không buông. Triệu công tử cũng là người biết chuyện, mặc dù không phải hắn kiếp, nhưng hắn đi vào có thể gia tăng lôi điện phạm vi, người kia nhiều hướng về cái nào góp là được rồi, thiên kiếp là sát sinh đại khí, quần ẩu lúc dùng nó dễ sử dụng nhất. Giết! Đêm tối sát thủ, như U Linh đi xuyên tại hắc ám. Thiên Tông Vương phân tán bốn phía bỏ chạy đi, luôn có những cái này cá lọt lưới. Đại chiến, tức thì kéo lên màn mở đầu. Tham chiến không chỉ đêm tối, còn có không ít Thiên Vương Tông cửu gia. Lúc trước, Thiên Vương Tông có kết giới che chở, bọn hắn không có người tiến vào được, bây giờ bảo hộ thiên kết giới bị hủy, Linh Sơn sụp đổ, toàn bộ Thiên Vương Tông người đều ở đây bỏ chạy, tất nhiên là hạ thủ tuyệt hảo thời cơ. Đến nỗi Thiên Vương Tông minh hữu, tại chỗ tự có không thiếu. Đáng tiếc là, không có một nhà cho Thiên Vương Tông trợ chiến. Hôm nay cục diện này, Thiên Vương Tông rõ ràng khí số đã hết, nhiều như vậy cửu gia chát đôi nhi, còn có một hồi hủy diệt thiên kiếp, cùng với một tôn trấn giữ Tiên Vương, đầu óc nước vào mới có thể xông đi lên. Phốc! A! À, đại chiến là máu tanh, thiên địa huyết quang nối thành một mảnh. Thiên Vương Tông tất nhiên là rơi xuống hạ phong. Giữ mã bề ngoài người chết không sai biệt lắm, cũng trách vây công giả quá nhiều, những năm này bọn hắn gây cửu gia, cơ bản đều tới, Tung Thiên Tông lão tổ còn tại cũng quá sức. Truy đến một mảnh thương hải, Cuồng Anh Kiệt cùng Triệu Bân đột nhiên ngừng. Chính xác nói, là thiên kiếp lôi điện ngừng, đầy trời lôi đình trừ khử. Nhưng hai người đều biết, trận này kiếp còn chưa xong, đáng sợ hơn kiếp còn tại đằng sau. Thần minh pháp tác thân sao? Triệu Bân thì thào một lời. Lấy Cuồng Anh Kiệt yêu nghiệt cấp bậc, tuyệt đối có pháp tắc thân kiếp. Đến nỗi sẽ có mấy tôn, còn không rõ, làm không tốt một đống lớn. Hắn rất tự giác thối lui ra khỏi thiên kiếp phạm vi. Cuồng Anh Kiệt thì giật huyết sắc áo, hung hăng giãy giụa cổ. Xem ra, hắn cũng biết đằng sau là cái gì kiếp, cần chơi bạc mạng mới được. Thiên kiếp xong, đuổi tới nơi này quần chúng, tới một mảng lớn. Chớ tới gần, có lão bố nhóm nhắc nhở. Lôi điện xong, không có nghĩa là thiên kiếp liền xong rồi. Thế nhưng, vẫn có chân lanh lẹ người, không chút phanh lại xe, không để ý nhi vào thiên kiếp phạm vi, có thể gặp lôi điện chợt hiện, đem đi vào giả đánh thành cho bụi, tại chỗ vào quỷ môn quan. Phanh! Triệu Bân một bước định thân, xử ở thiên kiếp bên ngoài. Hắn hai tôn tiên vương khôi lỗi, thì phân tại đông tây lưỡng phương. Trắng Huyền chân người đi giúp đêm tối chi chủ, bên này cho hắn hộ đạo. Oanh! Cùng với một tiếng oanh minh, có một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một bóng người. Đó là một tôn thần minh pháp tắc thân, sừng sững ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trên, cổ xưa thương tang. Lại là ngươi! Triệu Bân nhíu lông mày, nhận ra tôn này thần minh. Phàm giới chế tài giả. Tại thiên kiếp bên trong, hắn đã là lần thứ ba gặp hàng này, lần đầu tiên là quỷ tinh nghịch huyền tiên kiếp, lần thứ hai là hắn tiên nhân kiếp, bây giờ Cuồng Anh Kiệt động hư cảnh kiếp. Vậy mà cũng có hắn. Vô luận ai thiên kiếp, người đều phải đi ra lưu một vòng. Triệu công tử sờ cằm một cái, cuối cùng cảm giác chế tài giả là độ kiếp tặng. Hắn nhận ra chế tài giả, không có nghĩa là thế nhân cũng nhận ra, liền Cuồng Anh Kiệt, cũng một phen trên dưới quét lược, tự nhận chưa thấy qua vị này, cũng không biết là nhà ai thần minh, chỉ biết cái này tôn thần rất khủng bố. Oanh! Đang khi nói chuyện, thiên khung lại một hồi cự chiến. Nên thứ hai tôn thần minh, không thấy người ảnh, trước gặp một cây cầu, bừng tỉnh từ kết nối Tuế Nguyệt phần cuối, nhìn thế nhân một hồi sững sờ, thần minh pháp tắc thân kiếp đi. Nơi nào phô xây một cây cầu? Có người, không biết ai gào to một tiếng. Không cần hắn nói nhảm, thế nhân cũng đều nhìn thấy. Nhìn cầu tối phần cuối, có một đạo mộng ảo bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới. Cái này, Triệu công tử thấy, lông mày lại chớp chớp. Đây cũng là người quen. So phàm giới chế tài giả còn quen. Không tệ, là Nguyệt Thần. Chính xác nói, là đệ thất Nguyệt Thần. Thiên Chỉ Tiên Mẫu từng nói qua, ra sao dị tượng chính là thứ mấy thế Nguyệt Thần. Nhìn cây cầu kia, hẳn là ngụ ý Nại Hà Kiều, là đời thứ bảy không thể nghi ngờ. Tú Nhi, ngươi là thứ mấy thế lạc?
vẫn là vấn đề này, Triệu Bân lại tại trong lòng hỏi một lần. Vấn đề này không có người cho đáp án, chỉ có Nguyệt Thần chính mình biết. Đó là, Nguyệt Thần. Chính xác nói, là đệ thất Nguyệt Thần. Ân, đời thứ bảy có nại hà kiều dị tượng. Thiên phía dưới nghị luận ầm ĩ, nhiều tại nhìn thứ hai thần minh pháp tắc, không ít người còn lấy ký ức tinh thạch, hướng về phía thiên khung từng đợt tạch tạch tạch, đáng tiếc, chưa có người có thể ghi chép thần minh pháp tắc phết tích. Tú Nhi rất nổi danh a. Triệu Bân vòng nhìn một vòng, nhận ra nàng người vẫn thật không ít. Bây giờ, như lấy ra hắn là Nguyệt Thần Đồ Nhi thân phận, tại chỗ sợ là không có người tin tưởng hắn, ai bảo Nguyệt Thần uy danh quá thịnh, cửu thế truyền thuyết cũng là cửu thế thần thoại, làm sao có huyền tiên tiểu đồ. Giống. Trong tiếng nghị luận, Thương Miểu đỉnh kinh hiện long ngâm. Cùng với một đạo thiểm điện, một đầu cự long diễn hóa mà ra, tại cửu thiên xoay quanh, nghiền hư không lắc lư, nhìn thế nhân đều khẽ nhếch miệng, con rồng kia quá mẹ nó lớn, ước mạc phải có vạn trượng. Bức cách hảo chói mắt cái nào. Triệu Bân cũng tại nhìn, rung động trong lòng không thôi. Con rồng kia không chỉ cái đầu lớn, uy áp còn rất đáng sợ đâu. Từng tiếng long ngâm, đều cổ lão càng mơ hồ, không nhìn nhục thân, là đánh thẳng linh hồn áp chế, dù là tiên vương cấp, cũng nhịn không được run rẩy. Đây là đâu tôn thần minh, bọn hậu bối không nhận ra, nhìn nhiều hướng về phía lão gia hỏa. Như ta không nhìn lầm, hẳn là trong truyền thuyết thần long đạo tôn. Có lão bối nói, thần long đạo tôn, Triệu Bân nghe xong trao lên lông mày, từ Nguyệt Thần trong miệng nghe qua cái danh hiệu này, tám bộ thần long đạo uy chấn hoàn vũ, hắn thuở thiếu thời tìm thấy uy long trưởng pháp, là thuộc thần long đạo chi nhánh. Giống, thương thiên lại là một tiếng long ngâm. Vạn trưởng cự long thu lại bản thể, hóa thành hình người, đó là một cái toàn thân kim quang lồng mộ thần minh, tựa như một vành mặt trời, tô điểm tại mờ mịt, long dị tượng bay múa, quang huy phổ chiếu thế gian. Ba tôn thần minh pháp tắc thân. Bá thiên thần thể thật đúng là một cái nhân tài. Chặt lưỡi âm thanh đầy tứ phương, kinh ngạc từ cũng không thiếu được. Lúc này mới cái nào đến cái nào, nhìn phương đông thiên khung, đệ tứ tôn pháp tắc thân đã hiển hóa, không thấy mặt mũi, trước gặp bá liệt chi khí, khí lực hùng vĩ anh hung hãn, như một tòa tấm bia to, chấn tại tuế nguyệt trường hà. Ta đây nhận ra, là thần mặt trời. Thái dương em gái người thần, hắn là bá thần. Lời này không giả, bá thiên thần thể một mạch thần. Phàm nhân ảnh chát đôi nhi chi địa, cuối cùng không thiếu vạn sự thông, luôn có mấy cái như vậy nhân tài kiến thức rộng rãi, không đợi pháp tắc rõ ràng chân tướng, liền đã nhận ra là tôn thần nào, dị tượng là không lừa được người. Cũng muốn đánh lão tổ tông sao, Triệu công tử trong lòng một tiếng nói thầm. Hắn độ huyền tiên kiếp lúc, đã từng tao ngộ vĩnh hằng tiền bối, rất mạnh rất bá đạo. Không nghĩ, cuồng anh kiệt thiên kiếp bên trong. Vậy mà cũng có bá thiên một mạch đại lão. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này có vẻ như cũng không tật xấu gì, huyết mạch truyền thừa từ có nhân quả, tính toán nhân quả kiếp nạn. Nhìn cuồng anh kiệt, thì hít sâu một hơi. Như thế cái cảnh tượng hoành tráng, quả nhiên có tiền bối hiển hóa. Ông, hư vô đột nhiên một tiếng ông rung động, lại gây thế nhân trách mắt. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy một tòa hư ảo cửa lớn trống ra, môn là đen như mực, có khắc mặt quỷ bí văn. Tĩnh tâm đi lắng nghe, phảng phất còn có thể nghe lệ quỷ tiếng kêu rên, nghe thế nhân toàn thân run rẩy. Minh thần sao, có dưới người ý thức vấn đạo? Không phải minh thần, đây là Triệu Bân trong lòng đáp lại. Hắn độ huyền tiên thiên kiếp lúc, từng tao ngộ qua minh thần pháp tắc thân, cũng không phải là cái này dị tượng. Vạn chúng chú mục phía dưới, cửa lớn bên trong đi ra một cái áo đen nữ tử, giống như là địa ngục đi ra nữ quỷ, kèm theo một loại âm minh xâm nhiên. Nàng hiện thân, làm cho cả thiên địa đều âm phong nhi một hồi. Dù vậy, cũng không thể che hết nàng tuyệt đại phong hoa. Lệ quỷ kia tiếng kêu rên, có dấu cổ lão ảo diệu thiên âm. Còn có tòa kia màu đen cửa lớn, cũng là diễn hết đạo uẩn. Lại là Nguyệt Thần. Quỷ môn quan, một thế Nguyệt Thần. Quần chúng ánh mắt kỳ quái, đầu như trống lúc lắc tựa như, xem phương đông lại xem phương tây, xem đệ thất Nguyệt Thần, lại xem một thế Nguyệt Thần. Cái này một cái thiên kiếp bên trong, lại thấy hai cái Nguyệt Thần. Thật, có ý tứ. Triệu Bân cũng tại tả hữu mong nhìn, hai Nguyệt Thần thật có ý tứ. Cửu thế luân hồi chín cái Nguyệt Thần, khó tránh khỏi đằng sau còn sẽ có. Nói đến là đến. Nhưng ngửi phương Bắc hư vô một tiếng oanh minh, kinh hiện bỉ ngạn hoa mở. Bỉ ngạn thấp thoáng bên trong, cất giấu một cái tựa như ảo mộng nữ tử. Đó cũng là thần minh pháp tắc thân, cổ lão đạo âm vang dội đầy càn khôn.
Ngưu bức. Triệu Bân nhìn khóe miệng thẳng kéo. Không tệ, vẫn là nhà hắn Tú Nhi. Bỉ Ngạn Hoa mở đi, đời thứ ba Nguyệt Thần. Cái thiên kiếp này, có phải hay không mắc lỗi? Thái đa nhân há to miệng, nhìn thần sắc ngơ ngẩn. Liền người độ kiếp, lông mày cũng chọn đã cao lại càng cao. Lão phù bấm ngón tay tính toán, đằng sau còn có. Lão ra hỏa Chát Đôi Nhi, lại đặt cái kia đóng vai thần côn. Không thể không nói, thần côn bình thường cũng có thể đoán đúng một hai lần. Như lúc này, cái thứ tư Nguyệt Thần thật sự tới, là đạp một đầu tiên hà tới. Đó là sông Vong Xuyên, là đời thứ tám Nguyệt Thần dành riêng dị tượng, thế gian có bóng giống truyền thừa. Tới, cửu thế đều cho ta kéo ra ngoài. Cuồng Anh Kiệt mang theo tiên đao, xử tại người kia gào to hô. Lão tử liền độ cái động hư kiếp, các ngươi chạy cái này họp đâu. Hắn cái này mắng một cái không quan trọng, trời xanh một hồi động rung động, một đầu pha tạp cổ lộ từ cửu thiên hoành phô mà đến, bên trên có một nữ tử nhanh chóng mà tới, nàng cũng là như thật như ảo, như trong mộng đi ra thần. Mà mẹ nó, Cuồng Anh Kiệt khóe miệng kéo một cái, ngừng lại một hồi nước tiểu rung động. Miệng của hắn là khai quang sao, nói đến thật đúng là tới a. Hiếu chiến chủ cũng túng, liền sợ cái này hét to gào ra ngoài, đằng sau sẽ có đưa tới một cái. Cửu thế Nguyệt Thần hung danh, hắn nghe nhiều lắm, như vậy bị quần ẩu, không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Nhưng còn có, thế nhân ánh mắt rạng rỡ, không chỉ một lần vòng nhìn tứ phương thiên khung. Thật lâu, cũng không thấy có động tĩnh, sợ là chỉ có tám tôn thần minh. Nói lên cái này tám tôn thần minh, tại chỗ quần chúng không một không thổn thức chặt lưỡi. Cửu thế Nguyệt Thần, tới năm cái. Tám tôn thần minh pháp tắc, nàng chiếm hơn phân nửa. Cái này. Sẽ không ngủ sai a. Nếu không thì thế nào nói là nhân tài, Triệu công tử thời khắc này não động, phá lệ thanh kỳ. Nhìn cái kia năm cái giống nhau như đúc Nguyệt Thần, thế nào nhìn cũng giống như tỷ muội song sinh, bên trên thác sàng cũng là có khả năng. Ta hiếm có đệ bát Nguyệt Thần, uyển chuyển tú mỹ. Ta ưa thích cao lãnh, một thế Nguyệt Thần loại kia. Bỉ Ngạn Hoa mở, lão phu cho là tam thế cực kỳ có ý vị. Tứ phương phi thường náo nhiệt. Vốn là một hồi khẩn trương độ kiếp cực khổ, có thể rơi vào trong mắt thế nhân, ngược lại càng giống là một cái cuộc thi sắc đẹp, thậm chí khác ba tôn thần minh pháp tắc thân, cứ thế bị không để ý đến. Không được hoàn mỹ chính là, chỉ năm cái Nguyệt Thần. Như cửu thế luân hồi gọp đủ, đó mới là thật sự đẹp mắt. Cuồng Anh Kiệt đã nắm chặt đao, năm cái là đủ rồi, như cửu thế Nguyệt Thần đều tới, cái kia còn đánh cọng lông, càng không nói đến còn có thần long đạo tôn, bá thiên một mạch tiền bối. Cùng với không biết tên thần minh. Nói đến cái kia không biết tên thần, thuộc hắn nhảy hoan, lại trước tiên mở công. Thấy hắn một tay phất qua mênh mông thiên khung, hoạch xuất ra một đầu sáng chói tinh hà. Chiến! Cuồng Anh Kiệt vừa quát âm vang, vung mạnh đao liền bên trên. Hắn một đao bá liệt, cưỡng ép chém nứt rực rỡ tinh hà, cùng một trong nháy mắt, thần long đạo tôn giết tới, tám bộ thần long đạo đều tới, thành tám đầu nguy nga cực lớn thần long. Mỗi một đầu đều dắt cuốn lực lượng hủy diệt. Phá! Cuồng Anh Kiệt trong nháy mắt mở bá thể, ác chiến tám đầu cự long, cưỡng ép đả diệt. Không đợi hắn thở một ngụm, bá thần công phạt liền đến, một quyền hủy thiên diệt địa. Phốc! Cuồng Anh Kiệt tại chỗ đẫm máu, bị một quyền oanh hoành lật hư không 800 trượng. Oanh âm thanh lóe sáng, một thế Nguyệt Thần chống ra quỷ môn quan, tại chỗ đem hắn thu vào. Mở! Cuồng Anh Kiệt tê uống. Trước tiên trùng sát mà ra. Vì thế, hắn cũng bỏ ra thảm liệt đại giới, đi vào lúc còn khí lực hoàn hảo, lúc trở ra, đã ném đi một tay, không khó tưởng tượng, hắn tại quỷ môn quan bên trong, gặp là bực nào tuyệt diệt công phạt. Bỉ Ngạn Hoa mở. Tam thế Nguyệt Thần cũng đến. Phốc, lại là huyết quang chợt hiện. Vừa mới ổn định thân hình Cuồng Anh Kiệt, bị một ngón tay xuyên thủng mi tâm. Còn tốt, Cuồng Anh Kiệt có na di mệnh môn bí pháp, tránh đi yếu hại. Dù vậy, hắn cũng không chịu nổi, tam thế Nguyệt Thần sát ý, đã theo lỗ ngón tay xâm nhập khí lực, thành một đạo lực lượng hủy diệt, tại hắn nguyên thần cùng căn cơ bên trên, đều chém ra một đạo khe rãnh. Oanh! Tứ thế Nguyệt Thần đại thần thông, lại ngưng luyện hoàng tuyền lộ vì một tia kiếm khí. Cũng chớ xem thường cái này một tia kiếm khí, mang theo cuốn là hủy thiên diệt địa chi lực, nghe không được kiếm minh, lại có thể cảm giác được kiếm ý, dung thần minh đạo tắc, lực sát thương chi đáng sợ. Có thể xương bẻ gãy nghiền nát. Phốc, Cuồng Anh Kiệt lại đẫm máu, nửa cái khí lực đều thành thịt nát nát vụn cốt.
đệ thất nguyệt thần cùng đệ bát nguyệt thần cùng nhau giết tới, Nại Hà Kiều cùng Sông Vong Xuyên bởi vì các nàng mà ngang dọc, như hai đạo mộng ảo hồ quang, câu lạc tại trong hư vô, thần minh hào quang chiếu khắp thế gian. Ta đột, Cuồng Anh Kiệt nâng tàn tật khí lực, cưỡng ép bước lên trời. Nhưng hắn vẫn là xem thường hai tôn nữ thần, hắn cái này vừa mới vào thiên, liền bị Sông Vong Xuyên cuốn trở về, chờ giết ra tới, đã là xương sống lưng đứt đoạn một nửa, bị đệ thất nguyệt thần mời lên Nại Hà Kiều. Cái này Nại Hà Kiều cũng không phàm, mây đen dày đặc sấm sét vang dội. Thế nhân thấy không rõ trong đó cảnh tượng, chỉ biết Cuồng Anh Kiệt đang hướng giết. Đủ ba, năm trong nháy mắt, mới thấy hắn nhảy ra Nại Hà Kiều, lồng ngực đã băng liệt, ba cây xương cốt bắn bay ra ngoài, nhuộm máu tươi nổ thành tro, đáng sợ sát ý, thành ô hắc kiếm khí, lung tung phách trảm. T. Thế nhân nhìn tập thể hít khí lạnh. Lúc này mới đợt thứ nhất công phạt, liền cho độ kiếp giả đánh không hình người, càng không nói đến phía sau công kích, Cuồng Anh Kiệt sợ là sống không qua trận này kiếp A. Tám tôn thần minh pháp tắc, hình như là tử kiếp A. Đạo tâm không chết, thân người bất diệt. Gặp người độ kiếp, Triệu Bân chính là câu nói này. Cũng không cần hắn nói nhảm, Cuồng Anh Kiệt cũng hiểu đạo lý kia. Nhưng, tám tôn thần minh pháp tắc thần, quả thực quá mạnh quá kinh khủng, càng thuộc cái kia năm cái nguyệt thần, đúng là mẹ nó bưu hãn, mỗi thần thông quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị, hơi không cẩn thận chính là táng diệt. Chiến! Cuồng Anh Kiệt vừa hô chấn thương khung, mở bá thiên tuyệt địa trạng thái. Đây là một hồi sinh tử kiếp, độ qua chính là niết bàn, không độ được chính là thân diệt, chỉ có tử chiến, mới có thể giết mở một đầu sinh lộ, hắn cần thủ vững đạo tâm, cần hăng hái khai phát tự thân tiềm năng. Lui! Có lão bối một tiếng gào to, quần chúng tập thể triệt thoái phía sau. Độ kiếp giả một chọc tám tôn thần minh, chiến trận không phải bình thường hùng vĩ, lực lượng hủy diệt thành mây khói khí huyết. Chiêu tứ hải bát hoang lan tràn, chớ nói động hư cảnh, liền chuẩn tiên vương, cũng đỡ không nổi tuyệt diệt. Chống đỡ. Triệu Bân hít sâu một hơi, cũng lui về sau trăm trượng. Vốn là, hắn cũng nghĩ đi vào thử xem thần minh pháp tắc thân, bây giờ nhìn lên, bỏ đi ý niệm này, độ kiếp giả không cho phép quấy nhiễu, bất kỳ một cái nào hoàng thần nhi, đều có thể để hắn thân tử đạo tiêu. Lão cẩu, trả mạng lại cho con ta. Thiên vương tông, nợ máu trả bằng máu. Cho lão phu giết, một tên cũng không để lại. Mở tối thiên địa, tiếng la giết chấn thiên. Đó là tứ phương cường giả, cũng hoặc là thiên vương tông các cửu gia, đang chơi bạc mạng truy sát thiên vương tông người, cũng không biết đuổi theo bao xa, Thương Hải, Sơn Lâm, Bình Nguyên, U Cốc tất cả đều là đại chiến. Trừ này, còn có đêm tối sát thủ. Bọn hắn mới là thật kính nghiệp, ẩn núp trong bóng tối, như đêm U Linh, gặp đi ra tất có người chết, có thái đa thiên vương tông người. Tại bỏ chạy trên đường, mơ mơ hồ hồ bị chu diệt. Thiên vương thánh tử đâu? Mẹ nó chạy đi đâu rồi? Quỷ tinh nghịch cùng khò khè oa hai người, cũng là một đường đuổi sát không buông. Bọn hắn bên cạnh thân, còn có Lâm Uyển Nhi cùng Lăng Tuyệt, tất cả sát khí nồng đậm. Lúc trước chàng diện quá hỗn loạn, đuổi theo liền không thấy thiên vương thánh tử, chỉ biết cái kia hàng còn sống, chính là không biết giấu đến nơi nào, liền đêm tối sát thủ, cũng không thể tìm ra dấu vết hắn. Ta nói, bên kia thiên kiếp động tĩnh thật lớn a. Quỷ tinh nghịch một cái chớp mắt ngoái nhìn, có thể mỗi ngày bên cạnh một mảnh lờ mờ. Mà trong mờ tối, nhưng là một vài bức hủy thiên diệt địa dị tượng. Lấy cái kia hàng thiên phú, hơn phân nửa có thể dẫn xuất 6 tôn thần minh pháp tắc. Khò khè oa đạo. 8 tôn, Lăng Tuyệt cho cái xác định số lượng, trước khi đi, tại phương kia lưu lại một đạo phân thân, nhìn chính là thật sự rõ ràng, 8 tôn thần minh pháp tắc. Trong đó có 5 cái cũng là nguyệt thần luân hồi. Cuồng sư huynh, ngươi phải sống. Giết đến nổi điên Lâm Uyển Nhi, từng có một cái chớp mắt thanh minh. Nàng ngược lại là muốn giúp đỡ, thế nhưng ngoại nhân không nhúng tay vào được thiên kiếp. A, à, trong bóng tối tiếng kêu rên liên hồi, phần lớn là thiên vương tông người bị diệt. Cửu gia quá nhiều, không biết bao nhiêu người tham chiến, bỏ đá xuống giếng lấy tử cũng không ít, khắp nơi đều là người, từ khó khăn cản tứ phương công phạt. Càng nhiều hơn chính là bỏ chạy, đồ đần mới có thể lưu lại cùng chết. Oanh, phanh. Phía chân trời một bên khác, cũng là danh chấn thiên. Đó là tiên vương cấp đại chiến, đêm tối chi chủ cùng trắng huyền chân người liên thủ công phạt thiên minh lão tổ, hai đánh một tất nhiên là chiếm thượng phong, thiên minh lão tổ bị trùy liên tiếp bại lui, không địch lại hai tiên vương. Các ngươi, coi là thật nếu không thì không chết thôi.
nếu không thì thế nào nói sư huynh đệ, Thiên Minh lão tổ cùng Trời Minh lão đạo lời kịch nhi, đều như thế một dạng, sợ là bị hai tiên vương đánh kinh, không thể không hạ thấp tư thái, bằng không thì thật khả năng bị giết hết. Ngươi, có còn nhớ Minh Nguyên? Đêm tối chi chủ nhẹ môi hé mở. Minh Nguyên, Thiên Minh lão tổ hai mắt híp lại, xem bộ dáng là nhớ kỹ. Minh Nguyên là sư tôn ta. Ngươi, không có khả năng, ta rõ ràng. Ngươi rõ ràng đã đem ta diệt đúng không? Đáng tiếc vãn bối mệnh không có đến tuyệt lộ. Đêm tối chi chủ nhạt đạo, ngữ khí lạnh một phần, giết hại nhà ta sư tôn, hôm nay thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán. Nàng càng là Minh Nguyên đồ nhi. Thân là nghe khách, trắng huyền chân người cái kia một mặt mộng a. Minh Nguyên là cái cao nhân, hắn thấy cũng phải hô một tiếng tiền bối, sớm đã tị thế rất nhiều năm, chưa từng nghĩ đã táng diệt, lại là bị Thiên Minh lão tổ giết hại, đây là một cái kinh thiên bí tân cái nào. Khó trách đối với Thiên Minh một mạch ra tay độc ác. Kết quả là, Nguyên là tại thanh toán nợ cũ. Mà thu thập Thiên Vương Tông, nên tiện thể chân mang lên. Về phần hắn, là đuổi quá khéo. Mơ mơ hồ hồ liền bị đẩy vào trận này chiến loạn. Dùng ngươi đầu người, tế điện sư tôn ta. Đêm tối chi chủ lạnh lùng nói, trong mắt nhiều băng lãnh ma lực. Thiên Minh lão tổ thì lộ một vòng khiếp đảm, Minh Nguyên là hắn diệt không giả, có thể Minh Nguyên tiểu đồ nhi, hắn đã giết mới đúng, sao còn sống, hơn nữa, còn mẹ nó tu thành một tôn tiên vương. Để mạng lại, đêm tối chi chủ sát ý băng lãnh, vét sạch ngập trời ma sát. Trắng huyền chân người hít sâu một hơi, cũng sử dụng sát sinh đại thuật, hắn vô luận bị động vẫn chủ động, đều chạy không thoát cuốn vào sự thật, đã mở một trận chiến này, vậy liền không chết không thôi. Tiền bối sự tình, cất giấu thật là nhiều bí tân cái nào. Minh Nguyên lại chết, ta còn tưởng rằng hắn tị thế nữa nha. Danh sư xuất cao đồ A, Minh Nguyên đồ nhi lại cũng tu thành tiên vương. Phía dưới tiếng nghị luận ồn ào không chịu nổi, xem kịch đều có thể nhìn ra một kinh thế bí tân. Nếu không phải tôn kia nữ tiên vương lộ ra trước kia chuyện, quỷ hiểu được Minh Nguyên tiền bối đã táng diệt, hơn nữa, vẫn là bị Thiên Minh lão tổ giết hết, thiên đạo có luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai, báo ứng cuối cùng là đến, Minh Nguyên tiểu đồ nhi tới trả thù, tuy là hậu bối tiên vương, lại là kinh khủng dị thường. T. Tiếng ồn ào bên trong, hít khí lạnh âm thanh cũng liên tiếp không dứt. Thế nhân không chỉ ở nhìn tiên vương đại chiến, còn đang nhìn yêu nghiệt độ kiếp. Phần lớn hóa phân thân hai bên nhìn, tiên vương đại chiến huyết tinh, độ kiếp cái vị kia, có vẻ như càng khốc liệt hơn, đã đến táng thân danh giới. Tám tôn pháp tắc thân vây công, cái kia hàng cũng quá có thể chịu đi. Đổi lại là lão phu, hơn phân nửa đã bị đả diệt hơn 800 trở về. Có thể dẫn xuất tám tôn thần minh pháp tắc, cũng không là bình thường yêu nghiệt, sao lại dễ dàng chết như vậy. Xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, lại nhải âm thanh liên tiếp. Nhìn độ kiếp cái vị kia, đã thảm đến cực hạn, bá thiên trạng thái đều bị đánh tan. Bất quá, hắn đạo tâm bất diệt, tuy là tan mất hạ phong, lại là chiến ý dâng cao, phần lớn thời gian, tâm cảnh đều tại chiến bên trong thuế biến, gặp trong chớp nhoáng này, chiến lực của hắn đều biết trở nên vô cùng hung hãn. Chiến! Hắn tiếng giống chấn thiên khung, một đao quét ngang bát hoang. Đúng lúc gặp chế tài giả giết đến, lại bị đánh diệt nửa cái pháp tắc thân. Lại! Vì cái gì nói như vậy? Còn không phải bởi vì hàng này nhảy nhót quá hăng hái sao? Tám tôn pháp tắc thân, là thuộc hắn sông mạnh nhất cao nhất. Chuyện cũ kể thật tốt, súng bắn chim đầu đàn, mà hắn. Chính là con chim kia. Sao lạnh siêu siêu? Nhân giới, vẫn là tòa kia điều không đáng chú ý núi góc. Chế tài giả ngồi vững điếu ngư đài, không chỉ một lần sờ cái ót, cái này hơn nửa đêm, gió mát từng trận, thổi hắn toàn thân trên dưới xuyên tim. Già thật rồi già, hơi yếu không khỏi gió. Tiền bối. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu gọi. Cẩn thận một nhìn, càng là tiên linh chi thể Liễu Như Tâm. Đến nỗi nàng vì sao tới tìm vị này, cái kia phải hỏi Triệu công tử, trước kia lúc đi là có lưu bí mật, chính là có liên quan phàm giới chế tài giả, mặc dù nói không rõ, nhưng Liễu Như Tâm đoán ra. Chuyện gì, chế tài giả lời nói ung dung. Càn khôn lúc nào chữa trị. Liễu Như Tâm nhỏ giọng vấn đạo. Nhanh, chế tài giả nhạt đạo, lại một lần sờ cái ót. Đây con mẹ nó kỳ quái, thường thường, liền có gió mát nhi một hồi. Nói thực ra, cảm giác này thật không tốt, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Khó chịu. Còn cần bao lâu, Liễu Như Tâm tính thăm dò vấn đạo. Nhanh,
Chế tài giả đáp lại vẫn là câu nói này. Liễu Như Tâm muốn nói lại thôi, cuối cùng là không có truy vấn ngọn nguồn nhi. Nàng đi, một đường đều tại nhìn tinh không, bừng tỉnh giống như có thể cách nhân giới che chắn, trông thấy bóng lưng kia, hắn đi hơn 100 năm, không biết phải chăng là vẫn mạnh khỏe, không biết có bị người khi dễ hay không. A, à, hắt hơi. Triệu công tử cái này hắt xì, đánh rất nhiều không hiểu. Theo hắn suy nghĩ, nên có không ít người đang thăm hỏi hắn. Ân. Hắn lông mi một tia hơi nhíu, ngửi được một cỗ mịt mờ mà khí tức quen thuộc. Hắn tại nhỏ bé không thể nhận ra ở giữa vòng nhìn một chút, vẫn thật là ngay tại chỗ tìm người quen. Là Thiên Vương Thánh Tử, lại tàng tại khách xem trong làn sóng người. Chỗ nguy hiểm nhất, có vẻ như cũng là chỗ an toàn nhất. Hắn chính là lo liệu chân lý này, mới đóng vai trở thành một cái quần chúng. Đáng tiếc, hắn vẫn không thể nào nhịn xuống sát ý, bị người nào đó cho cảm thấy. Ngược lại là không ngốc, Triệu Bân cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới Thiên Vương Thánh Tử lại xen lẫn trong quần chúng bên trong, đây là cần quyết đoán, như không để ý nhi bị phát hiện, hạ chàng sẽ rất thê thảm. Hắn không hành động, chỉ dùng thiên nhãn có thể làm tiêu ký. Họ Cuồng còn tại độ kiếp, hắn phải ở lại đây hộ đạo. Đến nỗi Thiên Vương Thánh Tử, chờ thiên kiếp kết thúc sau lại thu thập không muộn. Qua xoa, ngũ thế hợp nhất. Không biết cái nào nhân tài, bỗng nhiên hô to một tiếng. Triệu Bân nghe xong tùy theo ngửa đầu, lại nhìn Thương Miểu thiên kiếp. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy năm cái nguyệt thần pháp tắc lại hòa làm một thể. Cái này, Triệu Bân gương mặt mộng. Đám khán giả đầu óc cũng mơ hồ. Đều biết nguyệt thần là tự thành luân hồi thần minh, có thể cái thiên kiếp này cũng không cố ý thức a. Vì cái gì có thể tương dung, nàng là nhảy ra quy tắc sao? Là không tại thiên đạo bên trong sao? Bản tôn có thể điều khiển pháp tắc. Như thế, loè loẹt sao? Độ kiếp cuồng anh kiệt, cũng bị phá vỡ nhận thức. Còn có khác ba tôn pháp tắc, lại ngừng công phạt. Oanh! Ngũ thế hợp nhất nguyệt thần, nở rộ quang huy rực rỡ. Có thể gặp nàng sau lưng, diễn xuất một vòng có phần trong sáng mặt trăng, nguyệt quang vẩy xuống, tựa như ảo mộng, lưu luyến lấy cổ lão đạo âm, nghe thế nhân tâm thần đều hoảng hốt. Không phân rõ chân thực hư ảo. Thật đẹp, thật mạnh, thật đáng sợ. Thế nhân tâm thần mê ly, có nhiều tự lẩm bẩm. Đích xác, ngũ thế hợp nhất thần minh, nhiều hơn một loại không thể giải thích khí uẩn, mờ mịt mà xa xôi, so bất luận cái gì một thế đều mỹ, cũng so bất luận cái gì một thế đều mạnh, mạnh như bá thần đều khó mà sánh vai. Siêu, ngũ thế hợp nhất kéo dài bất quá ba lượng trong nháy mắt, liền lại phân cách. Một màn kia giống như ảo thuật. Nhìn thế nhân tập thể kinh ngạc. Không đợi phản ứng, năm tôn nguyệt thần liền một đạo tiếp một đạo hư hóa, khác ba đạo thần minh pháp tắc, cũng là cùng với đồng dạng biến hóa, cái này liền chứng minh trận này thiên kiếp, chân chính nghênh đón kết thúc. Cái này, tính là gì? Triệu công tử còn không có quẹo góc nhi, kinh ngạc nhìn năm tôn nguyệt thần. Cũng không biết là ảo giác vẫn là giả tượng, năm cái nguyệt thần lại đều đối hắn chớp chớp mắt. Cái này một cái chớp mắt không quan trọng. Hắn vô ý thức hô một câu, Tú Nhi. Hắn cái này một hô cũng không quan trọng, tại hắn chu bên cạnh người, cũng không khỏi bên cạnh con mắt, trên dưới quét lượng, Tú Nhi. Tú Nhi em gái ngươi a à, Tú Nhi, bị hù lão phu một hồi nước tiểu rung động, tin hay không ngã xuống đất lừa ngươi. Ảo giác. Triệu Bân nhào nặn mắt lại nhìn, năm cái nguyệt thần đã không thấy. Còn có khác ba tôn pháp tắc thân, cũng không có tin tức biến mất. Tàn phá thiên khung. Chỉ còn dư một đạo huyết xối bóng người, mang theo nhuốm máu đao, đặt cái kia lung la lung lay, đó là người độ kiếp, bị truy rất nhiều thảm, gặp ngũ thế hợp nhất, đầu còn có chút choáng. Thiên kiếp kết thúc, thiên địa một bộ tĩnh mịch, nên quần chúng đều vẫn chưa thỏa mãn, một nửa đều không phản ứng lại. Bá thiên thần thể thiên kiếp thật là kỳ quái, tới năm tôn nguyệt thần không nói, lại còn có vừa người thao tác, không có người có thể giải thích đây hết thảy. Bởi vì xưa nay chưa từng có, trong bóng tối đều lộ ra một cỗ quỷ dị. Chanh! Kéo dài ninh tĩnh, bởi vì một tiếng chói tai kiếm ngân vang bị phá vỡ. Biển người mênh mông, thật là có làm loạn người, muốn thừa cơ giết hết độ kiếp giả. Người kia cũng đích xác sẽ chọn thời điểm, bởi vì giờ khắc này cuồng anh kiệt, quả thực chịu không được sóng to gió lớn, như thế bá tuyệt một kiếm, đủ có thể đem hắn đưa tiễn, kèm thêm nguyên thần, cũng sẽ cùng nhau tịch diệt. Phá! Triệu Bân trong lòng một quát. Ra lệnh, Hạo Thiên Khôi Lỗi vượt thiên mà qua, một trường đả diệt đạo kiếm mang kia. Cùng một trong nháy mắt, Hạo Vũ Khôi Lỗi cũng bước lên trời,
đứng ở Cuồng Anh Kiệt bên cạnh thân. Hai tiên vương khôi lỗi một trái một phải, như hai đại hộ pháp, đem hắn bảo hộ ở giữa, cho dù là khôi lỗi, có thể tiên vương khí chàng vẫn như cũ hoành phô cửu tiêu, để bình tịch hư thiên lại một lần ầm ầm u u. Trời ạ, tiên vương cấp khôi lỗi. Ta thấy được cái gì, hai tôn tiên vương khôi lỗi. Tứ phương một mảnh kinh ngạc, lúc trước không chút cẩn thận nhìn lén, bây giờ nhìn lên, quả thực kinh hãi, không có uổng phí huyền chân người hộ đạo, âm thầm lại còn có thần nhân, không biết là vị nào nhân tài, vẻn vẹn nhìn xem hai khôi lỗi, liền đầy đủ khiếp người, người bình thường cũng không khả năng có bực này cấp bậc bảo tiêu. Không sợ chết cứ tới. Hai tiên vương khôi lỗi lại mở miệng nói chuyện, lại là trăm miệng một lời. Lời này băng lãnh cũng cô quạnh, bức cách tràn đầy, bừng tỉnh giống như thật sự tiên vương. Ai nha? Thế nhân nghe xong tập thể nhíu lông mày, hai cái này khôi lỗi thành tinh sao? Trên thực tế, là giấu ở khôi lỗi thể nội cái kia hai hàng thành tinh. Không tệ, là Long Uyên cùng tiên lôi, dọa người bực này việc cần kỹ thuật nhi, chủ nhân làm lưu, bọn hắn làm cũng lưu, đơn giản cố làm ra vẻ, bề ngoài là hai tiên vương khôi lỗi, có trang bức tư bản. Không thể không nói. Bọn chúng một trận này thao tác, đích xác có đủ uy hát yêu ta. Nhìn tứ phương, đặc biệt là núp trong bóng tối làm loạn người, đều ngừng công kích. Bọn hắn cũng không phải sợ khôi lỗi, mà là sợ khôi lỗi chủ nhân, người kia tất nhiên cũng tại nơi đây, định cũng giấu ở trong đám người, như bị phát giác, nhưng là không phải chịu ngừng lại đánh đơn giản như vậy. Phải biết, đối phương không chỉ có hai tôn tiên vương khôi lỗi, còn có hai tôn hàng thật giá thật tiên vương đâu. Đi. Hai tiên vương khôi lỗi tề động, chân chu đem Cuồng Anh Kiệt dẫn khỏi hiện trường. Dù sao cũng là dọa người, như đối phương thật muốn tới cứng, vẫn thật là khó khăn bảo hộ hàng này chu toàn. Đa tạ. Cuồng Anh Kiệt một lời mỏi mệt, cả người đều ỉu xìu không kéo mấy. Một hồi hủy thiên diệt địa động hư kiếp, hắn không biết tại quỷ môn quan tản bộ vài vòng nhi. Còn tốt, hắn chống nổi ách nạn. Còn lại đi, đó chính là cơ duyên. Hai cái nhân tình. Triệu Bân L.I.O.T.A. bút lông, tại một cái trên sách vở nhỏ quẹt cho một phát. Ngoại trừ Cuồng Anh Kiệt, trên nó còn có rất nhiều người tên, như Ban Ngày, như Lăng Tuyệt, như Không Lo Tiên Tử, đều viết rõ rành rành, hắn cái này một mã thì một mã, quay đầu phải hảo hảo tâm sự. Này liền, đi. Không đi chờ lấy ăn Tết. Điều khiển tiên vương khôi lỗi người, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Mắt thấy người độ kiếp càng lúc càng xa. Thế nhân lại là vẫn chưa thỏa mãn. Hôm nay quả nhiên không uổng công, kiến thức Thiên Vương Tông bị diệt, cũng kiến thức một hồi khoáng thế thiên kiếp, mà thiên kiếp bên trong, còn nhìn thấy năm tôn nguyệt thần, đến kết thúc, lại tới hai tiên vương khôi lỗi. Oanh! Ầm ầm! Phía chân trời tiếng oanh minh, đem thế nhân nỗi lòng kéo về thực tế. Bên này vở kịch mặc dù kết thúc, có thể bên kia còn làm khí thế ngất trời đâu. Đó là tiên vương cấp đại chiến. Trắng huyền chân người cùng thần bí nữ tiên vương hai người liên thủ, bạo trùy thiên minh một mạch lão tổ. Nhanh nhanh nhanh. Thế nhân thu suy nghĩ, đuổi chân đi xem trận thứ ba hí kịch. Còn chưa đuổi tới, chưa gặp đầy trời dị tượng, mỹ diệu hữu nhân gian tiên vực, thảm liệt có núi thây biển máu, đủ loại dị tượng cách diễn dịch, mất đi quang huy, chiếu đầy lờ mờ thiên, băng lãnh mà hỗn loạn. Về sau, chớ áp quá gần. Đã ở vùng thế giới kia người, tu sửa đến quần chúng. Nhao nhao nhắc nhở một câu. Hết lần này tới lần khác, có như vậy mấy cái tự xưng là cường đại, tốc độ tặc nhanh, không chút phanh lại xe, thậm chí không để ý nhi, chui vào đại chiến phạm vi, gặp đáng sợ dư ba, bị đụng bay đầy trời. Không nghe lão nhân lời, hắt xì, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Quá nhiều lão gia hỏa đạp tay, như cái đại gia tựa như xử tại cái kia. Bọn hắn là nhắc nhở qua, là những cái kia danh con không có mắt. Cái kia, đó là thiên minh lão tổ. Sau đến người gặp đại chiến, đều kinh hãi sững sờ. Không trách bọn hắn như thế, chỉ vì thiên minh lão tổ bị trùy quá thảm, đã ném đi một cánh tay, huyết xối xương sống lưng bị chém đứt nửa cái, toàn thân trên dưới đếm không hết huyết hác, nào còn có hình người có thể nói. Tự hiểu thiên minh lão tổ, vẫn là đầu hẹn gặp lại hắn bị trùy như vậy thảm. Thổn thức chặt lưỡi âm thanh đầy toàn trường, đây chính là một tôn lão tiên vương. Lại kết cục như thế. Suy nghĩ một chút cũng phải, hắn là một chọi hai, trắng huyền chân người có lẽ là đúng quy đúng củ, không mạnh cũng không yếu, thế nhưng tôn thần bí nữ tiên vương đi. Liền không là bình thường vạm vỡ, càng là cái ma tu. Đánh không lại có thể chạy a. Không ít người nghi ngờ nói.
không có nhìn thấy Thiên Minh lão tổ đỉnh đầu, treo lấy một cái vòng sáng nhi sao? Lão bối chậm chậm nói. Vòng sáng nhi, đó là thần bí nữ tiên vương thi triển bí pháp, là khốn người cấm thuật. Còn có thần thông này. Mà tụ đi, lòe lòe thuật pháp nhiều lắm. Thiên khung chiến hừng hực khí thế, Hạ Phong cũng nói chuyện khí thế ngất trời. Tiên vương cấp đại chiến, đặc sắc trình độ, không chút nào á trận kia thiên kiếp. Chỉ có điều, hiện trường không có hò hét tiếng trợ uy, bởi vì cũng là tiên vương, nhà ai đều không tốt trêu chọc, vạn nhất Thiên Minh lão tổ chạy trốn đâu. Đó là một cái nhớ thù chủ, khó tránh khỏi muộn thu nợ nần. Phốc, vạn chúng chú mục phía dưới, Thiên Minh lão tổ lại đẫm máu. Vẫn là đêm tối chi chủ, một kiếm suýt nữa đem hắn sinh bổ, phía sau trắng huyền chân người, một ngón tay tuyệt diệt, xuyên thủng mi tâm, kèm thêm đầu người, cũng cùng nhau chọc lấy cái huyết động, hình ảnh cực huyết tinh. A, à, Thiên Minh lão tổ kêu gào, hiến tế bản mệnh thọ nguyên, muốn tránh thoát vòng sáng. Đáng tiếc, hắn tiên lực không cách nào dung chuyển, muốn đi một chút không thể, đành phải ngạnh chiến. Vì hôm nay, bản tôn chuẩn bị mấy chục năm. Đêm tối chi chủ một lời băng lãnh, lại là lăng thiên một kiếm. Cái kia vòng sáng nhi, cũng không chỉ nhìn xem dễ nhìn, gò bó lực còn cực mạnh đâu. Nàng tự thành tiên vương, liền có thể làm cho tế luyện, hao phí cực kỳ giá tiền thảm thiết, chỉ vì vây khốn Thiên Minh, vi sư tôn báo thù. Giết! Thiên Minh lão tổ gào thét, chiến đến điên cuồng. Tiên vương phát cuồng, đặc biệt là trước khi chết phản công, vẫn là rất đáng sợ, hai tiên vương đều luống cuống tay chân, mà đại chiến ba động, cũng bởi vì Thiên Minh lão tổ phát cuồng, biến so với trước kia càng thêm hùng vĩ. Bên này, Triệu Bân đã đem Cuồng Anh Kiệt mang về cổ thành. Hắn ngược lại là muốn đem hàng này thu vào vĩnh hằng giới, nhưng Cuồng Anh Kiệt vừa mới vượt qua thiên kiếp, vết thương chẳng chịt, thể nội thiên kiếp sát ý cần mau chóng phá diệt, nhục thân cũng cần tái tạo, không nên phong vào không gian. Tĩnh tâm ngưng khí. Triệu Bân để tay tại phía sau cõng, huyết mạch bản nguyên mãnh liệt. Vĩnh hằng bản nguyên bá liệt, cưỡng ép giúp hắn khử diệt lấy sát ý. Ngô! Cuồng Anh Kiệt kêu đau một tiếng, cũng điều động bản nguyên. Hai loại bản nguyên cùng chỗ một thể, lại có biến hóa kỳ quái, hai người càng là không có chút nào giới đế tương dung, không chỉ Triệu Bân, liền Cuồng Anh Kiệt cũng sững sờ, đây cũng là một chuyện lạ, bản nguyên không bài xích. Hai người cũng không quá nhiều nghiên cứu, kiệt lực khử diệt sát ý. Đủ nửa canh giờ, Cuồng Anh Kiệt khí tức mới tính ổn định. Hắn vẫn như cũ rất khốc liệt, bất quá bây giờ đã không lo lắng tính mạng. Kế tiếp dựa vào ngươi chính mình. Triệu Bân thu tay lại, cũng thu huyết mạch bản nguyên. Tùy theo, còn có một cái đan dược dung nhập hàng này thể nội, cũng là chữa thương linh dược. Xem trọng hắn. Triệu Bân lưu lại tiên lôi cùng Hạo Vũ khôi lỗi, quay đầu ra vườn nhỏ. Cuồng Anh Kiệt có việc muốn làm, hắn cũng không thể nhàn rỗi, Thiên Vương Thánh Tử còn sống, phải diệt cái kia hàng. Lúc trước hắn có dự kiến trước, tại đối phương trên thân, làm một đạo thiên nhãn truy lùng tiêu ký. Coi chừng. Cuồng Anh Kiệt truyền một lời, mới phát giác đây là một câu nói nhảm. Cái kia hàng bản lãnh lớn đâu, còn có một tôn tiên vương bảo hộ. Cái nào chạy? Triệu Bân ra cổ thành, liền chạy thẳng tới một phương. Thiên nhãn tiêu ký còn tại, lần theo đầu nguồn đi tìm liền tốt. Hắn ngắm rất nhiều chuẩn rất chính xác, Thiên Vương Thánh Tử thật sự tại phương kia. Đang chạy về phía một tòa hùng vĩ cổ thành, cái kia trong thành có tinh không đại trận, hắn mục đích rõ ràng, muốn thông qua tinh không trận thoát ra Thiên Vương Tinh. Chờ đó cho ta. Đi vào tinh không trận phía trước, Thiên Vương Thánh Tử một hồi nghiến răng nghiến lợi. Chuyện này không xong, hắn sẽ hèn mọn phát dục, chỉ chờ tu vi đại thành. Biến mất. Hư không, Triệu Bân đột nhiên định thân. Ngay tại phía trước một cái chớp mắt, truy tung ấn ký biến mất. Hắn lật ra địa đồ. Ước mạc liếc nhìn, phong tỏa một tòa thành, ấn ký đầu nguồn, chính là ở nơi đó biến mất, sở dĩ tiêu thất chỉ hai loại khả năng, đầu tiên là đối phương xóa sạch ấn ký, thứ hai đi. Là bị không gian ngăn cách, cũng chính là nói, đối phương tiến vào không gian. Tinh không trận. Triệu Bân ánh mắt lóe sáng, xác định cái này ngờ tới đáng tin cậy. Hắn thu địa đồ, như một đạo kinh hồng xẹt qua thiên tiêu không lâu, hắn tìm được tòa thành kia. Nói nhảm một câu không nói nhiều. Hắn thẳng vào tinh không trận. Hắn đoán không giả, Thiên Vương Thánh Tử thật sự tại không gian thông đạo, bởi vì hắn đã cảm giác được ấn ký, khoảng cách đang không ngừng kéo xa, cái này liền chứng minh, tên kia đang chơi bạc mạng mở đột, để cầu chạy trốn. Ngươi đi.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 73.